Chương 406: Nghi hoặc của Dung Thiên sư tổ. Bên này Vô Cực môn đang khua chiêng gõ chống làm công tác chuẩn bị, thì bên kia Tây Ly giáo cũng không hề nhàn rỗi. Trong phòng khách của biệt thự Tây Sơn, đèn đuốc sáng trưng, không khí tiêu điều, sơ xác, cả ngôi biệt thự nhìn qua thì không có phòng bị gì, nhưng vừa đến gần nó đã khiến cho người ta thấy sát khí đằng đằng, vô cùng sợ hãi, người bình thường căn bản không dám đến gần. Trong phòng khách có mấy người mặc áo bào trắng ngồi nghiêm chỉnh, một vị lão nhân ngồi ghế trên, vẻ mặt thành kính. Vị lão nhân này cũng mặc một bộ bào trắng, tóc trắng như tuyết, bộ râu trang hơi xoăn xoăn, hốc mắt sâu hóm, rõ ràng là người ngoại tộc. Chính là trưởng giáo hiện tại của Tây Ly giáo sư tổ Vu Vương Dung Thiên. Dung Thiên sư tổ đã chính thức xuất hiện, nét mặt hồng hào, da rẻ căng mịn. Nếu không nhìn tròm râu và bộ tóc trắng của ông ta, mà chi nhìn sắc mặt và làn da kia, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy ông ta còn chưa tới 60. Sư phụ, tiêu khả nước quả thật bệnh nặng phải nhập viện rồi, hơn nữa bệnh tình càng ngày càng xấu đi. Theo tin tức của nội bộ bệnh viện tổng truyền gia, có thể không cầm cự lâu được nữa. Ngồi bên trái Dung Thiên Sư Tổ là đại đệ tử của Tây Ly Giáo, Thương Thiên Đại Tế Ti, tát bỉ nghĩ cao giọng nói, giọng điệu rất vui vẻ. Ánh mắt của Dung Thiên Sư Tổ nhìn qua một vị, Thanh Thiên Đại Tế Ti, tam đệ tử. Thanh Thiên Đại Tế Ti chính là đệ tử người Hán duy nhất của Dung Thiên Sư Tổ, thấy ánh mắt sư phụ nhìn mình vội vàng gật đầu, tỏ ý tán thành với đại sư huynh Tát Bỉ Nhĩ. Tin tức này vốn được ghi nhận từ gã. Nếu trong lúc này, tiêu khả đức chết, với tiêu gia và các thế lực chính trị có quan hệ mật thiết với tiêu gia là một đả kích chí mạng. Trong năm nay, các hoạt động của tiêu khả đức vô cùng sôi nổi, với sự trợ giúp của ông ta, tiêu gia bành trướng thế lực khắp nơi, đã đắc tội với không ít tập đoàn. Bởi vì e sợ uy danh của tiêu khả đức, nên không ai dám hé răng. Thế nhưng, trong một năm ngắn ngủi, tiêu gia đã ăn quá nhiều thịt, căn bản là không kịp tiêu hóa. Nếu tiêu khả đức có thể sống lâu thêm 2-3 năm nữa thì miếng thịt đã đưa đến miệng kia có thể sẽ tiêu hóa hết. Còn bây giờ, khó nói lắm, muốn tiêu ra nhả những miếng thịt đó ra thì đó là điều không thể. Nhưng nếu họ không nhả ra, các thế lực khác sẽ buộc họ phải nhả ra. Đây sẽ là một trận đấu tranh chính trị vô cùng kịch liệt. Tiêu ra mà không có tiêu khả đức chấn giữ thì khả năng thất bại là rất cao. Tát Bỉ Nhĩ tiếp tục nói, Giọng điệu rất nhanh. Audio điện tử võ tấn bền. Mấy vị mặc áo bào trắng khác đều gật đầu, dường như rất tán thành với phân tích của Tát Bỉ Nhĩ. Tây Ly giáo ở khu vực Tây Á là một đại giáo phái nhất đẳng, đối với bản cờ chính trị không hề xa lạ gì. Tây Á có rất nhiều quốc gia, cho tới nay vẫn theo cơ cấu thống trị chính giáo hợp nhất. Nhiều năm nay, mấy nhân vật tai to mặt lớn của Tây Ly giáo vẫn luôn là khách quý của mấy nước đương quyền. Còn về Dung Thiên sư tổ, cũng được không ít người trong tôn giáo Tôn Sùng là vị lãnh tụ tinh thần, địa vị cao cả, thậm chí cả vua của một nước, trước mặt Dung Thiên sư tổ cũng một mực cung kính giữ lễ tiết của một vãn bối. Là đại đệ tử chuyên giải quyết công việc thường ngày của Tây Ly giáo, sự hiểu biết của Tát Bỉ Nhĩ về vấn đề chính trị khá rộng. Bàn cờ chính trị của phương Đông, phương Tây, từ những chỗ khác nhau nhỏ nhất cho đến đại cục đều rất tinh tường. Đơn giản chỉ là trao đổi lợi ích, thỏa hiệp và cân bằng. Tiêu Phàm có động thái gì không?" Dung Thiên sư tổ chậm rãi hỏi. Sách lược đối phó của Tiêu Phàm mới là trọng điểm mà Dung Thiên sư tổ quan tâm. Về những cái có liên quan đến giao dịch chính trị, đều có người khác quản. Dung Thiên sư tổ sớm đã không để ý đến những chuyện đó. Lần này, Tát Bỉ nghĩ lại không vội trả lời mà nhìn sư đệ người Hán đang ngồi đối diện mình. Sư đệ người Hán gật đầu, cúi đầu về phía Dung Thiên sư tổ, nói: "Sư phụ, căn cứ vào tin tức chúng ta có được tiêu phàm có vẻ không cam tâm thấy tam sư huynh dừng lại một lúc tứ sư đệ ngồi phía dưới tát bỉ nhĩ không nhịn được nói tam sư huynh tiêu phàm không cam tâm là ý gì chẳng lẽ hắn còn có cách làm tiêu khả đức cải tử hồi sinh ánh mắt mọi người đều đổ vào đệ tử người hán năm ngoái tiêu phàm đã vì nghịch thiên cải mệnh cho tiêu khả đức mà so chiêu với dung thiên sư tổ đã trọng thương rồi lẽ nào một người có thể nghịch thiên cải mệnh đến hai lần. Mọi người ngồi ở đây, tuy không phải cao thủ thuật pháp, nhưng với chuyện thế này vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Sắc mặt tam sư huynh càng lúc càng nghiêm trọng, vẫn quay về phía dung thiên sư tổ nói. Có phải còn có thể làm cho tiêu khả đức cải tử hồi sinh hay không tôi không rõ lắm. Nhưng trong thời gian này, tiêu phàm quả thực có làm một số việc. Thứ nhất, Văn Thiên đã chuyển đi khỏi chỗ ở ban đầu là tứ hợp viện, có thể chắc chắn ông ta không rời khỏi kinh thành, hẳn là chuyển đến một nơi bí mật nào đó, nếu không phải sắp có hành động gì đó, Văn Thiên không cần thiết phải chuyển nhà. Thứ hai, Tiêu Phàm đang tìm mọi cách để thu thập được các dược liệu hiếm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn thậm chí đã gặp hơn 5 thương gia dược liệu, trên 7 giao dịch đã thành công. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, tôi đã đích thân đến phòng bệnh mà Tiêu Khả Đức nằm để điều tra, trong phòng bệnh đó, có thể cảm nhận được lực dao động của pháp trận vô cùng rõ ràng. Tôi đoán, đó là một loại pháp trận tiếp dẫn, làm như thế để lúc Phật sư làm phép có thể dễ dàng tiếp nhận sức mạnh của trời đất. Nếu Tiêu Phàm không có tính toán gì thì hoàn toàn không cần phải bày bố một pháp trận tiếp dẫn như thế trong phòng bệnh của Tiêu Khả Đức. Cho nên tôi cho rằng, Tiêu Phàm không cam tâm nhìn Tiêu Khả Đức chết đi như thế, mà đang cố gắng làm đến cùng. Lẽ nào vô cực môn thật sự có cách có thể cải mệnh hai lần cho một người sao? Một người mặc bộ bào trắng ngồi bên dưới sư đệ người Hán kinh ngạc nói: giọng nói điềm đạm, không ngờ là một người phụ nữ. Người phụ nữ này có khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, con người xanh thẳm, sâu xa như biển lớn. Theo như vị trí ngồi của người phụ nữ này, cô ta có địa vị rất cao trong Tây Ly Giáo, không thua gì đám người tát bỉ nhĩ. A Ba Tư, có lẽ cũng là một trong ngũ đại tế sư của Tây Ly Giáo, là đệ tử thân truyền của Dung Thiên Sư Tổ. Vì nguyên nhân về văn hóa và truyền thống, khu vực Tây Á từ cổ trí kim đều có phong tục, trọng năm khinh nữ, phụ nữ về cơ bản đều là phụ thuộc vào đàn ông, không có quyền tự chủ hành động và tư cách độc lập của bản thân. Ở những nơi có quyền lực, rất ít khi nhìn thấy phụ nữ. Người phụ nữ này có thể trở thành đệ tử thân truyền của Dung Thiên Sư Tổ, được xếp vào ngũ đại tế sư, đủ thấy thiên bẩm cực cao. Bằng không, Dung Thiên Sư Tổ cũng không phá lệ cũ, nhận một nữ nhân làm đồ đệ. Theo như tình hình hiện nay, Ngũ đại tế sư của Tây Ly giáo đã có bốn người tới Trung Quốc, chỉ còn một vị nhị sư đệ ở lại tổng đàn Tây Ly giáo Trấn thủ trọng tâm đã chuyển qua phương Đông. Có được quyết định như thế, có thể thấy Dung Thiên sư tổ tính toán hơn người. Dung Thiên sư tổ trầm ngâm không nói. Rõ ràng về vấn đề này, dù là Dung Thiên sư tổ cũng đều cảm thấy không dễ có đáp án. Sư phụ đệ tử thấy, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải có chuẩn bị mới được lỡ như tiêu phàm thật sự muốn mạo hiểm nghịch thiên cải mệnh một lần nữa mà lần này lại có sự tương trợ của các đồng môn khác thì tỷ lệ thành công cũng không nhỏ đâu nhưng đối với chúng ta đây cũng là một cơ hội tốt tát bỉ nhĩ nói a à, ba tư lập tức tiếp lời sư phụ con hoàn toàn tán thành ý kiến của đại sư huynh tiêu phàm đã mời các đồng môn của hắn đến đây chắc chắn là muốn mượn sức mạnh của họ để hoàn thành chuyện nghịch thiên cải mệnh lần này đây đúng là cơ hội tốt để đả thương bọn họ chỉ cần chúng ta chuẩn bị chu đáo, tận dụng thời cơ, đừng nói là đả thương tiêu phàm, cho dù gờ yêu ta chết hắn ngay tại chỗ cũng là điều có thể. Cơ hội tốt thế này chúng ta không nên bỏ qua. À, A34 chịu trách nhiệm, võ lực, ở Tây Ly Giáo, các loại hành động vũ trang đều do anh ta chủ trì, cũng được xem là chuyên gia quân sự. Ánh mắt dung thiên sư tổ nhìn về phía đệ tử người Hán, ôn hòa hỏi. Đông Phương, ý kiến của con thế nào? Đệ tử người Hán suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Sư phụ, con nghĩ nhất định phải làm thật cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nên trưng cầu thêm một số ý kiến của người khác nữa. Được. Dung Thiên Sư Tổ cười gật đầu, thái độ dường như rất hài lòng với Đông Phương. Màn đêm buông xuống, hội đồng trong phòng khách của biệt thự Tây Sơn đã di tản đi, cả ngôi biệt thự chìm trong yên tĩnh, mọi thứ đều đã ngủ say. Chỉ có ánh đèn đường ở hậu hoa viên còn tản ra ánh sáng yếu ớt, mờ ảo, mông lung. Dung Thiên Sư Tổ mặc áo bào trắng, chạm rãi đi qua đi lại trên bãi cỏ ở hậu hoa viên, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như có chuyện gì khiến ông ta vô cùng lo âu, rất khó giải quyết. Buổi tối mùa hè, tiếng côn trùng kêu râm ran. Không khí tĩnh mịch, bỗng nhiên, tiếng côn trùng im bặt, cả một đám côn trùng núp trong bóng tối tựa hồ phải chịu sự uy hát yêu ta ép vô cùng mạnh mẽ nào đó, lập tức im như thóc, không dám kêu. Một bóng người thản nhiên bước trên bãi cỏ, từ từ đi về phía dung thiên sư tổ, sát khí và sự uy hát yêu ta ép khác thường chính là phát ra từ người y. Chính là Diệp Cô Vũ. Diệp Cô Vũ không nhanh không chậm đi đến chỗ dung thiên sư tổ, cách đó không xa, đứng lại khẽ khom người, không nói tiếng nào. Đạo Minh, đêm khuya thế này mời cậu đến đây là muốn hàn huyên với cậu. Nhìn Diệp Cô Vũ, sắc mặt dung thiên sư tổ hồng hào, lộ ra ý cười, lịch sự nói. Xin vu vương chỉ bảo nụ cười trên mặt dung thiên sư tổ dần dần thu lại, sắc mặt trở nên chăm chú, chậm rãi nói. Tôi muốn biết, vô cực môn hoặc là các trường phái thuật pháp khác của Trung Hoa, có phải là có cách nghịch thiên cải mệnh hai lần cho cùng một người không? Có thể. Diệp cô vũ đáp không chút do dự. Hả? Hai hàng lông mày của dung thiên sư tổ lập tức dướn lên. Chỉ cần có đủ công lực, đừng nói là hai lần, ngay cả nghịch thiên cải mệnh cho cùng một người vô số lần cũng được vô cực cử cửu tương thiên thiên nhân tương, luyện đến trình độ huyên thâm có thể hỗ trợ được vạn vật đất trời, nhìn thấu được tam thế luân hồi. Đây là nền tảng của việc tu luyện trường sinh, nếu mà đã trường sinh thì nghịch thiên cải mệnh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trong giọng nói bình thản của Diệp Cô Vũ cũng có một chút chấn động, ánh mắt cực kỳ nóng nòng. Người tu luyện pháp thuật đạt được trình độ như hắn hiện nay thì sức hấp dẫn của trường sinh đạo đối với hắn là rất lớn. Thiên nhân tương, không phải thiên nhân thiên của vô cực môn đã bị thất lạc lâu rồi sao lẽ nào tiêu phàm đã tu luyện đến thiên nhân cảnh dung thiên sư tổ nửa tin nửa ngờ hắn có tu luyện được đến thiên nhân cảnh hay không tôi không dám chắc nhưng vô cực môn qua nhiều đời sư tổ trưởng giáo đều có những bí mật rất đặc biệt của riêng mình có lẽ tiêu phàm đã tìm được cách không cần tu luyện thiên nhân cảnh cũng có thể nghịch thiên cải mệnh lần nữa cũng chưa biết chừng diệp cô vũ nói giọng điệu và ánh mắt đều rất lãnh đạm. Ừ, chương 407, cùng sống, cùng chết, chỉ thủy quan trước giờ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Văn nhị thái gia dẫn đầu các đệ tử cùng đi vào. Đương nhiên, có thể sống trong chỉ thủy quan chỉ có thể là bản thân văn nhị thái gia và 6 đệ tử đích truyền, còn các đệ tử tái truyền khác cùng các tùy tùng, vì số người quá đông, nếu đều ở trong chỉ thủy quan thì trên thực tế là không thể. Văn tư viễn bố trí một số người thông minh, tháo vát, thuê một nhà nông gần đó để ở, phụ trách canh gác bên ngoài chỉ thủy quan. Tiếp theo sẽ phải tiến hành một trận, đại quyết chiến, về điểm này, văn nhị thái gia cũng không hề giấu giếm văn tư viễn. Năm đệ tử khác chỉ có thể được coi là đồ đệ của cá nhân văn nhị thái gia, duy chỉ có văn tư viễn mới là truyền nhân chính thức của vô cực môn. Trình độ thuật pháp của văn tư viễn có lẽ chưa đạt đến trình độ cao nhất, nhưng tu luyện được cũng không phải là ít. Trong thời khắc then chốt, có lẽ sẽ phát huy vai trò vô cùng quan trọng. Hơn nữa, võ nghệ văn tư viễn cao cường, kinh nghiệm tranh đấu trên giang hồ rất phong phú, vì thế anh ta và Tân Lâm cùng nhau lên kế hoạch tìm các biện pháp bảo vệ an toàn cho cả chỉ thủy quan, anh ta chính là sự lựa chọn thích hợp. Ai ai cũng đều bận rộn. Tân Lâm và Văn Tư Viễn bắt đầu bố trí mạng lưới phòng hộ ở chỉ thủy quan. Trong ngoài chỉ thủy quan đều bố trí rất nhiều pháp trận phòng hộ, tư tưởng trọng tâm của Tân Lâm và Văn Tư Viễn chính là bố trí người xung quanh những pháp trận phòng hộ này để tạo thành độ dày phòng hộ bậc thang. Cho dù là những nơi chật hẹp nhất cũng cần phải phòng ngự đầy đủ. Hiện nay, những nhân viên ở lại trong chỉ thủy quan đều không có ai nhàn rỗi. Bề ngoài thì tiêu phàm, Văn Nhị Thái Gia và Đàm Hiên là rảnh rỗi nhất, căn bản là mỗi ngày ba sư huynh muội này đều tránh trong mật thất, rốt cuộc đang làm gì thì người ngoài không biết được. Ba trong 64 đệ tử của vô cực môn đang dốc toàn lực luyện chế pháp khí bảy binh bố trận. Pháp trận này lấy tên là Biên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận, là pháp trận mà Tiêu Phàm và Văn Nhị Thái ra nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều ngày cuối cùng mới tìm ra. Pháp trận bố trí xung quanh chỉ thủy quan đều không giống nhau, Biên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận là pháp trận chuyên để tấn công. Lấy Tam Tài, thiên địa nhân làm trận cước, tập hợp sức mạnh của ba người, tái hỗ trợ các lực pháp trận khác, tiến hành truy sát kẻ địch. Ban đầu tiêu phàm và văn thiên chuẩn bị chỉ là lưỡng nghi sát trận, hiện giờ có thêm đàm hiên, nên sẽ đổi thành tam tài sát trận. Lại nói, văn nhị thái gia vẫn còn có chút không yên tâm về đàm hiên. Cho dù, về mặt lý mà nói, họ là sư huynh muội đồng môn, nhưng trước đây không thường xuyên gặp gỡ. Thậm chí, ngay cả cái tên đàm hiên, đến tận gần đây văn nhị thái gia mới biết. Trước đây chỉ biết sư phụ có nhận một đệ tử ký danh như vậy, là một nữ nhân. Còn về chuyện tại sao sư phụ phải thần bí như thế, chính văn nhị thái gia cũng không rõ lắm. Pháp trận đuổi địch cần phải có trình độ uyên thâm về mặt thuật pháp mới được. Đàm Hiên chỉ là đệ tử ký danh của chỉ thủy sư tổ, lỡ như trình độ thuật pháp quá thấp, kém xa tiêu phàm và văn thiên, như thế sức mạnh của điên đảo tam tài tuyệt sát trận sẽ bị giảm bớt đi nhiều, trái lại còn không bằng, lưỡng nghi sát trận. Cần phải biết kẻ địch mà họ phải đối phó, chính là cao thủ tuyệt thế đã từng đánh trọng thương tiêu phàm, theo nguồn tin mà văn tư viễn điều tra được từ biệt thự tây sơn ở đó còn có không ít các trợ thủ trong đó ít nhất có hai người đã từng đối mặt với văn tư viễn đều là cao thủ thuật pháp đối phó với kẻ địch như thế làm sao có thể thiếu cảnh giác được sau khi gặp đàm hiên văn nhị thái ra không chút khách khí ra tay đấu thử với những chuyện trọng đại cho dù hành động này có thể gây phản cảm cho sư muội trong lần gặp đầu tiên cũng đành chấp nhận thôi cũng may Đàm Hiên không làm Văn Thiên thất vọng, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh của chỉ thủy sư tổ, nhưng trình độ thuật pháp quả thật không thấp. Có lẽ chính bởi vì Đàm Hiên bẩm sinh xuất chúng, chỉ thủy tổ sư mới có thể phá lệ cho phép bà đầu sư học nghệ. Với hành động thận trọng của nhị sư huynh, Đàm Hiên cũng không hề phản cảm. Là một đặc công chủ chốt thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm ở nước ngoài, phong cách làm việc của Đàm Hiên nhiều lúc giống Văn Thiên như đúc. Đối với lý do ban đầu tại sao không trực tiếp nhập vào Vô Cực môn, Đàm Hiên cũng giải thích mấy câu. Thứ nhất, là bởi vì thân phận Đàm Hiên rất đặc thù, chỉ thủy sư tổ không muốn Vô Cực môn có dính dáng gì đến cơ quan tình báo. Trước đây, quan hệ giữa Hào hiệp trên giang hồ và Lục Phiến môn là rất rõ ràng. Đàm Hiên chỉ là đệ tử của riêng chỉ thủy sư tổ, không phải truyền nhân chính thức của Vô Cực môn, ít khi dây dưa đến. Thứ hai, là vì thân phận của Đàm Hiên ở Thái Cực môn tương đối quan trọng. Giao tình của chỉ thủy sư tổ và tiền bối Thái Cực môn rất tốt, cũng không thể phá vỡ tình cảm. Đàm Hiên tách ra khỏi sư môn đã rất lâu rồi, nhiều năm như vậy, giờ trở về chỉ thủy quan cảm thấy vô cùng xúc động. Thời gian cấp bách, ba sư huynh muội mới hàn huyên được mấy câu, đã lập tức bắt đầu chia nhau luyện chế pháp khí để bày trận. Để làm được tuyệt sát trận, ba trận cước là rất quan trọng. Đến cuối cùng, pháp trận có thể phát huy hết được uy lực hay không? còn phải xem lực chống đỡ của ba trận cước có đủ hay không. Pháp khí bày trận luyện chế càng tinh xảo thì lực chống đỡ của trận cước càng mạnh, uy lực pháp khí phát huy càng lớn. Tiêu Phàm phụ trách trận cước thiên tự hiệu, Văn Thiên phụ trách trận cước địa tự hiệu, Đàm Hiên phụ trách trận cước nhân tự hiệu. Ba sư huynh muội đều tự luyện chế pháp khí, sau khi pháp khí luyện chế xong, sẽ hoán đổi cho nhau, sẽ lưu lại ấn ký trên pháp khí của đối phương, cuối cùng là lúc bày trận, Tiêu Phàm còn phải nối tất cả pháp khí lại với nhau, như thế tam tài tuyệt sát trận mới có thể hợp vào làm một. Sau 7 ngày, pháp khí luyện thành, ba sư huynh muội lại tề tụ một lần nữa trong hầm mật thất. Đôi mắt đàm hiên có chút mệt mỏi. 7 ngày qua, cho dù đã liên tục cung ứng đơn dược nhưng tinh lực vẫn tiêu hao rất lớn. Trái lại, Văn Thiên và Tiêu Phàm lại tinh thần sung mãn, sinh lực dồi dào. Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, lại là truyền nhân y bát của chỉ thủy sư tổ, sức khỏe cường tráng cũng không có gì lạ. Nhưng đằng này, Nhị sư huynh tuổi đã cao, thế mà tinh thần và thể lực lại rất tốt, Đàm Hiên không khỏi thầm bội phục. Cùng kiểm tra pháp khí mà đối phương luyện chế, Văn Thiên liên tục gật đầu, rất hài lòng với pháp khí mà Đàm Hiên làm. Luận theo độ dày của pháp lực ẩn chứa trong pháp khí, trận cước nhân tự hiệu mà Đàm Hiên phụ trách sẽ không thể yếu hơn so với trận cước địa tự hiệu và thiên tự hiệu do họ phụ trách. Sức mạnh của ba trận cước ngang nhau, là mấu chốt để cả một trận chiến lớn phát huy hiệu lực lớn nhất. Đàm Hiên lại đưa ra thắc mắc. "Tiêu Phàm, tôi đã nghiên cứu điên đảo tam tài tuyệt sát trận này, theo cách bố trí mà cậu và nhị sư huynh đã bàn bạc, nếu tiếp tục bày trận này, có thể sẽ làm cho lực lượng phòng hộ ban đầu của chỉ thủy quan bị rút đi một nửa. Cứ như vậy, uy lực của tam tài trận sẽ đạt đến sức mạnh cực đại, nhưng lực phòng hộ của cả chỉ thủy quan lại giảm đi rất nhiều, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Với Tiêu Phàm, hiện tại Đàm Hiên gọi thẳng kỳ danh. Có lẽ bất kể là gọi, sư đệ hay là sưng trưởng phòng tiêu Đàm Hiên đều thấy không thỏa đáng về thái độ của Trần Dương thực ra rất kiên quyết Đàm Hiên không thể không chiều theo tâm trạng của con gái sư tỷ trong lần tấn công này nhiệm vụ phòng hộ chúng ta sẽ giao cho hai người Tân Lâm và Tư Viễn Đàm Hiên nhíu mày kẻ địch rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực hiện tại chúng ta cũng không rõ chuyển hơn một nửa lực lượng của pháp trận phòng ngự đến Tam Tài trận ngộ nhớ kẻ địch ồ ạt à tấn công thì chúng ta khá phiền toái đấy. Văn Thiên vuốt vuốt tròm dâu trắng, thản nhiên nói. Cách phòng ngừa tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta đánh càng độc, họ càng không kịp trở tay. Chỉ cần những người mạnh nhất phải khốn đốn, thì bọn lâu la kia không đáng sợ. Và lại, Tư Viễn và Tân Cô Nương đều không phải những trợ thủ yếu ớt. Thêm nữa, có Sư Huynh Linh Vân Đại Sư Đích Thân chấn thủ. Cho dù địch có ổ ạt tấn công, cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta rồi. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội này muốn đánh bại quân địch, cũng không biết phải đợi đến khi nào. Cho dù vì thế mà cần mạo hiểm thì cũng đáng giá lắm. Đàm Hiên nhíu mày trầm ngâm một lúc, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ tán thành với quan điểm của Văn Thiên và Tiêu Phàm. Tất cả mọi chuyện ở chỉ thủy quan đều tiến hành rất rành mạch, rõ ràng. Trong sân nhỏ của bệnh viện tổng, đã trở thành một đám hỗn loạn, mây buồn xương thảm. Đội ngũ chuyên gia chữa bệnh vừa được mở rộng, thêm hai gương mặt mới, nhưng đôi lông mày của phó viện trưởng lại càng lúc càng nhíu chặt. Tình hình tiêu lão ra lại chuyển biến giống như năm ngoái. Đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Hai vị bác sĩ mới vào tuy nói đều là những chuyên gia trẻ tuổi chỉ mới có tiếng tăm mấy năm nay, nhưng trong lĩnh vực học thuật đã đạt được thành tích đáng kiêu ngạo, tuyệt đối xứng danh, lương y. Nhưng đối mặt với tình trạng của tiêu lão ra, bất cứ thuốc gì cũng không có tác dụng, thì các chuyên gia trẻ tuổi này cũng bó tay, không có biện pháp gì. Xem ra chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện lần nữa thôi. Điều làm phó viện trưởng chú ý là, đã 10 ngày nay, Tiêu Phàm không thường xuyên có mặt ở bệnh viện tổng. Lần trước Tiêu lão gia lâm trọng bệnh cũng như thế, trong vòng 2 tháng, Tiêu Phàm chỉ xuất hiện ở bệnh viện tổng một lần. 3 ngày sau, bệnh tình Tiêu lão gia đột nhiên bắt đầu có chuyển biến tốt, không đến 7 ngày, tự nhiên khỏi hẳn rồi cứ thế xuất viện. Thế thì lần này, liệu Tiêu Phàm có thể tạo ra kỳ tích được nữa không? những nhân vật tai to mặt lớn đến bệnh viện thăm tiêu lão ra càng ngày càng nhiều, chức vụ cũng càng ngày càng cao, trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng, đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp tiêu lão ra. Tiêu phàm vẫn luôn được phó viện trưởng đặt tia hy vọng cuối cùng, hiện giờ đang đau đầu thuyết phục Uyển thiên thiên ở chỉ thủy quan. Sau khi tiêu phàm khơi thông các kinh mạch cho Uyển thiên thiên, nghiêm túc nói với huyền thiên thiên, muốn cô rời đi khỏi chỉ thủy quan, để lập lức bắt tay vào, đánh trận lớn, tiêu phàm không thể chăm sóc cô nữa. Đánh trận, được thôi, tôi đang đợi ngày đấy đây." Uyển Thiên Thiên cười hì hì, tỏ ra rất mong đợi. "Thiên Thiên, cô phải hiểu rõ, tôi không nói đùa với cô." Khuôn mặt Tiêu Phàm nghiêm lại, không hài lòng nói. "Tiêu Phàm, tôi cũng không nói đùa với anh, tôi tuy không quá giỏi, nhưng người bình thường muốn coi thường tôi cũng không dễ đâu. Lúc này, anh đuổi tôi đi, anh không thấy là đang khi dễ người khác sao?" Uyển Thiên Thiên không chút sợ hãi nhìn thẳng mặt tiêu phàm mà nói ánh mắt đầy vẻ kiên nghị nhìn thấy tiêu phàm phải liều mạng với đối thủ tân lâm ở bên cạnh lại muốn uyển thiên thiên tránh xa một chút nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý tiêu phàm không nhịn được cười khổ ban đầu cũng biết làm công tác tư tưởng với bà cô nhỏ này không phải là dễ không đợi tiêu phàm nghĩ ra lý do thoái thác khác cô xoa xoa mũi vươn bàn tay nhỏ nắm lấy tay tiêu phàm ngẩng đầu lên yên tĩnh nhìn hắn vẻ mặt kiên định lạ thường anh đừng khuyên tôi nữa, tôi nói cho anh biết một câu thôi cùng sống, cùng chết. chương 408, đại chiến sắp đến. Bính ngọ tháng 8, giờ hợi, ánh trăng như nước, chỉ thủy quan thanh u bình yên như ngày thường. Thôn dân xung quanh tuần hoàn tuần theo quy luật từ xa xưa, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, đại đa số đã an nhiên tiến vào mộng đẹp. Cá biệt người vẫn chưa ngủ, cũng không phát hiện ra, chỉ thủy quan giờ phút này, sớm đã có sát khí bao quanh tứ phía, từng tầng từng tầng vòng tròn phòng ngự, đem toàn bộ chỉ thủy quan bao vây lại. Mật thất dưới đất của chỉ thủy quan. Tiêu phàm, văn thiên, đàm hiên ngồi khoanh chân, thành hình tam giác, đối diện với nhau. Sư huynh muội ba người, người mặc áo choàng tơ vàng bát quái, chân đi giày như ý âm dương, tay nắm ngọc thất tinh như ý. Giữa ba người là một bức họa đồ hỗn độn do đá xô bổ ba màu trắng đen vàng lát thành, chỗ ngồi của ba người lại là một họa đồ hỗn độn ba màu tương đối nhỏ. Chính giữa bức họa đồ hỗn độn lớn, đứng thẳng một đỉnh đồng bốn chân, hai thước vuông, nhìn kiểu dáng đỉnh đồng và hoa văn được điêu khắc trên đỉnh đồng, đây là sản phẩm phỏng chế theo trấn giáo chi bảo, Càn Khôn đỉnh của vô cực môn. Trong thân đỉnh của phỏng chế phẩm, lại đặt một tiểu đỉnh mini, thân đỉnh hiện lên chữ màu đỏ, họa đồ hỗn độn quanh thân chậm rãi xoay tròn, chính là Càn Khôn đỉnh. Uy lực của điên đảo tam tài tuyệt sát đại trận đều do Càn Khôn đỉnh triệt để phát ra mọi sự đã sẵn sàng. Thế nhưng hai hàng lông mày của đàm hiên nhíu lại, dường như còn có chút băn khoăn không đặt xuống được. Văn nhị thái gia biết suy nghĩ trong lòng của vị tứ muội này, chậm rãi nói. Sư muội, nếu như Linh Vân Đại Sư không muốn tham dự vào, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Ông ta là người xuất gia, tứ đại giai không? Đàm hiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt ít nhiều có chút cô đơn. Trong suy nghĩ của cô, Linh Vân Sư Huynh không giống như các huynh muội sư môn khác, yêu thương cô hết mực, tựa như huynh trưởng trong nhà. Trước đó mấy ngày, Đàm Hiên nói lên thỉnh cầu của mình với Linh Vân đại sư, Linh Vân đại sư cũng không tỏ rõ ý kiến như thế nào. Hiện giờ đại chiến sắp đến, vẫn không thấy bóng dáng của Linh Vân sư huynh, trong lòng Đàm Hiên không tránh khỏi mất mát. Phan Nhị Thái ra lại không phải vô cùng để tâm. Ông biết rằng Linh Vân đại sư là đệ nhất cao thủ của Thái Cực môn, võ thuật vu vi đều không thua kém hai sở trưởng của Đàm Hiên nếu như linh vân đại sư có thể chấn thủ ở chỉ thủy quan hiển nhiên lực lượng phòng thủ càng mạnh hơn một phần thế nhưng ban đầu khi văn nhị thái gia và tiêu phàm lập kế hoạch cũng chưa từng đem linh vân đại sư tính toán ở bên trong lực lượng phòng vệ hiện giờ linh vân đại sư không muốn tham gia vào chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn đợi lát nữa đại chiến cùng nhau nhân vật đầu não của kẻ địch toàn lực đi đối phó với huynh đệ ba người mình còn chê không đủ lại còn có thể vươn tay ra đi công kích chỉ thủy quan hay sao có tân lâm văn tư viễn trấn thủ hoàng hải văn gia tinh nhuệ hợp sức với yên chi xã tinh nhuệ các biện pháp phòng vệ của chỉ thủy quan có thể nói nghiêm mật dị thường chỉ cần không có tuyệt đại cao thủ đánh lén cho dù đến một chi đội quân binh hạng nhỏ không mang theo vũ khí hạng nặng cũng chưa chắc có thể đem chỉ thủy quan làm ra thế nào thời gian từng giây từng phút trôi qua bầu không khí của chỉ thủy quan càng thêm ngưng trọng nghiêm túc chớp mắt đã đến giờ tí a di đà phật từng tiếng Phật hiệu xa xa truyền đến, tuy rằng còn ở phía xa, lại trung chính bình thản, mỗi người đang ngồi đều nghe thấy cực kỳ rõ ràng, giống như đang đứng đối diện với tăng nhân. Hai hàng lông mày của đàm hiên mãnh liệt dương lên, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Trong mắt văn nhị thái ra tinh quang lấp lánh. Ông và Linh Vân Đại Sư chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe tiếng đã lâu. Mặc dù sớm biết kế thừa thái cực môn không phải là nhỏ, thế nhưng trong thế không võ không pháp, nội công của Linh Vân Đại Sư thâm hậu như thế, vẫn là vượt ngoài dữ liệu của văn nhị thái gia. Màn đêm bao phủ xuống bệnh viện, sân nhỏ nơi tiêu lão gia đang ở, canh phòng nghiêm ngặt. Bước vào ban đêm, lực lượng cảnh vệ của sân đột nhiên tăng cường. Phó cục trưởng chung của cục cảnh vệ cao nhất đích thân dẫn theo một nhóm cao thủ đại nội tiến đến cảnh giới. Đừng nói những người không có phận sự căn bản không thể tới gần, cho dù là nhân vật lớn quyền cao chức trọng, chưa có sự cho phép cũng tiến vào không nổi. Loại tình hình này có thể xem là vô cùng hiếm thấy. Ông cụ từ khi ra vào viện, bộ phận canh phòng trước giờ chưa từng chặt chẽ không chỗ hỡ như vậy. Không biết hôm nay xảy ra đại sự quan trọng gì. Một số người hiểu biết tình hình, đầu óc linh lợi xoay chuyển khá nhanh, không tránh khỏi sẽ nghĩ đến ngay bệnh tình của ông cụ, nhận định ông cụ đã vô cùng nguy ngập, vì tránh khỏi dẫn đến phong ba chính trị bên ngoài, mới đột nhiên tăng cường sự canh phòng với nơi này. Trong căn phòng bệnh của ông cụ, vẫn sáng ánh đèn. Tiêu Trạm ngồi phía trước giường bệnh, Ông cụ nửa dựa nửa nằm trên giường, mặc dù cực kỳ gầy yếu, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh, cũng không hiện ra vẻ tái nhợt đặc biệt khó coi, nhất là trong đôi mắt, vẫn là tinh quang lấp lánh, nhìn thế nào đều không giống như dáng vẻ của bệnh nhân nguy kịch. Nếu như là các bác sĩ của tổ chuyên gia điều trị nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ giật nảy mình. Chuyện này thật sự rất quỷ dị. Loại biến hóa quỷ dị này từng xảy ra trên người ông cụ một lần, cho đến nay đều chưa thể tìm thấy cách giải thích hợp lý nhất. Không ngờ thời gian còn chưa đến một năm, biến hóa quỷ dị giống như vậy lại xảy ra thêm một lần nữa. Theo bọn họ, đây quả thật là có trái theo lẽ thường của y học. Mặc dù y học trước giờ chưa từng thiếu kỳ tích, nhưng loại kỳ tích này luôn xảy ra một lần lại tiếp tục xảy ra một lần trên cùng một người, cũng khó tránh làm cho người ta khó lý giải. Đừng nói đến các bác sĩ của tổ chuyên gia bệnh viện, ngay cả tiêu trạng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ông cho đến bây giờ vẫn còn nửa tin nửa ngờ đối với thuật pháp, thế nhưng đối với y thuật của tiêu phàm lại không hoài nghi thêm một chút nào nữa. đây là quốc túy, tiêu trạm hoàn toàn có thể lý giải, có thể tiếp nhận, cũng hết sức ủng hộ. về phần chuyện thuật pháp này, tiêu phàm sẽ không nói sâu với bố, tiêu trạm có tin hay không cũng không phải là chuyện cực kỳ quan trọng. giả phóng, con nói tiểu phàm cự tuyệt rồi sao? ông cụ chậm rãi hỏi, âm thanh trầm thấp, rõ ràng có lực. thế nhưng nhìn qua vẻ mặt của ông cụ hơi có chút âu lo. Hai hàng lông mày của tiêu chạm nhíu lại, gật gật đầu. Chiếu theo sự phân phó của ông cụ, tiêu chạm đặc biệt thảo luận với Trung tướng Trung Vọng Dương Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ, dự tính tạm thời cấp cho tiêu phàm hai nhân viên cảnh vệ. Không biết là nguyên nhân gì, ông cụ luôn có cảm giác trong thời gian này sẽ có người gây bất lợi cho tiêu phàm. Có lẽ đây xuất phát từ loại dự cảm nào đó của ông cụ, cũng có lẽ chỉ là sự vướng bận yêu thương của ông cụ với cháu nội, nhưng ông cụ có mệnh tướng quân trung vọng dương tất nhiên là không chút do so dự rất sảng khoái đồng ý trung vọng dương vốn là tướng lĩnh cao cấp do ông cụ một tay cất nhắc cha của trung vọng dương từng đi theo ông cụ nhiều năm là thuộc hạ trung thành tận tâm nhất của ông cụ vì thế bản thân trung vọng dương phải tính là trung kiên trong dòng dõi của tiêu gia ai ngờ tiêu phàm lại cự tuyệt ý tốt của ông nội và phụ thân cự tuyệt rồi vậy thì càng tốt một lát sau ông cụ thấp giọng nói giọng điệu ngược lại lại trở nên thoải mái. Tiêu chạm lại gật gật đầu. Lần này, ông lại là tán thành ý kiến của cha. Tiêu phàm không phải là người mà thanh niên bình thường có thể so sánh, tính cách trầm ổn dị thường. Nó nếu như cự tuyệt cảnh vệ tùy thân, cao thủ đại nội, thế thì không phải là do khách khí, mà là đối với an nguy của bản thân rất có chắc chắn. Chỉ có điều tiêu chạm hơi kỳ quái, lẽ nào bên cạnh tiêu phàm còn có nhân vật lợi hại hơn cả cao thủ đại nội hay sao? không giống như tình hình yên tĩnh hài hòa trong sân của bệnh viện tổng, biệt thự Tây Sơn lại là một mảnh túc sát chi khí. Trong một gian mật thất của biệt thự Tây Sơn, năm người áo bảo trắng ngồi khoanh chân vây quanh. Chính giữa nền mật thất, một tấm họa đồ mãnh thú do đá phiến bốn màu đen trắng vàng đỏ hợp lại mà thành, bốn chiếc răng nanh màu trắng cực kỳ dọa người. Dung Thiên Tổ sư yên vị ở chính giữa miệng con mãnh thú, lông mày thấp che xuống mắt, nếp nhăn trên trán giống như dao khắc cực kỳ đều đặn. Tát bỉ nhĩ, Abbas, nam tử người Hán và sư muội áo bào trắng trên mặt tre một tầng sa đen, phân ra ngồi bốn phía. Vị trí mà bốn người ngồi cũng không đối xứng, khoảng cách với dung thiên tổ sư cũng là có xa có gần. Nếu như đem các vị trí ngồi của bọn họ dùng một đường nối lại, liền có thể nhìn ra, dường như có thể tạo thành một bức họa đồ mãnh thú hoàn chỉnh. Bọn họ đang ngồi đúng vào vị trí tứ chi của mãnh thú. Nam tử người Hán cũng mặc một thân áo bào trắng, chỉ là anh ta bình thường dung mạo uy nghiêm rất có khí độ của kẻ bề trên, lúc này đây lại ăn mặc giống như người hồ, nhìn thế nào cũng có điểm đầu mô mình sở. Đương nhiên lúc này, hiển nhiên sẽ không có người đi để ý những lễ tiết ăn mặc không đáng kể này. Trong mật thất, không khí nghiêm trọng, căng thẳng. Dù là như thế, Tát Bỉ Nhĩ cũng không ngừng đánh giá nam tử người Hán trước mặt, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh mắt không tin tưởng. Đối với vị tam sư đệ này, Tát Bỉ Nhĩ trước giờ chưa từng che giấu quan cảm của chính mình đối với anh ta. Ngày bình thường, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Dung Thiên Tổ sư rời khỏi tổng đàn Tây Ly giáo, rời khỏi cố thổ sinh sống mấy chục năm, ngàn dặm xa xôi, đến Trung Hoa, một phen khổ tâm bố trí, nếu thực sự tính toán thành công, Tây Ly giáo cố nhiên có lợi không nhỏ, bản thân tam sư đệ và gia tộc nơi anh ta sống cũng sẽ lấy được nhiều lợi ích, thậm chí còn đạt được nhiều lợi ích hơn so với Tây Ly giáo. Có nền móng như vậy, bình thường tam sư đệ vẫn là có thể tin cậy thế nhưng tuyệt đối không bao gồm loại tình hình trước mắt này. Ngũ Thánh tỏa long trận, mới này là trận pháp mới mà sư phụ bế quan trong một năm này lĩnh hội được. Trên, Ngũ Thánh tỏa long trận, ban đầu phát triển biến hóa đến, năm người cùng thi triển, thúc giục trận pháp, sự to lớn của uy lực, không gì sánh kịp. Ứng ừ với nó, chính là năm người chủ trì trận pháp, đều cần phải toàn lực ứng phó, tiêu hao pháp lực, cũng là không gì sánh nổi. Bất cứ ai chỉ cần ai giữ lại một chút, lập tức sẽ làm suy yếu toàn bộ lực lượng của trận pháp, thậm chí liên lụy đến cả những người thi triển trận pháp. Nói cách khác, một khi thi pháp bắt đầu, năm người chủ trì trận pháp sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ, an nguy của năm người đều ký thác vào lực lượng phòng vệ ở bên ngoài. Đối với vòng phòng ngự do đệ tử tinh nhuệ của Tây Ly giáo bố trí, Tát Bỉ Nhĩ vẫn là có thể tin tưởng, thế nhưng, đây dù sao cũng là trên mảnh đất Trung Hoa tất cả bố trí đều dựa vào sự ủng hộ của Tam Sư Đệ. Tam Sư Đệ nếu như có hành động khác thường nào, tính mệnh của mọi người đều gặp nguy hiểm. Còn có tên Diệp Cô Vũ kia, đó cũng là nhân tố không an toàn. Sư phụ hình như đối với tên người Hoa kia vô cùng tín nhiệm vô cùng yên tâm, Tát Bỉ Nhĩ cũng không dám hoàn toàn gật bừa. So với Tam Sư Đệ, độ nguy hiểm của Diệp Cô Vũ càng lớn, nhân tố không xác định được càng nhiều. Chỉ có điều những tình hình này, Tát Bỉ Nhĩ đều rất thẳng thắn nói rõ với sư phụ, sư phụ không chịu tiếp thu ý kiến của y, Tát Bỉ Nhĩ cũng đành chịu. Mắt thấy đại chiến sắp tới gần, trong lòng Tát Bỉ Nhĩ có không yên tâm đi chăng nữa, cũng không dám nói thêm cái gì, tránh nhiễu loạn lòng quân sĩ. Tát Bỉ Nhĩ, tĩnh tâm, không cần căng thẳng, trời không thể sập xuống. Có lẽ đã nhận ra tâm trạng không yên trong lòng đại đệ tử, Dung Thiên Tổ sư chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, sư phụ. Tát bỉ nhĩ không khỏi cả kinh, vội vàng đáp lại một tiếng, kiềm chế tinh thần, không dám nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa. chương 409, phỏng chế càn khôn đỉnh đêm khuya, chính vào giờ tí. Trăng sáng nhô lên cao. Tiêu phàm vốn dĩ đang tính tọa dưỡng thần mở to hai mắt, văn nhị thái gia và đàm hiên đang tính tọa như vậy cũng đồng thời mở to hai mắt, ba người liếc mắt nhìn nhau, tiêu phàm gật gật đầu, tay trái bấm tay niệm thần chú, miệng lẩm bẩm. Tật! Một lát sau, Kiếm quyết tay phải của Tiêu Phàm nhấc lên, một đạo chân khí hùng hậu thẳng tắp đánh vào đại đỉnh trước mặt cách đó không xa. Đại đỉnh ong ong, rung động, hỏa đồ yên lặng bất động trên thân đỉnh bắt đầu đung đưa, giống như nước gợn sóng, dần dần lan tràn mở ra tứ phía. Hai người Văn Thiên, Đàm Hiên cũng lần lượt đánh một đạo chân khí qua đó, giao rộng của bức hỏa đồ càng nhanh hơn. Rất nhanh, một đạo cột sáng to lớn từ trong thân của đại đỉnh lao ra, bắn thẳng lên vòng trời thiên địa nguyên khí bốn bên mãnh liệt quay cuồng. Cột sáng bắn thẳng đến tròm tử vi đế tinh. Tròm tử vi đế tinh treo cao trên vòng trời mạnh mẽ trở nên sáng rọi rạng rỡ, lóng lánh dị thường. Biệt thự Tây Sơn bên kia, dung thiên tịnh tỏa bất động trong mật thất, tựa như một pho tượng đột nhiên mãnh liệt mở hai mắt ra, tát bỉ nhĩ và các đệ tử ngồi xếp bằng xung quanh cũng cảm giác được sự biến hóa dị thường của thiên địa nguyên khí, cùng nhau mở to mắt, nhìn về phía sư phụ. Phía đông, miệng dung thiên nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nam tử người Hán ngồi xếp bằng ở một bên hiểu ý, nhấc tay vung lên, một đạo chân khí bắn ra, cách không ấn vào một công tắc trên vách tường. Đây là một tình cảnh kỳ lạ. Cả gian mật thất, phong cách cổ, tràn đầy hơi thở thần bí của thời kỳ hồng hoang. Nhưng bóng điện và công tắc trên vách tường lại hiện ra một cách rõ ràng, đây là một thời kỳ điện khí hóa. Hơi thở hiện đại hóa và hơi thở của thời viễn cổ hồng hoang trộn lẫn với nhau, Tự nhiên cũng không hề làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên, nóc nhà cao cao của mật thất bắt đầu cách ra hai bên. Gian mật thất này cư nhiên lắp đặt tấm trần theo phương thức chuyển động. Trên trần là chuồng kính trong suốt, bầu trời đêm thâm sâu đang triển lộ trước mắt mọi người. Dị tượng tử vi đế tinh thu hết vào trong mắt. Tát Bỉ Nhĩ, hư, một tiếng, lạnh lùng nói. "Sư phụ, xem ra Tiêu phàm thực sự muốn mạo hiểm rồi." hiện tượng thiên văn như vậy, giống hệt như hiện tượng thiên văn mà năm đó tiêu phàm thi triển làm phép nghịch thiên cải mệnh cho ông cụ, tát bỉ nhĩ tận mắt nhìn thấy, cực kỳ quen thuộc. Dung thiên tổ sư không để ý tới, chỉ là rất chuyên chú ngẩng đầu nhìn dị biến của tròm tử vi đế tinh. Cỗ sức mạnh trùng trùng điệp điệp này của trời đất, bao phủ xuống, mặc dù không phải là trực tiếp chạy đến biệt thự Sơn Tây, sư đồ năm người trong mật thất vẫn là có thể cảm nhận được. Abbas bỗng nhiên nói, sư phụ, năm ngoái tiêu phàm hẳn là bị thương rất nặng lời này chỉ nói một nửa thế nhưng ý tứ ai cũng hiểu được hiện tượng thiên văn dị thường lớn đến như vậy của trời đất người có pháp lực thấp kém cố nhiên không thể phát ra người bị trọng thương chưa khôi phục cho dù thuật pháp tu vị có cao thâm hơn đi chăng nữa hẳn là cũng không thể dẫn phát ra dung thiên vẫn không trả lời nam tử người hán lại nhẹ giọng nói ra tứ sư đệ lần này đối phương khẳng định không phải chỉ có một mình tiêu phàm Abbas gật gật đầu nói: "Cái này để biết, thế nhưng cho dù tính cả Văn Thiên, ngay từ đầu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, trên chiến thuật có vấn đề thì phải. Nghịch Thiên cải mệnh, không phải là công sức trong một sớm một chiều. Bất kể là làm phép hay là luyện chế đan dược, muốn Nghịch Thiên cải mệnh cũng phải cần thời gian 2-3 ngày. Đây vừa mới bắt đầu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, kế tiếp làm thế nào?" Hai người sư huynh đệ Tiêu Phàm, một người tuổi tác đã cao, một người chiếu theo lý thương thế chưa hồi phục tính toán cả hai huynh đệ có liên thủ pháp lực của hai người cũng rất khó kiên trì một thời gian lâu như vậy biết rõ kẻ địch mạnh ở bên cạnh tiêu phàm và văn thiên cũng không thể không giữ lại biện pháp dự phòng việc này lộ ra cổ quái nam tử người hán nói đệ tử thế hệ này của vô cực môn không chỉ có hai người văn thiên và tiêu phàm những nhánh truyền thừa khác không nói chỉ riêng truyền nhân dòng dõi triệu chỉ thủy đã có đến mấy người Tam sư huynh, nghe Giang đạo minh nói, mấy tên đệ tử thân truyền của Triệu Chỉ Thủy cũng đều là trời nam đất bắc, trong thời gian ngắn rất khó tụ hội lại với nhau." Nói xen vào lúc này, lại là Ngũ sư muội che khăn lụa, chỉ lộ ra hai con mắt. "Hừ, lời mà Giang đạo minh nói, có thể tin cậy như vậy sao?" Không đợi nam tử người Hán mở miệng, Tát Bỉ Nhĩ đã lạnh lùng nói xen vào. "Phản cảm đối với Diệp cô vũ, Tát Bỉ Nhĩ trước giờ chưa từng che giấu." người dị tộc này trên mảnh đất của bọn họ, quá kiêu ngạo. Nhìn bề ngoài, Giang Đạo Minh là dung nhập vào cuộc sống của Tây Á bọn họ, trên thực tế, Giang Đạo Minh là một kẻ xâm lược. Dựa vào lực lượng của một mình mình, đang dần dần thay đổi rất nhiều truyền thống cố hữu. Chỉ cần lại có thêm 20 năm, đừng nói thiên ưng giáo, e rằng toàn bộ, một thứ gì, đều sẽ bị Diệp Vương thay đổi. Hiện giờ dung thiên tổ sư còn sống, có một thế hệ thiên vu lực lượng hùng hậu, thêm vào nguồn cơn của năm gió, Giang Đạo Minh trước mặt của Dung Thiên vẫn không dám quật cường. Nhưng mà Dung Thiên Tổ Sư tuổi tác cao, một khi Dung Thiên Tổ Sư qua đời, Vu Vương mới kế lập có thể là đối thủ của Diệp Vương hay sao? Nếu không ngoài dữ liệu, sau Dung Thiên Tổ Sư, giáo chủ Tây Ly Giáo chỉ có thể là chọn ra từ năm huynh muội bọn họ. Tam Sư Đệ là người Hán, Ngũ Sư muội là phụ nữ, căn bản đều có thể xếp bên ngoài người có thể kế thừa trước giáo chủ. Tát Bỉ Nhĩ mặc dù nhìn rất không thuận mắt Giang Đạo Minh, Thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, bất kể là bản thân mình, hay là tứ sư đệ Abbas, hoặc là nhị sư đệ đang chấn thủ ở tổng đàn lên làm, Phu vương, mới, bất kể là luận thuật pháp hay là luận võ lực, dưới tình huống một trọi một, ai cũng đều không phải là đối thủ của Giang Đạo Minh. Hết lần này đến lần khác sư phụ dường như càng tăng thêm sự tin tưởng đối với Diệp Cô Vũ. Đây mới là điều làm cho Tát Bỉ nghĩ lo lắng nhất. Thời thế hiện nay của Dung Thiên Tổ sư, duy nhất có một người có thể khắc chế Giang Đạo Minh. Bất kể như thế nào, trước khi sư phụ về trời, nhất định phải xử lý gọn tên Giang Đạo Minh trước. Nếu không, toàn bộ Tây Ly giáo chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bại dưới tay Thiên Ưng giáo, thậm chí bị Diệp Cô Vũ dứt khoát thâu tóm. Đến lúc đó, thảo nguyên sa mà thống nhất, quân lâm trên mảnh đất hoang dại rộng lớn sẽ không phải là người trong tộc của mình nữa, mà là của một tên ngoại lai như Giang Đạo Minh loại chuyện này tát bỉ nhĩ tuyệt đối không cho phép xảy ra mặc dù tát bỉ nhĩ cũng biết bây giờ không phải là lúc công kích giang đạo minh nhất định phải tập trung tất cả lực lượng trước hết phải đem tên địch ngoài ánh sáng là tiêu phàm xử lý gọn mới được sau đó muốn thêm dầu vào lửa chỉ cần có cơ hội liền có thể thực hiện được tát bỉ nhĩ bất kể là lời của ai có thể tin hay không bản thân con đều phải học được cách phân biệt vì người mà làm nên việc cố nhiên không thể thu nạp vì người mà làm hỏng việc cũng không phải là cách chính xác. Dung thiên tổ sư rốt cuộc cũng đem ánh mắt từ tròm tử vi đế tinh trên vòng trời xa xăm thu về, rơi trên mặt đại đệ tử của mình, hai hàng lông mày nhíu lại, chậm rãi nói. Vâng, sư phụ. Thấy sư phụ lên tiếng, tát bỉ nhĩ vội vàng không người, kính cẩn nói. Nam tử người Hán nói. Sư phụ, tuy rằng truyền nhân thế hệ này của vô cực môn mỗi người ở một nơi, khó có thể tề tựu, Thế nhưng trong đám đệ tử đời tiếp theo, hẳn cũng đã có nhân vật tinh anh có thể trọng dụng rồi. Tuổi tác đệ tử của triệu chỉ thủy cách biệt quá nhiều, tiêu phàm chẳng qua mới hai mươi mấy tuổi, Văn Thiên đã ở tuổi xưa nay hiếm rồi, đệ tử của ông ta, tuổi tác đều lớn hơn tiêu phàm rất nhiều. Càng không cần nói, sư huynh của tiêu phàm không phải chỉ có một mình Văn Thiên. Bên trong sư điệt của tiêu phàm, xuất ra một hai vị đại thuật sư trình độ cao thâm, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bọn họ tập trung tinh anh càng nhiều, đối với chúng ta lại càng có lợi dung thiên tổ sư cười cười thản nhiên nói giọng điệu ngạo nghế tứ đại vô thánh nghe thấy đều chấn động tinh thần sư phụ chúng ta ra tay đi abbas nóng lòng muốn thử nói không vội lại xem thêm một chút đây mới là vừa bắt đầu thôi dung thiên tổ sư khẽ mỉm cười không nhanh không chậm nói hình dung chắc chắn dị thường bất luận tiêu phàm bên đó làm ra động tĩnh lớn như thế nào Dung Thiên Tổ sư trước mắt chưa có ý định lập tức ra tay can thiệp. Rất rõ ràng, lúc này không phải thời cơ tốt. Định vị trong tâm trí của Dung Thiên vô cùng rõ ràng, với sư huynh đệ Tiêu Phàm hoặc là nói với cả vô cực môn, là một trận chiến tranh. Trận chiến tranh này, năm ngoái là đánh như thế nào, năm nay vẫn là đánh như thế ấy. Có lẽ Tiêu Phàm tìm được vài vị sư huynh giúp đỡ, thế nhưng đồng thời khi Nghịch Thiên cải mệnh, phải ngăn cản quy mô tiến công lớn một phía của mình. Trước sau đều là rơi vào hoàn cảnh bị vây bị động. Giang Đạo Minh đã xác nhận, chuyên nhân vô cực môn nếu đã tu luyện đến thiên nhân cảnh là có cách để giúp cùng một người nghịch thiên cải mệnh lần hai thậm chí lần ba. Nhưng mà, ở thời kỳ mạt pháp này, vô cực môn sớm đã không có người có thể dò xét lối đi của thiên nhân cảnh. Mặc dù Giang Đạo Minh không có nói rõ, Dung Thiên Tổ Sư cũng có thể đoán được tiêu phàm mời Sư Huynh Đệ Viện Thủ là muốn tập hợp lực lượng của nhiều người bắt trước cảnh giới nào đó của thiên nhân tướng, cưỡng ép lần thứ hai nghịch thiên cải mệnh cho tiêu khả đức. Loại công lực này không đến, cách làm tập trung sức lực của nhiều người để cưỡng chế dò xét cảnh giới cao hơn, bản thân nó đã vô cùng nguy hiểm. Cho dù trên lý luận có một tia hy vọng thành công như thế, cũng ở thế tất yếu đem tuyệt đại đa số tinh lực của sư huynh đệ tiêu phàm kéo vào. Biết rõ kẻ địch mạnh tiềm tàng bên cạnh, tiêu phàm vẫn muốn mạo hiểm, rốt cuộc là có cái gì để dựa vào đây là vấn đề là Dung Thiên Tổ Sư từng cẩn thận suy xét. Phỏng chừng là đối với pháp trận bảo vệ của vô cực môn có sự tự tin. Năm ngoái, tiêu phàm chính là dựa vào lực của trận pháp, ở thời điểm cuối cùng đánh lui sự tiến công của Dung Thiên Tổ Sư, đồng thời đã thương nặng Dung Thiên Tổ Sư. Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén của Dung Thiên Tổ Sư lại quét qua khắp gian mật thất một lần, khẽ vuốt cằm trên mặt lộ ra một chút vẻ ngạo nhiên. Vô cực môn có trận pháp, lẽ nào tây ly giáo không có trận pháp hay sao có một ngũ thánh tỏa long trận vừa mới suy ngẫm ra cho dù sư huynh đệ tiêu phàm có mạnh hơn nữa pháp trận của vô cực môn có lợi hại hơn nữa ở thời điểm nghịch thiên cải mệnh cuối cùng dung thiên tổ sư cũng có nắm chắc một kích tiến công lần này chẳng những phải thêm một lần nữa đả thương tiêu phàm còn phải đem tinh nhuệ của vô cực môn một mẻ hốt gọn đến lúc đó vẫn là muốn xem xem cái lão già triệu chỉ thủy kia là sắc mặt gì Lần đầu tiên, thời gian bị kích phát của tròm sao tử vi sẽ không ngắn, ước chừng khoảng 30 phút trôi qua, hào quang đại phóng của sao tử vi mới từ từ nhạt dần. Trong mật thất của chỉ thủy quan, tiêu phàm, văn thiên, đàm hiên đều tự thu công lực. Hai hàng lông mày của đàm hiên nhíu lại, nói. Kẻ thù không mắc mưu sao? Văn thiên cười nói. Sư muội an tâm một chút chớ vội, hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu, kẻ thù cũng không phải hạng người ngốc nghếch. Cơ hội như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ là đợi chúng ta tiêu hao càng nhiều pháp lực mà thôi. Tiêu phàm mỉm cười nói, sư huynh, huynh phỏng chế, càn khôn đỉnh, này, cái khác không nói, tác dụng gia tăng tốc độ này quả thật không phải nhỏ. Ha ha, lúc đầu khi phỏng chế, càn khôn đỉnh, cũng không ngờ có thể có công hiệu như vậy, tính là niềm vui ngoài ý muốn đi. Có thứ đồ này, ta không tin bọn chúng có thể một mực giữ được bình tĩnh. Văn nhị thái ra vuốt vuốt tròm dâu trắng như tuyết, hơi đắc ý nói nói. Có hiệu quả gia tăng tốc độ thời gian của phỏng chế, càng khôn đỉnh, cảm giác, sư huynh đệ bọn họ vừa đến đã xuất ra toàn bộ sức lực, kẻ địch nấp trong bóng tối, sớm muộn cũng sẽ bị mắc mưu. Điểm này, sư huynh đệ tiêu phàm đều rất có chắc chắn. chương 410, mỗi người đều có chứa tâm cơ. Đằng đẵng một ngày một đêm trôi qua, biệt thự Tây Sơn bên kia cư nhiên có thể giữ bình tĩnh, không có nửa phần động tĩnh nào. Đương nhiên, cái gọi là không có nửa phần động tĩnh là nhằm vào đám người tiêu phàm, đám xúc tu ở bên ngoài của Tây Ly Giáo, vẫn chưa từng thu hồi trở về. Lại đến giờ tí, một cột ánh sáng so với lúc trước càng thêm lóe sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, bắn thẳng đến tròm tử vi đế tinh. Cửa sổ ở mái nhà của căn mật thất biệt thự Tây Sơn mở rộng ra, năm sư đồ dung thiên chặt chẽ chú ý đến biến hóa kinh người của thiên địa nguyên khí. Khởi bẩm giáo chủ, một âm thanh trầm thấp vang lên bên ngoài mật thất. Hiệu quả cách âm của gian mật thất này vô cùng tốt, người bên ngoài thông qua bộ đàm mới có thể nói chuyện với người trong mật thất. Nói, Dung Thiên trầm giọng phân phó. Các biện pháp bảo vệ an toàn của bệnh viện tổng bên kia ngày càng nghiêm ngặt, nội tuyến của chúng ta đã không thể tiếp cận tiêu khả đức thêm được nữa. Đệ tử bên ngoài cửa cung kính báo cáo. Thế nhưng căn cứ theo tin tức thu thập được từ tổ chuyên gia trị liệu bên kia, bệnh tình của tiêu khả đức đã đến thời điểm nguy cấp nhất, tổ chuyên gia trị liệu chính thức hạ thông tư báo bệnh tình nguy kịch. Ừm, truy cập http 2 gạch chéo gạch chéo net gạch chéo để đọc chuyện. Dung Thiên gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Tiếp tục theo dõi. Tát bỉ nhĩ phân phó một tiếng. Những việc thường ngày như thế này, bình thường đều là do y sắp xếp. Cho dù Dung Thiên tổ sư không bế quan, chuyện nhỏ ngày thường, ông ta cũng sẽ không hỏi. Vâng. Người bên ngoài cung kính trả lời. Sư phụ, con xem là đến lúc rồi. Lần này, người thúc giục dung thiên tổ sư cư nhiên không phải là tát bỉ nhĩ tính cách vội vàng sao động, mà là nam tử người Hán vẫn luôn trầm ổn kia. Dung thiên không đáp, ngửa đầu hướng lên trời, gắt gao nhìn thẳng sao tử vi đang lập lè tỏa sáng bên trong vòng trời. Nam tử người Hán bèn lập tức ngậm miệng lại, không dám thúc giục thêm nữa. Giờ tí đã qua, khi chỉ thủy quan bên kia lần thứ tư bắn ra cột sáng lên trời. Bên hướng Tây Sơn, một đạo thú ảnh đen xì bay lên trời, dương nanh múa vuốt, đánh thẳng về phía tròm tử vi đế tinh. Nhìn kỹ lại, đây là một đạo đầu thú ảo ảnh, miệng mũi hoàn thành, hình thái dữ tợn, há to miệng, trực tiếp muốn một miếng đắp gọn tròm tử vi đế tinh. Tân Lâm đang ở trong chỉ thủy quan ngửa cổ lên nhìn trời, vừa thấy đạo ảo ảnh đầu thú này. Mãnh liệt siết chặt nắm đấm. Đối với đạo đầu thú ảo ảnh này, Tân Lâm quả thật quá quen thuộc rồi. Năm ngoái chính là mãnh thú này, làm cho tiêu phàm thân chịu trọng thương, kẻ địch nấp trong bóng tối này, cuối cũng lại thêm một lần nữa ra tay. Quyền Thiên Thiên đứng bên cạnh Tân Lâm đã nhận ra khác thường của Tân Lâm, không tránh khỏi cũng có chút căng thẳng theo, kinh ngạc hỏi. Tân Tỷ Tỷ, là người đó sao? Sống ở chỉ thủy quan lâu như vậy, ngày ngày, đụng mai chạm tóc với tiêu phàm. Một số chuyện lớn có liên quan đến quá khứ của tiêu phàm, Uyển Thiên Thiên sớm đã có hiểu rõ. Là ông ta, Tân Lâm phá lệ nói ra hai chữ, bình thường, Tân Lâm lúc trước đều dùng, ừ, để trả lời những câu hỏi như thế này. Hành trình ở Nhật Bản, Uyển Thiên Thiên ôm bệnh ra tay, sung phong đi đầu, là người đầu tiên xông vào tổng đàn của phái, cử quỷ cứu tiêu phàm và Tân Lâm ra. Sau khi về nước, quan hệ giữa hai cô gái, dường như đang xảy ra thay đổi rất nhỏ nào đó. Uyển Thiên Thiên vẫn giống như lúc trước, cười hi hi gọi tân tỷ tỷ. Dường như không tim không phổi, thái độ của tân lâm với cô lại rõ ràng có chỗ không giống. Hoặc là nói, toàn bộ tính cách của tân lâm đều có chút thay đổi. Loại thay đổi này rất tinh tế, thậm chí ngay cả bản thân tân lâm cũng không phát hiện ra. Mãnh thú ảo ảnh hùng hổ há mồm cắn tới, cột sáng kết nối với sao tử vi chợt sáng rõ, mãnh thú ảo ảnh dường như không có chút lực ngăn cản nào, trong chốc lát đã bị cột sáng xé rách, trừ khử vô hình. Dung Thiên Tổ sư nhẹ nhàng hừ một tiếng. Toàn bộ ánh mắt của đám người tát bỉ nhĩ đều ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía Dung Thiên Tổ sư tràn đầy nghi ngờ và lo lắng. Vừa rồi là Dung Thiên Tổ sư một mình ra tay, tứ đại đệ tử không có mệnh lệnh, ai cũng không dám làm bừa. Mặc dù chỉ là công kích mang tính thăm dò, Dung Thiên Tổ sư căn bản không hề xuất ra toàn lực, nhưng mà bị cột sáng xé rách dễ dàng như vậy, hoàn toàn không có nửa phần công lực chống đỡ, vẫn là có chút vượt ngoài dự liệu của mọi người rất tốt. Một lát sau, Dung Thiên Tổ Sư khoan khoái thở vào một hơi, lạnh lùng nói. Xem ra, ít nhất là có ba người cùng nhau chủ trì, khó trách hắn to gan như vậy. Tát bỉ nhĩ không khỏi liếc mắt nhìn Abbas ở cách đó không xa một cái. Ý trong lời nói của Dung Thiên Tổ Sư, trong lòng Tát bỉ nghĩ rõ ràng. Năm ngoái, tiêu phàm từng hao phí tâm huyết lớn như vậy, bố trí một mê cục, dụ dỗ Dung Thiên Tổ Sư mắc mưu, quần chiến với tử vi tiên sư, Ngô thạc xương 3 ngày 3 đêm, hao phí không ít pháp lực, lúc xuất kích cuối cùng, càng là dẫn động bản nguyên, lọt vào trận pháp phản kích của vô cực môn, bản thân chịu trọng thương. Lần này, chiếu theo Lý Tiêu Phàm hẳn là bố trí giống như thế, có thể đem chuyện này giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bấy lâu, ai ngờ sự thật lại lầm to. Tiêu Phàm nghênh ngang bố trí trận pháp to như vậy, dẫn sức mạnh thiên địa giáng xuống, dường như không thèm để ý có kẻ thù bên cạnh tập kích. Hóa ra là có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn trong suy nghĩ của tiêu phàm, số lượng đối thủ mặc dù đông, thực sự có thể đối kháng với hắn trên thuật pháp, chẳng qua chỉ có mình dung thiên tổ sư mà thôi. Hắn có hai sư huynh đệ đồng môn tương trợ, lấy ba trọi một, đó là chiếm ưu thế tuyệt đối. Có gì đáng phải sợ nữa? Dù sao lại đi tìm một ngô thạc xương đến phối hợp diễn kịch nữa, quả thật không dễ dàng như vậy. Loại đại thuật sư cấp số như tử vi tiên sư tuyệt đối không phải nói tìm thì có thể tìm được, huống hồ còn là bắt người ta, liều mạng với Dung Thiên Tổ sư, cái giá bình thường căn bản là mời không nổi. Cho dù Tiêu Phàm bỏ ra cái giá cực kỳ lớn, mời đến một tử vi tiên sư khác, Dung Thiên Tổ sư cũng chưa hẳn sẽ lại mắc mưu. Mánh khóe giống nhau, trước mặt Dung Thiên đại sư, chỉ có thể có lần một mà không thể có lần hai. Khởi động đại trận, trầm ngâm một lát, trên mặt Dung Thiên Tổ sư cuối cùng cũng hiện lên một tia kiên quyết dứt khoát, chậm giọng quát. "Vâng, sư phụ." Bốn tên đệ tử đồng thời không người đáp lại, dồn dập niệm quyết làm phép, trong miệng thì thào cầu nguyện, lầm bẩm Đôi mắt của Dung Thiên Tổ sư khép hờ, hai tay đặt ở trước ngực ngắt một pháp môn cổ quái, môi khẽ động, niệm lên một chuỗi chú ngữ tối nghĩa khó hiểu dị thường. Ông ta ngồi xếp bằng nơi đầu mãnh thú, một cỗ xương mù đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt dần dần từ trong miệng mãnh thú bay lên, không ngừng quay cuồng lượn lờ bên cạnh Dung Thiên Tổ sư, dần dần ngưng tụ thành một đầu thú đen sẫm, so với cái thăm dò khi nãy, đầu thú này dày đặc hơn nhiều, miệng mũi hoàn thành, khí thế hung ác kinh người. Không ngừng há to miệng, dường như đang giết gào không tiếng động. Nhìn đầu thú dữ tợn này, trong mắt nam tử người Hán lóe lên một chút thần sắc phức tạp cực kỳ nhanh, vừa có kiêng rẻ sâu sắc, vừa lộ ra vẻ tham lam ngưỡng mộ nói không rõ. Cả người dung thiên tổ sư đều bị vây trong màn xương đen, nhìn không ra ông ta là vẻ mặt gì. Lên, bỗng nhiên gầm lên một tiếng rất nhẹ, đầu thú màu đen lập tức phóng lên trời lao thẳng đến tròm tử vi há miệng to dính máu với thế nhanh như chớp một ngụm cắn đến trong nháy mắt đã chặt đứt liên hệ giữa tròm tử vi đế tinh và cột sáng cột sáng lóe lên vài cái từng khúc từng khúc vỡ vụn tiêu tan vô hình khoe miệng tát bỉ nhĩ thoáng hiện lên ý cười gằn sau khi trải qua sự cải tiến của sư phụ ngũ thánh tỏa long trận mới quả nhiên uy lực tăng cao chẳng qua là dao mổ châu cắt thiết gà lập tức tiến công ngay sau đó, nụ cười gần của tát bỉ nhĩ liền cứng đờ trên mặt. Tròm tử vi đế tinh nguyên bản bị mãnh thú màu đen hoàn toàn cắn nuốt, gần như biến mất trong màn trời đêm, đột nhiên tỏa sáng hào quang, mãnh thú màu đen không có bất kỳ dãy ruộng gì, mãnh liệt nổ vỡ ra, trong màn trời đêm hóa thành một chút bóng đen, nháy mắt hóa thành hư vô. Sắc mặt của dung thiên tổ sư âm trầm xuống. Một kích này mặc dù vẫn là thăm dò ý, thế nhưng so với kích đầu tiên khi nãy đã thêm vào ba phần pháp lực, vẫn không hề có chút lực kháng cự nào, bị người ta dễ dàng kích phá. Tiêu Phàm tự tin như vậy, quả nhiên là có đạo lý. Trong mật thất của chỉ thủy quan, ba sư huynh muội Tiêu Phàm, so sánh với khi nãy, thần sắc nhẹ nhõm hơn nhiều. Văn Nhị Thái gia thậm chí bưng lên chén trà sâm bên người uống một ngụm, cười nói cuối cùng cũng không kìm nổi phải ra tay rồi. Nhìn theo tình hình này, người này vẫn tương đối cẩn thận đấy. Hai hàng lông mày của Đàm Hiên nhíu lại, nói: sư huynh, nếu như chúng ta vẫn luôn chú ý đến bọn chúng không tha, bọn chúng đối với chúng ta cũng không thể không hiểu chút nào. Rõ ràng biết chúng ta là đông người hợp sức, còn dùng thủ đoạn thăm dò mức độ này, có phải bọn chúng đã phát ra nghi ngờ gì không? Đây cũng là tư duy của đặc công chủ lực. Đặc thù chiến tuyến, không ngoại trừ chính là các loại thủ đoạn hư hư thật thật như trinh sát và phản trinh sát, lừa gạt và phản lừa gạt, thâm nhập và phản thâm nhập. Văn Thiên cười nhạt một tiếng, nói kế sách này, vốn dĩ cũng không trông mong bọn chúng sẽ không có chút nghi ngờ gì liền mắc mưu. Thăm dò là khẳng định rồi, thế nhưng chỉ cần chúng quyết ra tay, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đàm Hiên nghĩ một lát, cũng vẫn là đạo lý này, lúc này lập tức gật đầu đồng ý. Đôi bên hai lần giao thủ, đều thật cẩn thận thử thăm dò thực hư của đối phương. Còn có thế lực thứ ba, kỳ thật cũng đang chặt chẽ quan tâm đến trận giao thủ này. Trên đỉnh núi Tây Sơn, một bóng người cao to yên tĩnh đứng yên trên một phiến đá to lớn, hai tay chắp ra sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, giống như điêu khắc vậy, không hề nhúc nhích, dường như đã hòa cùng một thể với phiến đá dưới chân. Chính là giáo chủ Thiên Ưng giáo Diệp Cô Vũ. Cách phía sau Diệp Cô Vũ không xa, một bóng người màu trắng thoát ẩn thoát hiện, váy áo màu trắng trong gió núi lạnh lùng, phất phơ bay lượn. Dưới ánh trăng trong trẻo lành lạnh, thanh phong sứ Bạch Tô Tô hiện ra có vẻ không chân thật, phảng phất chỉ là một cái bóng mà thôi. Bạch Tô Tô cũng đang chú ý đến hết thảy dị biến đang xảy ra ở tròm sao trong vòng trời xa xa kia. Hiện tượng thiên văn kỳ dị này, không cần dùng sự giúp đỡ bố trí của các trận pháp khác, cô cũng có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng. Tam sứ giả của thiên ưng, lấy thanh phong, làm tên, tuyệt đối không phải là không có lý do. Trong ba vị sứ giả, duy nhất có Bạch Tô Tô đi theo diệp cô vũ tu luyện đạo thuật pháp, trên thuật pháp dĩ nhiên rất có trình độ. Cũng không phải là diệp cô vũ bên trọng bên khinh, mấu chốt là thanh phong tam sứ chỉ có bạch tô tô thích hợp để tu luyện thuật pháp. Loại chuyện liên quan đến thiên phú như thế này, thật sự không thể miễn cưỡng được. Diệp cô vũ không nói lời nào, bạch tô tô cũng không nói chuyện, hai người cứ một trước một sau đứng như vậy, lặng im. Đối với ngọn nguồn chân tướng của cả sự việc, bạch tô tô mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng biết chuyện này đối với Diệp Vương cực kỳ quan trọng. Diệp Vương đã ở trên đỉnh ngọn núi Tây Sơn này, đợi một ngày một đêm. Tô Tô, đều sắp xếp xong hết cả chưa? Cuối cùng, sau lần ra tay do thám thứ hai của Dung Thiên Tổ Sư, Diệp Cô Vũ cũng mở miệng, chậm rãi hỏi, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên. Đều sắp xếp xong rồi, ba vị trưởng lão dẫn đội, muộn nhất sáng ngày mai liền có thể đến. Bạch Tô Tô vội vàng đáp. Lần này, Thiên ưng xem như là xuất ra toàn bộ tinh nhuệ rồi, không chỉ thanh phong tam sứ toàn bộ tập trung tại chỗ, ngay cả ba vị trưởng lão chấn thủ trong giáo cũng đồng loạt xuất kích, đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ trong giáo đều mang tới. Trong trí nhớ của Bạch Tô Tô, Thiên Ưng giáo trước giờ chưa từng xuất binh quy mô lớn như vậy, giống như nghênh chiến với kẻ địch lớn. Trước kia chưa từng có đối thủ nào đáng để Thiên Ưng giáo làm như vậy. Bạch Tô Tô chỉ là không hiểu, lần này Diệp Vương rốt cuộc là muốn đối phó với ai? Là đối phó với Dung Thiên Tổ sư, hay là đối với Phó Tiêu Phàm? Ngoại trừ hai vị này, Bạch Tô Tô thật sự không nghĩ ra còn có ai đáng để Diệp Vương phải thận trọng như thế. Thế nhưng có một điểm, Bạch Tô Tô lại rất rõ ràng, bất luận Diệp Vương muốn đối phó với ai, phen này đều là cơ hội tốt nhất. Audio điện tử võ tấn bền chương 411, quyết chiến đến gần. Trận quần chiến giữa chỉ thủy quan và biệt thự Tây Sơn, dần dần trở nên kịch liệt. Bất kể trong lòng của Dung Thiên Tổ Sư đối với lần nghịch thiên cải mệnh này của Tiêu Phàm có nghi hoặc gì hay không, nhưng bởi một loại nguyên nhân theo quán tính nào đó, hoặc nói là tâm lý, phòng trừ ngộ nhỡ, quyết không thể ngồi nhìn chỉ thủy quan liên kết sức mạnh thiên địa mà không để ý tới. Đến giờ hợi ngày thứ ba, hai bên đã giao thủ 9 lần, lần sau càng kịch liệt hơn so với lần trước, trên tổng thể, vẫn nằm ở giai đoạn thu phát tự nhiên. 9 lần giao thủ, 9 lần Tây Ly Giáo nằm ở thế hạ phong, ảo ảnh mãnh thú màu đen, từ đầu đến cuối không phải là đối thủ, vẫn là bị cột sáng chói lòa xé thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng Dung Thiên Tổ Sư không phải rất để ý, vững vàng khống chế, ngũ thánh tỏa long trận, không chịu đem toàn bộ pháp lực rót vào. Ông ta đang chờ cơ hội. Giống như năm ngoái, đợi một cơ hội tốt, gờ yêu ta chết bằng một kích. Bất kể tiêu phàm tụ tập mấy vị sư huynh đệ, thời điểm cuối cùng của nghịch thiên cải mệnh, luôn phải dùng đại bộ phận pháp lực kéo vào, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất của Dung Thiên Đại Sư. Liên tục 9 lần giao thủ trong 3 ngày, dung thiên tổ sư đều kiên trì tạo thành một loại ảo giác cho đối phương bên này chỉ có một thuật sư. Sựa vào loại tâm trí này. Cùng lúc đó, tình hình bên bệnh viện tổng bên kia càng thêm căng thẳng, lại thêm một lần tăng cường biện pháp bảo vệ. Lúc nửa đêm, một chiếc xe cao cấp màu đen sẫm do trong nước sản xuất, dưới sự dẫn dắt của xe cảnh sát, chậm rãi tiến vào bệnh viện tổng. Bộ phận bác sĩ hộ lý của bệnh viện tổng đối với chiếc xe cao cấp sản xuất trong nước này cũng không xa lạ gì, Mỗi khi ông cụ nguyên lão có công với đất nước này nằm viện, chiếc xe hơi cao cấp trong nước này đều sẽ bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện tổng. Một người đàn ông già cả đeo kính gọng màu đen, từ trên chiếc xe hơi màu đen bước ra, nhìn xung quanh, cực kỳ uy nghiêm. Tiêu chạm sớm đã ở bệnh viện chờ đợi liền bước nhanh ra phái trước, bắt tay thật chặt với vị thượng cấp cực kỳ có uy nghiêm ngay sau đó đi cùng với vị thượng cấp kia tiến vào sân nơi ông cụ tiêu đang dưỡng bệnh. Ước chừng nửa tiếng sau, vị thượng cấp kia dưới sự hộ tống của Tiêu Trạm rời khỏi bệnh viện tổng. Chuyện này lập tức được người có lòng thông báo cho đám mật thám của Tây Sơn luôn đang đứng ngồi không yên đợi tin tức. Trong biệt thự Tây Sơn, Dung Thiên Tổ sư khoanh chân ngồi, hai mắt bình tĩnh an nhiên, ba ngày đấu pháp, kích phát đại trận, dường như không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn nào đối với vị Vu Vương Tây Ly giáo này, giống như luyện công tầm thường vậy, vô cùng nhàn nhã. Tát Bỉ Nhĩ, Abbas, nam tử người Hán và cô gái che mặt cũng giống như dung thiên tổ sư, tạm thời vẫn chưa có ý mệt mỏi. Ba ngày nay, trên cơ bản bọn họ chỉ là giữ vững vị trí trận cước của ngũ thánh tỏa long trận, pháp lực chân khí tiêu hao cực nhỏ. Vẫn chưa tới lúc quyết chiến. Khởi bẩm giáo chủ, âm thanh trầm ổn kia lại vang lên bên ngoài mật thất. Nói, dung thiên tổ sư hoàn toàn không mảy may lời ít ý nhiều. Một giờ trước, một người nào đó đi bệnh viện tổng thăm tiêu khả đức, do tiêu chạm đích thân hộ tống, ước chừng ở lại trong phòng bệnh của Tiêu Khả Đức khoảng nửa tiếng. Tiêu chạm theo sau đi cùng xe của người nào đó đi đại nội. Căn cứ theo tin tức trong đại nội truyền tới, Tiêu Trạm và người nào đó đang thảo luận các kết luận có liên quan đến việc sau khi Tiêu Khải Đức chết phải làm thế nào. Cái gọi là, người nào đó, trong miệng vị này, tất cả mọi người trong mật thất đều cực kỳ rõ ràng là vị nào. Đương Kim Thiên Tử, Nguyên Lão Trọng Thần, tư cách và sự từng trải cực dày dặn, uy vọng cực cao như Tiêu Khả Đức. Bệnh tình nguy kịch nằm viện, kẻ bề trên đương nhiên phải đi bệnh viện thăm nom. Đây là một loại thái độ trên chính trị nhất định phải có. Tiêu Trạm và người đó cùng nhau đi đại nội thảo luận thông báo tin buồn sau khi Tiêu Khả Đức chết, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đối với những định luận khi đóng nắp quan tài của những vị nguyên lão này ở tầng cao của đất nước Trung Hoa là một chuyện lớn vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm cầu thả. Thẩm định chính trị cao hơn một đẳng cấp ưu đãi mà hậu duệ có thể hưởng thụ sẽ càng nhiều. Hiền hiên, mọi người trong mật thất để ý không phải là thẩm định sau khi tiêu khả đức chết như thế nào, bọn họ để ý là những tín hiệu mà bản thân chuyện này bắn ra tiêu khả đức quả thật đã đến thời khắc sống còn. Nếu lần nghịch thiên cải mệnh này của tiêu phàm không thể thành công, thế thì vận mệnh của tiêu khả đức cũng đã tận rồi. Nói một cách khác, tiêu phàm đã đến thời điểm không thể không liều mạng. Ta biết rồi. Dung Thiên Tổ Sư Phá Lệ nói thêm vài chữ. Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía Sư Phụ. Dung Thiên Tổ Sư bấm hai tay niệm thần chú, miệng thì thào cầu nguyện, đám người tát bỉ nhĩ, Abbas cũng đều ngắt quyết làm phép, đem pháp lực toàn bộ cơ thể rót vào trong trận cước dưới thân. Hai mắt của mãnh thú hồng quang trói mắt, không ngừng lóe ra, phảng phất giống như muốn sống lại. Từng đoàn từng đoàn xương nồng đậm mãnh liệt thoát ra từ trong miệng mãnh thú, tứ chi bay lên, rất nhanh liền tràn ngập trong cả gian mật thất, một cái đầu mãnh thú thượng cổ hoàn chỉnh, dần dần hình thành trên đỉnh đầu của Dung Thiên Tổ sư, dương nhanh múa vuốt, rất dữ tợn mãnh ác. Tật, mật thất dưới lòng đất của chỉ thủy quan, Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm trọng, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải như một cây kích, chỉ về phía trước, một đạo chân khí tràn trề thẳng tắp bắn ra, không tiến vào bên trong càn khôn đỉnh, phỏng chế cực lớn trước mặt. Văn Thiên và Đàm Hiên ngồi hai bên cũng đồng thời làm pháp đem chân khí rót vào bên trong đỉnh họa đồ hỗn độn trên thân càn khôn đỉnh phỏng chế nhanh chóng xoay tròn một đạo hồng quang sáng ngời từ bên trong thân đỉnh phát ra ở miệng của chiếc đỉnh ngưng tụ thành một bức họa đồ hỗn độn khoảng hai thước vuông chậm rãi xoay tròn càn khôn đỉnh thật sự bắt đầu vận chuyển một đạo cột sáng phóng thẳng lên cao bắn thẳng đến vòm trời lần này chưa đợi cột sáng bắn đến tròm tử vi một cái đầu quái thú dương nanh múa vuốt liền từ trong mật thất biệt thự Tây Sơn bắn ra, hùng hổ đánh về phía cột sáng, dường như muốn cắt đứt cột sáng giữa không chung, làm cho nó không thể kết nối với đế tinh, không có cách nào dẫn dắt sức mạnh của thiên địa. Trong nháy mắt, mảnh thú ảo ảnh cùng với cột sáng sáng ngời rằng con nhau. Cột sáng dường như cũng không có ý quần chiến, đụng sơ qua với mãnh thú một cái, liền tiếp tục bắn về phía tròm tử vi đế tinh. Thế nhưng trải qua phen rằng con này với mãnh thú ảo ảnh, vốn dĩ cột sáng to hai thước trong phút chốc liền nhỏ lại hơn một nửa. Oanh! Tròm tử vi đế tinh sáng rõ. sốt cuộc vẫn là kết nối sức mạnh của thiên địa, chỉ có điều nhìn qua, phản ứng của tròm tử vi lần này không mãnh liệt giống như mấy lần trước. Trên đỉnh Tây Sơn, Diệp Cô Vũ như một tượng điêu khắc đứng sừng sững trên phiến đá cực lớn, khóe miệng cuối cùng cũng hiện lên một tia cười, nhàn nhạt nói. Lúc này mới giống. Bạch Tô Tô từ đầu đến cuối luôn theo ở bên cạnh cũng cúi đầu cười, nói. Đúng vậy, thăm dò hai ngày, cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy chân tướng. Phòng trưng, ông cụ ở trong bệnh viện cũng thật sự chống đỡ không được nữa. Chống đỡ không được. Diệp cô vũ có chút kinh ngạc, nhưng đầu lại, liếc mắt nhìn Bạch Tô Tô. Bạch Tô Tô lập tức ý thức được bản thân có thể đã sai ở phương diện nào đó, vội vàng nói, vua của ta, ta có phải đã bỏ sót trọng điểm nào không? đương nhiên, chẳng lẽ ngươi đã quên thiên vương đan? Đối với Bạch Tô Tô, Diệp Cô Vũ dường như rất có kiên nhẫn. Thiên vương đan. Bạch Tô Tô không khỏi kêu lên một tiếng, khắp mặt đều là vẻ kinh ngạc. Không phải chứ, một dược vật quý giá như thiên vương đan, tiêu phàm lẽ nào không để lại cho bản thân dùng sao? Mặc dù tổ tôn trí thân, thế nhưng ông cụ cũ cũng cao tuổi như vậy rồi, sống lâu thêm 3-5 năm, làm thế nào cũng không thể đánh đồng với mạng của tiêu phàm được. Diệp Cô Vũ lắc đầu nói. Tô Tô, sổ sách không phải là tính toán như vậy. Chỉ cần ông lão còn sống, tiêu gia sẽ không có vấn đề, tiêu phàm liền không cần phải để ý đến sự công kích của lực lượng thế tục đối với hắn, cũng không cần vì sự tồn vong sinh tử của gia tộc mà bỏ ra quá nhiều tinh lực và thời gian. Trái lại, nếu ông lão thật sự không trụ nổi ở cửa này, phiền toái của tiêu gia liền lớn rồi. Tiêu gia có phiền phức, tiêu phàm cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến. Lần này không cứu ông cụ, Tiêu phàm còn phải đồng thời đối diện với sự liên thủ công kích của đối thủ chính trị và Tây Ly giáo. Thế nhưng dù sao đó cũng là Thiên Vương Đan có thể cứu mạng đó. Bạch Tô Tô vẫn còn có chút khó hiểu. Trên thực tế, lúc đầu cô không hề bị Diệp Cô Vũ thuyết phục. Ở sâu trong nội tâm đối với Thiên Vương Đan vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ có điều Diệp Cô Vũ không gật đầu, cô cũng không dám tự tiện ra tay với Tiêu phàm. Dường như giữa Diệp Vương và vị tiêu trưởng giáo này, có một sự liên hệ nào đó cực kỳ thần bí. Cho dù Diệp Cô Vũ có gật đầu, dựa vào lực lượng của một mình Bạch Tô Tô, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, Tiêu Phàm đã có được khẩu quyết pháp tướng hoàn chỉnh của Tu La Đạo và Ác Quỷ Đạo, Luân Hồi Tướng, đã dần hoàn thiện, chỉ thiếu ba khẩu quyết pháp tướng cuối cùng, hắn liền có thể hội tụ một bộ, Luân Hồi Tướng. Nếu như ông trời cho hắn thời gian, hắn liền có thể tu luyện đến cảnh giới thành công thật sự của Luân Hồi Tướng. Đến lúc đó, thương thế của hắn ít nhất có thể hồi phục hẳn 7-8 phần 10. Tương đối mà nói, tác dụng của Thiên Vương Đan với hắn sẽ không thể rõ ràng như vậy nữa. Nói tới đây, Diệp Cô Vũ dừng lại một chút, mới trầm giọng nói. Một thương thế cơ bản hồi phục, đại thuật sư tu luyện thành công, Luân Hồi Tướng, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, là chuyện mà ngươi không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tô Tô hơi biến sắc, tròn mắt xuất hiện một tia hoảng sợ cực kỳ nhanh. Đáng sợ, chữ này không ngờ lại phát ra từ miệng của Diệp Vương. Từ khi Bạch Tô Tô đi theo Diệp Cô Vũ đến nay, hình như đây là lần đầu tiên nghe hai chữ, đáng sợ, nói từ trong miệng Diệp Vương, cư nhiên còn là dùng để hình dung về một người đàn ông khác. Xem ra bản thân mình đối với thực lực chân chính của tiêu phàm, vẫn là còn lâu mới hiểu hết được. Trong một khoảng thời gian đối thoại ngắn ngủi, lần phản kích kế tiếp của dung thiên tổ sư lại bắt đầu đầu mãnh thú ảo ảnh so với lúc trước càng thêm dày đặc mãnh liệt từ nơi nào đó trong biệt thự dưới chân diệp cô vũ bay lên trời mãnh liệt vồ tròm tử vi đế tinh cột sáng đã thu nhỏ một nửa hiển nhiên không giống như lúc trước dễ dàng đánh lui mãnh thú ảo ảnh như vậy đôi bên rằng co một trận cột ánh sáng đầu tiên duy trì không được hóa thành những mãnh vụn tiêu tan từ phía mãnh thú ảo ảnh ngẩng đầu lên dường như sau khi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng mới hóa thành từng trận từng trận hắc khí tán vào trong hư không. Bên trong chỉ thủy quan, hai hàng lông mày của văn nhị thái ra hơi dương lên, gật gật đầu nói. Lúc này mới giống. Bằng không, văn nhị thái ra còn thật sự cho rằng tiêu phàm chuyện bé xé ra to. Đối thủ quả thật không ra làm sao cả. Diệp cô vũ đứng trên phiến đá lớn trên đỉnh núi hỏi. Tô tô, nhân thủ đều đã ở vị trí cả chưa? Xin đại vương yên tâm, đều đã vào vị trí cả rồi. Bạch Tô Tô cung kính đáp. Vậy được, chúng ta đi thôi, cũng gần đến lúc rồi. Vâng, Bạch Tô Tô khẽ khom người, đáp, trong giọng điệu tràn đầy sự hưng phấn. chương 412, mắc mưu rồi. Biến cố là thình lình xảy ra. Giờ tí, dung thiên tổ sư khống chế, ngũ thánh tỏa long trận, liên tiếp ba lần đánh tan kết nối của cột sáng với tròm tử vi đế tinh. Mắt thấy giờ tí càng ngày càng đến gần, bốn sư huynh muội tát bỉ nhĩ đều trở nên khẩn trương, miệng không ngừng niệm quyết pháp, đem pháp lực không ngừng rót vào trận cước pháp trận dưới thân. Tất cả mọi người đều hiểu được, chính giờ tí đêm nay, rất có thể là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Bất kể là loại phương pháp nghịch thiên cải mệnh nào, xác định canh giờ là việc rất quan trọng. Căn cứ theo kinh nghiệm giao thủ lần trước của Dung Thiên Tổ Sư và Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lần đó luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, bỏ ra 36 canh giờ, cũng chính là thời gian 3 ngày. Lần này, hẳn là sẽ không vượt qua khoảng thời gian này. Thanh thế kết nối thiên địa nguyên khí từ phương hướng của chỉ thủy quan lớn như vậy, cho dù Tiêu Phàm có có được sự viện trợ của các sư huynh, cũng không thể duy trì sự tiêu hao pháp lực cực kỳ lớn trong một thời gian dài như thế. Mọi người đều phỏng đoán, 36 canh giờ, hẳn là cực hạn của truyền nhân vô cực. Nếu thật sự kéo dài tận 7 ngày 7 đêm, e rằng căn bản không cần dùng đến Dung Thiên Đại sư ra tay, mệt cũng phải làm cho đám người Tiêu Phàm mệt chết rồi trừ phi tiêu phàm bên kia tập trung trên 7 vị đại thuật sư trở lên. Nhưng loại khả năng này cơ bản là không. Thời thế hiện nay, thuật pháp suy vi, đừng nói là đại thuật sư có thể sánh vai với tiêu phàm, cho dù là thuật sư cấp 1, cũng giống như lông phượng sừng lân, cực kỳ khó tìm. Một vị thuật sư trong đó có thể miễn cưỡng liên thủ với tiêu phàm, khó khăn quá lớn. Vì vậy, chiến thuật của Dung Thiên Đại Sư bên này cực kỳ rõ ràng trước giờ tí, phải tận lực tất thảy mọi khả năng ngăn cản tiêu phàm hoàn thành. Để đảm bảo nghịch thiên cải mệnh thành công, tiêu phàm nhất định phải ở chính giờ tí tiến hành lần đánh cửa cuối cùng, mạo hiểm bị dung thiên tổ sư toàn lực công kích. Cưỡng ép kết nối với tròm tử vi đế tinh. Đây chính là thời cơ tốt nhất mà dung thiên tổ sư đang một mực chờ đợi. Không chỉ có đám người tát bỉ nhĩ trong lòng khẩn trương, ngay cả dung thiên tổ sư cũng sắc mặt chuyên chú. Tiếng niệm chú trong miệng dần dần đẩy nhanh tốc độ và trở nên bén nhọn lên không biết khi nào, trước mặt dung thiên tổ sư đã nhiều hơn một đầu lâu mãnh thú trắng bạch. Hai hốc mắt đen sâu hun hút, giống như hai giếng sâu nhìn không thấy đáy, ở nơi đáy giếng sâu, có hai đốm ma chơi xanh mượt đang lóe lên, lập lòe ẩn hiện. Khối đầu lâu mãnh thú này, là thần khí cung phụng của Tây Ly Giáo, do dung thiên tổ sư đích thân phụ trách quản lý, chỉ có ở thời điểm quan trọng nhất mới bái tế ra. Bề ngoài của đầu lâu trắng bạch, cũng không bóng loáng, ba đường nước trăng ngang dọc, trong đó có một đường, vạch ngang qua hai mắt của đầu lâu, hai bên thậm chí có vết dạn hình răng cưa, tỉ mỉ nhìn qua, hai đường nứt còn lại đều vô cùng cũ kỹ, hình như là đã hình thành từ nhiều năm trước. Duy nhất có đường nứt giữa hai mắt, nhìn qua dường như còn đang tương đối, mới, hẳn là mới nứt không lâu trước đó. Cảm giác, chiếc đầu lâu này từng chịu đòn đả kích nghiêm trọng từ ba lần trở lên. Tay phải của Dung Thiên Tổ Sư nhẹ nhàng vuốt ve đầu lâu, ngón trỏ dài dài dường như là vô ý thức vuốt ve vết dạn giữa hai mắt. Tát Bỉ Nhĩ chính ở vị trí đối diện với chiếc đầu lâu mãnh thú. Ánh mắt không ngừng rơi trên đường rạn cao thấp không đều này, khóe mắt không kìm nổi liền co giật một chút. Làm đại đệ tử của Dung Thiên Tổ sư, y hiển nhiên biết nguồn gốc của chiếc đầu lâu mãnh thú này. Chiếc đầu lâu mãnh thú này cũng không phải là do Tây Ly giáo tổ truyền lại, mà là đồ cất giữ riêng của Dung Thiên Tổ sư. Thế nhưng từ khi Tát Bỉ Nhĩ bái nhập vào môn hạ của Dung Thiên Tổ sư, liền nhìn thấy qua chiếc đầu lâu này từ trên một ý nghĩa nào đó mà nói chiếc đầu lâu mãnh thú này là bản mệnh thần khí của dung thiên tổ sư đương nhiên sau khi dung thiên tổ sư thiên thu chiếc đầu lâu mãnh thú này sẽ trở thành thần khí tổ truyền được cung phụng của tây ly giáo tát bỉ nhĩ nhớ vô cùng rõ ràng thời khắc y lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đầu lâu này trên chiếc đầu lâu chỉ có một đường nứt mấy năm sau dung thiên tổ sư một mình ra ngoài một khoảng thời gian sau khi trở về lập tức bế quan tĩnh dưỡng ròng rã một năm mới khởi quan đi ra, trên chiếc đầu lâu liền có đường nứt thứ hai. Từ đó về sau, khoảng chục năm, dung thiên tổ sư rất ít khi bái tế lại chiếc đầu lâu này. Mãi cho đến năm ngoái, khe nứt lớn nhất ở giữa hai mắt của chiếc đầu lâu mãnh thú kia, chính là sau khi giao thủ với tiêu phàm vô duyên vô cớ xuất hiện. Làm bản mệnh thần khí của dung thiên tổ sư, đầu lâu mãnh thú mỗi lần tăng thêm một đường nứt, có nghĩa là chủ nhân bị trọng thương một lần. Vết nứt sau khi giao thủ với Tiêu Phàm lưu lại là to nhất dài nhất, có nghĩa là lần này Dung Thiên Tổ sư bị thương nặng nhất. Nhưng lúc này, Dung Thiên Tổ sư vẫn không hề do dự đem bản mệnh thần khí này tế ra. Mặc dù tuổi tác giữa Dung Thiên và Tiêu Phàm chênh lệch xa, thế nhưng lại cho tát bỉ nghĩ cảm giác, sư phụ và vị trưởng giáo chân nhân đương đại trẻ đến độ không ra làm sao đó của vô cực môn, rất có thể là đối thủ số mệnh. Nếu như không thể thừa cơ hội trước mắt này, triệt để giải quyết gọn Tiêu Phàm kết cục cuối cùng sẽ thế nào, vẫn thật sự rất khó nói. Trong một tòa mật thất ở chỉ thủy quan, Tân Lâm ngồi xếp bằng ở trên giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, góc giữa kim giờ và kim phút ngày càng nhỏ, ngay tức khắc sẽ chồng lên nhau. Uyển Thiên Thiên ngồi vào một nơi nhỏ hơn bên cạnh, chiếc miệng nhỏ nhắn kiểu diễm hơi vỉnh lên. Đây là phòng ngủ của Tiêu Phàm và Tân Lâm, trước đây Uyển Thiên Thiên cũng từng đến, biết Tiêu Phàm và Tân Lâm là cùng ở không cùng giường. Thế nhưng bây giờ, chiếc đệm đơn giản của Tân Lâm đã đặt trên giường của Tiêu Phàm, hai chiếc gối đầu song song đặt cùng một chỗ. Loại thay đổi này sau khi đi Nhật Bản về đã xảy ra rồi, Uyển Thiên Thiên đương nhiên biết đây có nghĩa là gì. Tuy biết rõ ràng ngoài Tiêu Phàm, Tân Lâm cả đời này đều không thể tốt với người đàn ông nào khác, nhưng lại hoàn thành sự chuyển biến này, ở trước mắt Uyển Thiên Thiên vẫn là làm cho sâu trong nội tâm của tiểu nha đầu có chút khó chịu chỉ có điều trong lúc này uyển thiên thiên cũng không tiện rằng có nhiều chuyện như vậy tang một tiếng chuông đồng hồ có vẻ nặng nề vang lên tân lâm mãnh liệt mở hai mắt ra từ trên giường nhảy xuống trong chớp mắt thân hình thon thả xinh đẹp việt trần liền không thấy bóng dáng đâu uyển thiên thiên chân trước chân sau đi theo ra ngoài chỉ nhìn thấy tân lâm đứng ngoài gian mật thất ngẩng đầu lên nhìn trời chính vào lúc này một đạo cột sáng còn to hơn bể nước phóng lên trời bắn thẳng đến tròm tử vi đế tinh thiên cơ xa xôi kia. So sánh với các cột sáng lúc trước, cột sáng này không chỉ to hơn nhiều, hơn nữa còn ngưng kết dày đặc, so với cột sáng vừa nãy, mơ hồ đã có thực thể. Quyền thiên thiên mặc dù đối với thuật pháp rốt đặc cán mai, thế nhưng cũng có thể từ cột sáng này cảm nhận hết sức rõ ràng được sức mạnh trùng trùng điệp điệp, bức người kinh hồn của thiên địa. Đương nhiên, đây cũng bởi nguyên nhân cô đang ở chỉ thủy quan, đổi một chỗ khác, cô có khả năng nửa điểm cảm thụ đều sẽ không có. Đấu pháp giữa thuật sư với nhau, người bình thường rất khó lý giải. Ở biệt thự Tây Sơn bên kia, Dung Thiên Tổ sư hừ lạnh một tiếng, bàn tay đặt trên đầu lâu mãnh thú mãnh liệt siết chặt, mà chơi lập lòe nơi hốc mắt sâu hun hút của mãnh thú, chợt đại thịnh, trong miệng mũi, hắc khí mãnh liệt tuôn ra, cùng với hắc khí trong miệng thoát ra của bức họa đồ mãnh thú bằng bốn phiến đá dưới thân Dung Thiên Tổ sư hòa thành một thể. Tát Bỉ Nhĩ và bốn đệ tử trong miệng niệm chú, hai tay niết quyết, chán đầy mồ hôi. Hai cỗ hắc khí quấn giao cùng một chỗ, một mãnh thú hư ảnh so với hắc ảnh vốn dĩ càng thêm cực đại ngưng kết ra. Mãnh thú này có mắt, tứ chi đầy đủ, thậm chí ngay cả năm móng vuốt sắc bén trên bàn chân đều nhìn thấy rõ ràng, miệng rộng bê bết máu, không ngừng há ra, ngoại trừ không thể phát ra tiếng, đem cho người ta cảm giác, đây chính là một con mãnh thú thật sự bước ra từ thời viễn cổ hồng hoang, toàn thân tản ra cỗ khí đáng sợ, dường như lập tức nhằm người mà cắn. Thiên lang, lên! Trong miệng dung thiên tổ sư hét lớn một tiếng, bàn tay mãnh liệt hất lên trên. Hắc ảnh mãnh thú kia há mồm ngửa đầu, không tiếng động gầm to một tiếng, gập uốn hông một cái, mạnh mẽ xông ra ngoài, hùng hổ lao về phía cột sáng to lớn vô cùng kia. Cột sáng không hề để ý chút nào với hắc ảnh mãnh thú, trực tiếp bắn thẳng về phía tròm tử vi đế tinh. Hắc ảnh mãnh thú múa may chân trước, hung hăng vồ vào trên cột sáng, không có chút trở ngại nào, móng vuốt sắc bén màu đen đâm vào trong. Từ xa nhìn lại, liền giống như bên trong một cây cột pha lê, đột nhiên nhiều hơn năm khối hắc ngọc. Đám người tát bỉ nhĩ vui vẻ trước, nụ cười còn chưa kịp hiện ra trên khóe miệng, lại lập tức phải thu về. Hắc ảnh mãnh thú cố nhiên vồ rách cột sáng. Lại dường như không có chút ảnh hưởng nào với cột sáng, cột sáng vẫn bay thẳng lên trời. Hắc ảnh mãnh thú không hề trần chừ toàn bộ thân hình lập tức nhào tới, bốn vuốt dương lên, đem cột sáng gắt gao ôm chặt lại, há to miệng, mãnh liệt cắn xuống. Cột sáng cuối cùng cũng không thể lại thở ơ, tốc độ bắn đến tròm tử vi đế tinh rõ ràng đã chậm lại, quang hoa lóng lánh, dường như đem hết toàn lực dẫy hắc ảnh mảnh thú vang ra. Hắc ảnh mãnh thú há miệng mạnh mẽ cắn. Cột sáng vốn dĩ lóng lánh dị thường, nhạy chóng ảm đạm. Tốt, tát bỉ nhĩ không kìm nổi khẽ kêu một tiếng. Đây hẳn là một kích quan trọng nhất của đám người tiêu phàm rồi, chỉ cần có thể phá hỏng một kích này, không thể thuận lợi kết nối với sức mạnh của đế tinh, nghịch thiên cải mệnh sẽ thất bại trong gang tắc, bản thân người thi triển thuật cũng sẽ chịu sự phản kích mãnh liệt của sức mạnh thiên địa, không thể không chịu trọng thương. Thắng lợi trong tầm mắt, cột sáng ngày càng mờ nhạt, đường kính cũng thu nhỏ rất nhanh. Trước khi tiêu tan, gian nan vô cùng rốt cuộc cũng tiếp xúc với tròm tử vi đế tinh. Đế tinh vụt sáng nghịch chuyển lúc này mới xảy ra. Chỉ thấy cột sáng vốn dĩ ảm đạm vô cùng trong chớp mắt ánh sáng dọi tương bừng, nhanh chóng mở rộng, nháy mắt liền biến thành một tấm quầng sáng cực lớn, mãnh liệt xoay chuyển lại, hắc ảnh mãnh thú không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị quầng sáng gắt gao vây lại bên trong. Hắc ảnh mãnh thú không kịp phòng bị, trong phút chốc tựa như sấm đánh, thân hình vốn ngưng kết rất dày, dưới sự đè ép của quầng sáng, nhanh chóng hư nhạt, có điều trong giây lát liền trở nên vô cùng mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào đều có thể hoàn toàn tiêu tan. Dù là như thế, ngay sau đó, hư ảnh mãnh thú mỏng manh này vẫn là bị quầng sáng hoàn toàn cắn nuốt không chút trì hoãn, triệt để tiêu tán giữa không chung. Dung thiên tổ sư kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động mãnh liệt một cái. Đám người tát bỉ nhĩ, áp bát sắc mặt đồng thời trắng bệch. Hư ảnh mãnh thú này mặc dù là do biến ảo của ngũ thánh tỏa long trận mà ra, lại bao hàm tinh hoa pháp lực thậm chí cả giác quan thứ sáu của mỗi người hóa thành lực thần niệm, đột nhiên bị tiêu diệt, mọi người đều bị thương không nhẹ. Năm đại vu sư Tây Ly giáo còn chưa kịp giật mình nổi giận, quần sáng cực lớn cắn nuốt con mãnh thú kia, trong chớp mắt lại hóa thành một cột sáng càng to hơn lúc trước, lấy trọng tử vi đế tinh làm căn cơ, nhanh như điện xẹt hướng về phía mật thất biệt thự Tây Sơn mãnh liệt kích xuống. Mắc mưu rồi. Tát bỉ nhĩ, Abbas và ngũ sư muội che mặt đều không kìm nỗi đồng thời kinh hãi kêu lên. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngũ sư muội trên mặt che lụa đen, nhìn không rõ sắc mặt, nhưng nghĩ đến khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Chương 413, tuyệt cảnh. Đây tuyệt đối không phải là nghịch thiên cải mệnh. Chiêu đại sát này căn bản là muốn nhắm đến họ. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu người, mặc kệ thủ pháp có cao thâm đến mấy, cũng không thể đồng thời vừa nghịch thiên cải mệnh, mà sức sát thương còn có thể hung hăng như vậy. Sức mạnh của trời đất phản lại do nghịch thiên cải mệnh gây nên, trước nay đều là kẻ địch vốn mạnh càng mạnh hơn. Người có thuật pháp càng cao thâm, sức chịu đựng sự phản kích của trời đất càng mạnh mẽ. Đương nhiên, hiệu quả của nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Từ khi vừa bắt đầu, đây đã là một cái bẫy. Đáng tiếc, bây giờ mới ngỡ ra, đã quá muộn màng. Trải qua cuộc chiến đấu đằng đẵng 3 ngày 3 đêm, Tiêu Phàm và các sư huynh đệ vô cực môn đã chốt được vị trí của bọn họ, trận công kích này không chỉ là hung mãnh vô song, mà còn thần tốc vô đối, căn bản là không cho con người có con đường sống. Dung Thiên Tổ sư khẽ quát một tiếng, tay phải nắm đầu lâu mãnh thú thình lình nổi gân xanh, trong đôi mắt đầu lâu mãnh thú, ánh xanh vụt lóe, màn xương đen cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt đã hóa thành hình ảnh một con mãnh thú. Lên! Theo tiếng thét to của Dung Thiên Tổ sư, con mãnh thú như trụ quang cực lớn bay vút lên đón cả bầu trời rồi lại lao thẳng xuống. Con mãnh thú này so sánh với con trước đây, thân hình nhỏ nhỏ hơn nhiều, cũng không rắn chắc, uyển chuyển sống động như thật bằng con màu đen trước đó. Xong, sức công kích của trụ quang quá nhanh, mạnh mẽ coi như giống dung thiên tổ sư, trong lúc vội vã, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Tại căn phòng bí mật cách đó không xa, ảo ảnh của mãnh thú và trụ quang cực lớn từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên đụng vào nhau ảo ảnh đó tuy rằng do dung thiên tổ sư tạo ra trong lúc cấp bách, nhưng đã chứa đựng sức mạnh của trận pháp từ ngũ thánh tỏa long trận và pháp lực tự thân dung thiên tổ sư, cũng không tầm thường. Nhưng đáng tiếc sức mạnh chủ quang từ trên trời giáng xuống thực sự quá lớn, người tính không bằng trời tính, lại dung hợp thêm sức mạnh trời đất của tử vi đế tinh, rất khó chống đỡ. Ảo ảnh mãnh thú chỉ ngăn cản nhẹ, liền bị chủ quang cực lớn kia ép đến độ thân xác tan giá, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ầm lại lần nữa không gì cản trở trụ quang công kích trực tiếp xuống đánh thẳng vào mật thất nơi dung thiên tổ sư đang ngồi trong phút chốc dung thiên tổ sư đã lọt vào quầng sáng ánh sáng trắng lóe lên hoa cả mắt người sư phụ bốn đệ tử nhóm tát bỉ nhĩ a ba tư hết sức kinh ngạc không cần suy nghĩ mỗi người xuất một trường trong mật thất liền tức khắc như kình phong bão táp màn xương đen dày đặc bao trùm bị bốn đạo trưởng phong cùng kích ầm ầm nổ mạnh bức màn quang bao quanh dung thiên tổ sư vỡ ra. Phù, dung thiên tổ sư vừa mở miệng, đã phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Ánh mắt vốn tinh anh trầm tĩnh trong chốc lát đã trở nên ảm đạm vô cùng. Sư phụ, người thế nào rồi? Tát bỉ nhĩ gấp đến độ kêu lớn, nét mặt đầy vẻ lo lắng. Sư phụ, bọn họ gian trá, nhất định phải mau chóng tìm cách mới được. A-34 à, cũng là to. A-34 à, khác với tát bỉ nhĩ, Tát Bỉ Nhĩ quan tâm sự an nguy của sư phụ trước tiên, A Ba Tư phụ trách, võ lực, tại Tây Ly Giáo, đối diện với các thể loại đánh lén bất ngờ úp đến, trước tiên là bắt đầu suy nghĩ kế sách ứng phó từ trên góc độ kỹ thuật. Phù, Dung Thiên Tổ Sư lắc đầu, dường như muốn nói gì đó. Vừa mở miệng, lại phun một dòng máu tươi ra ngoài. Mọi người bảo vệ địa thế, mau. Ngay vào lúc này, nam tử người Hán gào lên một tiếng, hai tay bấm niệm thần thú, áo bào trắng trên mình phất lên, trong phút chốc trở nên như một cánh buồm lồng lộng gió, pháp lực toàn thân liên tục không ngừng truyền sinh khí xuống trận cước bên dưới. Thật ra thì không cần y gào thét, đám người tát bỉ nhĩ cũng cảm nhận được tình hình không ổn. Chủ quang thứ hai từ chỉ thủy quan phóng lên trời to lớn hơn nữa, trong tình hình không gì có thể ngăn cản được, chớp mắt đã hòa thành một thể với tử vi đế, một lần nữa công kích mãnh liệt xuống biệt thự Tây Sơn. Một kích đắc thủ, đám người tiêu phàm làm sao có thể mặc cho địch ung dung thoát thân. Vì ngày hôm nay, huynh đệ bọn họ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Bốn đường xương đen bay nhanh chóng từ phía dưới bọn người tát bỉ nhĩ, nhanh chóng hợp thành ảo ảnh mãnh thú trước mặt Dung Thiên Tổ Sư, cũng không kém gì so với con mãnh thú trước kia. Ngay lúc nguy cấp này, tứ đại vô thánh ai cũng dốc tâm liều mạng, không chút do so dự tập trung toàn bộ pháp lực trên người, dốc toàn lực thôi thúc, ngũ thánh tỏa long trận, nếu trước đã bị lừa, bị người ngấm ngầm mưu tính, vì kế hoạch lần này, cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Phù. Dung Thiên Tổ sư phun dòng máu tươi thứ ba, đúng lúc phun lên đầu lâu mãnh thú trước mặt. Ngay sau đó, trong hốc mắt đầu lâu mãnh thú lóe lên một ngọn lửa ma chơi điên cuồng xanh ngắt, từng dòng xương đen dày đặc từ trong mũi trong miệng đầu lâu mãnh thú phun tràn ra ngoài, hòa vào trong bóng đen mãnh thú phía trước. Trong khoảnh khắc, bóng đen mãnh thú trở nên to lớn hơn trước, vững chắc hơn trước đây, đang nhe nanh múa vuốt trên đầu Dung Thiên Tổ sư, nóng lòng muốn tỉ thí. Thiên Lang, lên! Dung thiên tổ sư hít sâu một hơi, thở hắt ra, hét lớn một tiếng. Bóng đen mãnh thú từ trong mật thất bay lên bầu trời, đón đánh trụ quang đang ẩm ẩm bổ xuống từ trên không trung, trong phút chốc đã đụng vào nhau, chiến đấu khốc liệt. Biệt thự Tây Sơn cách đó không xa, Diệp Cô Vũ thân hình to lớn chậm chậm đi về bên này, rồi thoát rừng bước chân, ngước mặt lên trời, trông thấy bóng đen mãnh thú đang liều chết chống đỡ trụ quang, Diệp Vương vẫn luôn lạnh lùng bình thản, lúc này trên gương mặt cũng thoáng qua chút vẻ giật mình. Đạo quang trụ vừa rồi rõ ràng đánh chúng vào mật thất, Diệp Cô Vũ tuy không đứng trong mật thất, cũng có thể đoán ra, dưới sự công kích kinh thiên động địa này, Dung Thiên Tổ Sư tuyệt đối không thể bình yên vô sự, nhưng chỉ một thời gian cực ngắn thì đã ổn định địa thế, tiến hành phản kích. Tây Ly Giáo không hổ danh là Đại Giáo, các đại vu thời Dung Thiên Tổ Sư, quả nhiên không phải người thường. Dù là như thế, chỉ với thời gian uống một chén trà, bóng đen mãnh thú hiện ra ý không thể chống đỡ được nữa, liên tục có các dòng xương đen từ trong ảo ảnh dần tản ra và tiêu tan, bóng đen mãnh thú vốn rắn chắc dần dần trở nên mờ nhạt. Trong mật thất chỉ thủy quan, tiêu phàm, văn thiên, đàm hiên mỗi người chiếm cứ một phương, sắc mặt ngưng trọng, trên người khoác chiếc áo dài bát quái, bay phật phật giống như cánh buồm trong gió lộng, một tay bấm quyết, một tay cầm kiếm chỉ về phía trước. Từng đường pháp lực vô hình cuồn cuộn rót vào trong, đỉnh càn khôn, đồ án hỗn độn màu đỏ tươi trên thân đỉnh, đã trải rộng đến ba thước, không ngừng xoay tròn, màu sắc hết sức tươi đẹp, khiến người ta không dám nhìn gần. Mật thất chỉ thủy quan, không giống như mật thất ở biệt thự Tây Sơn, xây dựng trần nhà chuyển động, có thể thu phát tự nhiên, ngẩng mặt xem hiện tượng tự nhiên. Nhưng điều đó không quan trọng, thuật pháp của tiêu phàm, văn thiên cao thâm bậc nào chứ? Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ cần dựa vào năng lực thần niệm thứ sáu thôi, cũng có thể rõ như lòng bàn tay rồi. Kế, treo đầu dê bán thịt chó, này, cuối cùng cũng tạo nên thành tích. Kẻ địch cao cường núp trong bóng tối kia, thế nào cũng đã bị một kích toàn lực lúc nãy làm bị thương. Còn thương tật đến mức độ nào, tạm thời vẫn chưa được biết. Nhưng đối phương vẫn có thể phản công trong thời gian ngắn, dù bị thương, e rằng cũng không quá nghiêm trọng. Phán đoán của bọn người Tiêu Phàm, đại thể không tồi. Tình trạng vết thương của Dung Thiên Tổ sư, thực sự không quá nghiêm trọng. Thời khắc quan trọng ngũ thánh tỏa long trận đã được cải tiến có tác dụng rất lớn, oanh kích bắn phá cắt giảm một bộ phận không nhỏ sức lực trên người dung thiên tổ sư. Nhưng trước mắt đối với dung thiên tổ sư mà nói, bị thương vẫn không phải là phiền phức lớn nhất, vấn đề chính nằm ở tiêu phàm chưa bao giờ có ý định buông tha lão. Công kích của kẻ địch cũng giống như sóng to biển lớn vẫn nộ điên cuồng, sóng nối tiếp sóng, mãi không dứt khiến lão hoàn toàn không có cơ hội để thở dốc. Bốn huynh muội tát bỉ nhĩ liên kết lại với nhau, có lẽ có thể chống đỡ được một lúc, nhưng chắc chắn không chống được quá lâu. Một chút thời gian đấy, vốn không đủ để Dung Thiên Tổ Sư điều trị vết thương. Ngũ Thánh Tỏa Long Trận chủ yếu là dựa vào Dung Thiên Tổ Sư để khống chế, bốn đệ tử chỉ là hỗ trợ, không giống như biên Đảo Tam Tài Tuyệt Sát Trận, mà bọn tiêu phàm bố trí sẵn, bất kể ai cũng có thể nắm chủ đạo trong đại trận. Nếu bây giờ Dung Thiên Tổ Sư thoát thân, bọn người Tát Bỉ Nghĩ nhất định phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ được nếu cứ như vậy, pháp lực của bốn sư huynh muội tát bỉ nhĩ sẽ mau chóng tiêu tan hoàn toàn, đến lúc đó căn bản không còn cách nào có thể phối hợp với dung thiên tổ sư chống đỡ toàn trận lớn. Uống rượu độc giải khát mà thôi. Phù, phun ngụm máu tươi thứ tư ra ngoài, dung thiên tổ sư từ gương mặt hồng hào mịn màng trở nên phờ phạc. Ngọn lửa ma chơi xanh biếc trong đôi mắt đầu lâu mãnh thú ngày càng dâng cao, từ trong mũi trong miệng phun ra dòng xương đen kịt, không ngừng bay lên bầu trời, nhập vào thân thể của ảo ảnh mãnh thú, dốc toàn lực chống đỡ sự tấn công của trụ quang. Nhưng làm như vậy, vẫn chỉ là uống rượu độc giải khát, ảo ảnh mãnh thú được gia tăng pháp lực, hoàn toàn vẫn không kiên trì được quá lâu, dưới đòn công kích quá khốc liệt của quang trụ, cuối cùng rú lên một tiếng, rầm rầm rền vang, trụ quang trực tiếp công kích xuống. chương 414, báo động. Nhưng trụ quang lúc này, cũng đã không bằng một phần ba thời kỳ toàn thịnh. Đám người tát bỉ nhĩ thét lên một tiếng, bốn trưởng tung ra, đánh lên trên, trưởng như gió gào thét, âm thanh kinh người. Chủ quang vốn đã không bằng một phần ba thời kỳ toàn thịnh, đã tiêu tan dưới sự giáp công của bốn người. Bốn sư huynh muội tát bỉ nhĩ toàn thân dao động, sắc mặt ai cũng nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng nhận thêm kích này, quả thật không nhẹ nhàng gì. Xong, không đợi bọn họ nghỉ ngơi, dòng chủ quang thứ ba đã lần nữa khi thế hùng hổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào mật thất khốn kiếp. Tát bỉ nhĩ giận dữ gào lên. Tiêu phàm quyết định đưa họ vào chỗ chết. Nhưng dù giận dữ, ải trước mắt này, quả thật là khó chống đỡ, tức khắc thầy trò năm người cùng hợp tác, khơi dậy ảo ảnh thiên lang, liều chết quyết chiến. Sắc mặt ai nấy đều xanh sao, mồ hôi đầm đìa. Công lực thâm hậu như dung thiên tổ sư, cũng không khá hơn. Sư phụ, cứ thế này không ổn, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chống cự được bao lâu, sẽ sống không bằng chết đấy tát bỉ nhĩ vừa ra sức chống đỡ, vừa la lớn. Bốn đệ tử ánh mắt nhìn vào dung thiên tổ sư, tuy bình thường các sư đệ sư muội không kính phục đại sư huynh, trong thời khắc này lại thấm thiế lời nói tát bỉ nhĩ. Dung thiên tổ sư chúng kế bị thương, sức chiến đấu hao tổn nghiêm trọng, bốn sư huynh muội bọn họ thật sự không thể lấp chỗ hổng này. Vốn muốn đánh lén người khác, không ngờ lại bị người khác đánh lén, tình thế lập tức đảo ngược, trở nên nguy hiểm đáng sợ vô cùng nếu không tính toán nhanh chóng để thoát khỏi tình cảnh bất lợi này, làm không tốt thì toàn bộ quân tinh nhuệ của Tây Ly Giáo đều bị tiêu diệt tại nơi đây. Không cẩn thận, các đại vua phương Tây tràn đầy tự tin kia, chẳng mấy chốc đã lâm vào tuyệt cảnh. Dung thiên tổ sư bấm tay niệm thần chú làm phép, sắc mặt trắng nhợt, nhưng tinh thần vẫn bình tĩnh. Ngay vào lúc này, một làn sát khí cực kỳ mãnh liệt, bỗng chốc tràn đến bao phủ trong sân. Năm người trong mật thất, không một ai bản lĩnh không cao cường, thấy tiền bối hiểu biết sâu rộng, nhưng cũng bị luồng sát khí mãnh liệt này tấn công đau đớn. Sắc mặt tát bỉ nhĩ thay đổi. Lúc này, Giang Đạo Minh bất ngờ hiện thân, muốn làm gì đây? Lẽ nào, y muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn? Nếu ngày thường, có dùng thiên tổ sư chân áp, Giang Đạo Minh tuy mạnh cũng không dám lỗ máng, nhưng tình thế trước mắt, thực sự rất khó nói. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, vị vua thiên ưng này, thật đúng biết chọn thời cơ. Hai gã áo bào trắng không nói không rằng lách mình ra, và dàn hàng ngăn cản Diệp Cô Vũ. Từ ánh ánh của bọn họ thấy rằng, hai gã mặc áo bào trắng này vô cùng hoảng sợ, rất rõ ràng, họ biết bản thân đang cản đường là ai, chỉ là họ chịu trách nhiệm bảo vệ nơi này, tình thế trở ngại, không thể không làm. Chặn trước mặt thiên ưng Diệp Vương, thực sự rất cần sự cam đảm. Diệp Cô Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, chân thong thả bước về phía trước, không chút mảy may dừng lại, dường như trong mắt y, hai cao thủ Tây Ly giáo chỉ như không khí, hoàn toàn vô hình. Diệp Vương Trông thấy Diệp Cô Vũ đang dần đến gần, hai gã mặc áo bảo trắng không kìm được nước mắt nhìn nhau, một trong hai người ấp úng, lẩm bẩm kêu một tiếng, người còn lại nắm chặt thanh loan đao trong tay, nhưng giấu kỹ trong tay áo, không dám để lộ ra. Lộ đao trước mặt thiên ưng Diệp Vương, ý nghĩ này có phần quá điên cuồng. Đạo Minh trong lúc hai gã tây ly giáo bạch bào giáo thầm cắn răng quyết liều một phen một giọng nói lạnh nhà từ trong hậu viện trầm chậm, chậm cất lên bình lặng như nước nhưng đầy sự uy nghiêm hai gã giáo sĩ mặc áo bào trắng lập tức cúi đầu vẻ kính cẩn khác thường diệp cô vũ cuối cùng cũng dừng bước dung thiên tổ sư đã kêu lên một tiếng như thế tiếp đó không còn chút tiếng tiếng động nào nữa diệp cô vũ hướng về phía mật thất khẽ khom người hai gã giáo sĩ mặc áo bào trắng hoa cả mắt ngẩng đầu làm lạ trong vườn này chỗ nào còn có bóng dáng diệp cô vũ không kiềm được nhìn nhau hoảng sợ cả hai đều đọc được vẻ cực kỳ sợ hãi trong mắt nhau cùng lúc đó bầu không khí trong mật thất chỉ thủy quan không mấy dễ chịu đấu đá nhau ba ngày ba đêm trình độ tu luyện pháp lực của ba sư huynh muội cũng dần dần lộ rõ cao thấp vầng trán đàm hiên vịn đầy mồ hôi khí trắng mờ mịt trên đỉnh đầu dần tụ lại thành khối hoàn toàn không tan biến đó là biểu hiện pháp lực chân khí trong cơ thể đã chuyển sang giới hạn cực kỳ cao. Điên đảo tam tài tuyệt sát trận của Tiêu Phàm bày nên, pháp lực ba trận cước là bổ trợ cho nhau, kiềm chế sự thất thế một phương của trận pháp, ngoài ra hai phía còn lại có thể kịp thời giúp đỡ. Trong tình huống cực đoan này, dù rằng chỉ còn lại một người, cũng vẫn có thể lèo lái trận pháp. Nhưng Đàm Hiên hiển nhiên không muốn thất bại trong thời khắc quan trọng. Cho dù cô ấy chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Chỉ thủy tổ sư, Phan Nhị Thái ra cười mà nói rằng, cái thứ ngoại đạo này có gì khó giải quyết chứ? Đấu pháp đến đây, không chỉ toàn sức mạnh của Điên đảo Tam tài Tuyệt sát trận, nổi dậy, sức mạnh của các pháp trận phòng hộ khác trong chỉ thủy quan cũng đã được huy động hơn một nửa, người đứng đầu phe kia đã bị thương, lại vẫn có thể kiên trì dưới sự công kích mãnh liệt của Tam tài Tuyệt sát trận, đến bây giờ, quả thật có chút bản lĩnh. Thảo nào năm ngoái Tiêu Phàm đã chịu uất ức lớn trong tay bọn họ. Tiêu Phàm cười nhẹ, bảo rằng Kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ may mắn thành công, tất cả đều dựa vào thực lực quyết trí thắng thua mới là con đường đúng đắn. Nói đúng, Văn Nhị Thái ra ngạo nghễ nói. Giang hồ tàn sát, hắc đạo tranh hùng, cũng không phải nói Hoàng Hải Văn gia chưa từng có âm mưu quỷ kế, vậy không thực tế. Văn Nhị Thái gia tuyệt đối không phải là người không có kiến thức, nhưng trong trận đấu như vậy, Văn Thiên lại không có may mắn. Thực lực tuyệt đối mới là sự đảm bảo chiến thắng đáng tin cậy nhất giọng nói hai sư huynh đệ nhẹ nhàng, rõ ràng còn dư sức. Trong lòng đàm hiên gượng cười thầm. Tuy rằng cô ấy chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của chỉ thủy tổ sư. Nhưng ban đầu sư phụ đã không thiên vị, vẫn hết lòng chỉ dạy. Nhưng đáng tiếc bản thân lúc đó quá bận công việc, thường xuyên ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có nhiều thời gian ngồi nghe sư phụ giảng dạy. Thời điểm quan trọng, tranh lệch kiến thức với các sư huynh đệ đã lộ rõ. Nhị sư huynh lao động khổ cực mấy mươi năm, pháp lực thâm hậu thì không nói làm gì, tiêu phàm tuổi còn trẻ, không ngờ trình độ cũng cao thâm như thế, không hổ danh thiên tài kiệt xuất, thảo nào sư phụ lại truyền đạo. Có thể được tổ sư đời trước lập làm truyền nhân trưởng giáo, há cũng không vừa. Thêm tiếp một phen, đánh triệt để bọn họ. Văn nhị thái gia bỗng nhiên đứng phát dậy, bấm tay trái niệm chú, tay phải phất tay áo, một luồng pháp lực mạnh vô đối nhập vào, đỉnh càn khôn, hét to một tiếng, bốn bề tràn đầy khí phách. Tiêu phàm cười, Áo choàng lấp lánh ánh kim bay phấp phới, pháp lực vô tận tuôn ra mãnh liệt. Đỉnh càn khôn phát ánh sáng chói lóa, các hình vẽ xoay xung quanh miệng đỉnh lớn hơn vài tấc, một cỗ trụ quang hùng hậu kiên cố hơn trước bay lên trời, bắn thẳng lên không trung. Đàm Hiên không khỏi hoảng sợ. Năm trước Tiêu Phàm bị trọng thương, pháp thuật cho đến nay vẫn chưa thể hồi phục như ban đầu, pháp lực trong cơ thể đã rồi rào thế này, dường như vô tận, giống như không bao giờ dứt, nếu như năm ngoái không bị thương, thật không biết sẽ mạnh đến mức nào. Cửa này, cho dù mình có mươn tăng thêm một phần pháp lực, cũng là quá tự làm khó rồi. Trong hư không, ảo ảnh mãnh thú vẫn đang dốc sức ngăn cản. Dung thiên tổ sư đã sáu lần ói ra máu, mặt trắng bệch, chiếc áo to rộng trên người đã thấm ướt đẫm mồ hôi, tay phải ấn trên đầu lâu mãnh thú nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay vì quá dùng sức mà xuất hiện màu trắng xanh kỳ lạ. Rác, âm thanh vỡ tan trong trẻo trong mật thất vang lên trói tai đến thế. Vết nứt ngang mắt đầu lâu mãnh thú, vỡ ra, cả đầu lâu đều xuất hiện ti tỉ vết nứt chằng chịt. Đám người tát bỉ nhĩ kinh hãi. Đây là thần khí bị thúc quá mức, sẽ là điểm báo tự hủy diệt. Sư phụ, tát bỉ nhĩ kêu lên. Đến tình thế này rồi, giành được thắng lợi là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cho dù toàn mạng rút lui, cũng đã trở thành ước mộng xa vời bây giờ nhất định phải nghĩ cách tránh hậu quả toàn quân bị tiêu diệt. Nếu như đây là chiến tranh, một nhà lãnh đạo tài ba thì nhất định phải lựa chọn hy sinh thiểu số, che chở đại đa số quân thành công rút lui. Đại sư Huynh, sông lên đi. Cô gái áo trắng vẫn luôn che mặt rất ít nói cuối cùng cũng đã mở miệng, giọng nói trong trẻo trở nên lạnh băng. Đối với vị đại sư huynh quản lý giáo vụ hàng ngày Tát Bỉ Nhĩ, cực kỳ ít kính trọng. Biểu hiện của Tát Bỉ Nhĩ cũng quả thật khó khiến người có lòng tôn kính. Dung thiên tổ sư dường như không nghe thấy, trong miệng vẫn niệm chú, tay bấm chú, mang toàn bộ pháp lực trên người liên tục truyền vào đầu lâu mãnh thú, với các vết nứt cực lớn trên lầu lâu mãnh thú, cũng lở đi coi như không trông thấy. chương 415, vua sát thủ. Sắc mặt nhợt nhạt của tát bỉ nhĩ trở nên tái mét. Trong hư không, đầu đến nối khó bề phân giải, chỉ thủy quan lại một vùng yên ắng, chỉ có âm thanh vi vo của các loại côn trùng mùa thu, Văn Tư Viễn ngồi yên trong đình nghỉ mát phía bắc chỉ thủy quan, luôn chăm chỉ quan sát đại chiến trên hư không kia. Là đệ tử thân truyền của Văn Nhị Thái Gia, trong số truyền nhân đời thứ 15 của vô cực môn, pháp thuật của Văn Tư Viễn hiển nhiên không thấp, cho dù đây là lần đầu tiên hắn đến chỉ thủy quan. Trong vài ngày ngắn ngủi, cũng nắm được bố cục chỉ thủy quan như lòng bàn tay. Hướng Tây Bắc, do hắn tự mình chấn giữ. Văn Tư Viễn hoàn toàn không quan tâm mấy đến an toàn của chỉ thủy quan. Ngoài chỉ thủy quan, phân bố pháp trận, thêm những người được bố trí xung quanh, người bình thường, căn bản không thể tiếp cận chỉ thủy quan. Lòng giả của Văn Tư Viễn đều hướng về trận đại chiến có 102 này. Nói hẹp hơn, đây là trận quyết chiến giáo phái của vô cực môn và bọn người hồ ngoại đạo. Nói lớn hơn, đây là trận đại quyết chiến thuật sư trong và ngoài nước. Kết quả của trận đại chiến này có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ và tương lai thuật pháp Trung Nguyên và Tây Vực. May mắn thay sư phụ và sư thúc họ đã rõ ràng chiếm thế thượng phong, trong lòng văn tư viễn cực kỳ bình tĩnh, càng có thể lĩnh hội tường tận các điểm tuyệt diệu thần thông trong cuộc giao chiến đôi bên. Đột nhiên, xương cung mày văn tư viễn khẽ động. Hướng Tây Bắc truyền tin cấp báo. Sắp xếp canh gác xung quanh hướng Tây Bắc là đội thuộc hạ tinh nhuệ chính hắn huấn luyện. Đội thuộc hạ này có vài người có thể được coi là nửa đồ đệ của Văn Tư Viễn, nắm được chân truyền của Văn Tư Viễn. Vạn nhân địch, uy chấn hoàng hải tự mình điều động huấn luyện thuộc hạ, vẫn là lực lượng kiên cố chủ yếu của Hoàng Hải Văn gia. Càng huống hồ, còn có hai vị sư đệ ở đấy đích thân chấn giữ. Dù có báo động truyền đến, Văn Tư Viễn vẫn không để tâm. Kẻ địch chống đỡ không vững, sẽ tự tìm cách phá nát chỉ thủy quan, đó là điều mà sư phụ sư thúc sớm tính toán được. Với sự phòng hộ nghiêm ngặt của chỉ thủy quan, dù là một nhánh quân đội mô hình nhỏ, trong thời gian ngắn cũng khó phá vỡ mà tiến vào. Song ngay sau đó, hai hàng lông mày Văn Tư Viễn nhướng mạnh. Đình nghỉ mát của Văn Tư Viễn đang đứng, đã ở bên góc tây bắc của chỉ thủy Văn, ngoài tường vây, chính là một mảng rừng rậm rạp, một gốc cây cao to đồ sộ, đối diện với đình nghỉ mát Văn Tư Viễn đang đứng, khoảng cách chừng hơn 3 mét. Trên tán cây cao to tươi tốt đấy, phảng phất gió hưu hưu thổi, ngân lên xào xạc. Nửa đêm khuya khoát, ngoài ô chỉ thủy quan, có gió lướt qua, hết sức bình thường. Văn Tư Viễn lại chậm chậm đứng dậy, chậm rãi gia đình nghỉ mát hai mắt sáng rực nhìn cây cao to trước mặt trong màn đêm tán cây xanh tốt dường như không có gì khác biệt bằng hữu là cao nhân phương nào nếu đã đến rồi xin mời hiện thân giấu đầu lòi đuôi không phải hảo hán đôi mắt phân tư viễn híp nhẹ nhìn chăm chăm vào tán cây đen kịt trầm giọng nói hảo hán tôi vốn không phải hảo hán bên trong tán cây một âm thanh trong trẻo truyền ra kèm theo ý nhu mì, đúng là giọng nữ nhi. Văn tư viễn là người nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, nghe vậy lạnh lùng, hừ, một tiếng, nhưng luồng suy nghĩ lại chuyển ngoặt nhanh chóng. Bản thân vừa nhận được tin báo động, nháy mắt kẻ địch đã đến ngay trước mắt, tốc độ này cũng có phần quá giận người. Tự nhiên, văn tư viễn lập tức nghĩ ngay đến, đây chính là cái dương đông kích tây của địch. Cho dù như vậy, nhưng cũng quá kinh người. Cô gái này không ngờ coi pháp trận và bố trí xung quanh chỉ thủy quan như không là gì, lặng thinh không một tiếng động đến trước chỉ thủy quan, có thể thấy rằng rất cao. Xem ra đám quân địch này cũng không phải hạng vừa. Văn tư viễn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đứng bên ngoài đình nghỉ mát, không có chút động tĩnh nào. Từ lâu đã nghe Hoàng Hải Văn Tổng trên giang hồ được xưng, vạn nhân địch, không ngờ gan lại nhỏ như chuột. Ngay cả cửa lớn của chỉ thủy quan cũng không dám dấn bước. Văn Tổng, ngài thật khiến tôi thất vọng. Âm thanh yêu kiểu ấy cười hì hì nói, sen lẫn ý chế diễu không nói ra được. Trang kiêu ê tui, chấm nét văn tư viễn cười nhạt, không để tâm đến. Trò khiêu khích của bọn trẻ con này, không ngờ cũng muốn nghĩ đến chuyện dở trò với văn tư viễn, thật quá buồn cười. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, quân địch đã đến được bên ngoài chỉ thủy quan, nhưng văn tư viễn biết, đây chẳng qua chỉ là quỷ kế mà thôi. Không biết người này dùng cách gì che mắt quân phòng ngự bên ngoài. Phan Tư Viễn không thể tin rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy, có người có thể tiêu diệt hoàn toàn lực lượng mà hắn bố trí bên ngoài, hơn nữa không gây chút động tĩnh nào. Đó không phải là chuyện mà người thường có thể làm được, trừ khi là thần thánh hạ phàm. Người này muốn dụ mình đến chỉ thủy quan, tác chiến bên ngoài cánh rừng, Phan Tư Viễn sao có thể mắc mưu. Ai biết bên ngoài rừng cây rậm rạp kia, kẻ địch có bao nhiêu người. Cuống hồ bản thân phụ trách chấn giữ phía bắc chỉ thủy quan cũng đâu thể tùy tiện lơ là chức trách sư phụ sư thúc đấu đá cùng bọn địch đã đến thời điểm quan trọng nhất thấy kẻ địch sắp không chống cự nổi lúc này mới đưa người đến trước chỉ thủy quan làm loạn có ý đồ muốn đi đường tắt hòng chạy trốn tai họa ngập đầu chiêu đơn giản như vậy làm sao có thể qua mặt được vạn nhân địch hèn nhát trên tàng cây vọng lại giọng cười lạnh lùng lăn ra đây dù văn tư viễn sẽ không dễ bị mắc mưu nhưng cũng không phải là người bị người khác nhục mạ mà vẫn thờ ơ. Giống sư phụ văn nhị thái gia, tính tình văn tư viễn cũng nóng như lửa. Một lời không thể nói hết, những vì sao lạnh giá nhấp nháy trong đêm khuya khoát, như như ánh chấp từ hướng tảng cây cao to bắn nhanh đến. Thuật ẩn thân của người được phái đến quả nhiên cao minh. Nếu đã lên tiếng, như thế nào lại có thể ẩn hành tung trong một thời gian dài trước mặt văn tư viễn mà không bị phát hiện? ba chiếc phi đao hình lá liễu trực tiếp phóng thẳng đến nơi cô gái ẩn thân. A, à, bên trong tàng cây, vang lên tiếng kêu nhẹ, dường như vô cùng ngạc nhiên với ám khí sinh sắn của Văn Tư Viễn. Nói thật, bản lĩnh ám khí của Văn Tư Viễn quả nhiên tuyệt vời, nhưng vẫn chưa đến mức kinh thế hãi tục. Cô gái này kinh ngạc như vậy có lẽ trong tưởng tượng của cô ấy, Văn Tư Viễn biệt danh, vạn nhân địch, phải là bản lĩnh quyền cước dũng mãnh vô song, và bản lĩnh ám khí tiểu xảo dày dạn, hoàn toàn không liên quan gì mới đúng. Không ngoài dữ liệu, ba mảnh phi đao không hề đâm trúng mục tiêu. Tàng cây dục dịch, một đám mây bỗng bay đến hướng Văn Tư Viễn. Văn Tư Viễn trông thấy rõ ràng, đó là một cô gái, che mặt, nhìn không ra biết bao nhiêu tuổi, vóc dáng yêu kiều, cực kỳ xinh xắn. Đến thật tốt, Văn Tư Viễn hét lớn, cũng không để ý đến động tác cô gái, bàn tay dương lên, trưởng phong gào thét, trưởng lực như rời non lấp biển, chém mạnh vào hướng đám mây. Cô gái này có thể có năng lực tránh được phòng vệ bên ngoài, trực tiếp tiến vào chỉ thủy quan, lại ẩn thân trên tán cây cao, có thể thấy bản lĩnh không tồi. Văn Tư Viễn không muốn rằng co không dứt với một cô gái trong cây, đó là dương ngắn tránh dài. Vạn nhân địch, uy chấn hoàng hải, cái dựa vào là kế thừa chính tông của vô cực môn đại khai đại hợp, khí thế hùng hồn. Nữ nhân cuối cùng cũng là nữ nhân, nội lực có thể hùng hậu hơn ta sao? Văn tiên sinh, người quá lỗ mãng rồi, sao có thể thất lễ với cô gái như vậy được chứ? Nữ nhân trong không trung cười khanh khách, thân hình hệt như một đám mây, nhẹ tựa lông hồng, bỗng chốc bay xa theo trường lực của văn tư viễn. Cùng lúc đó, nhị đương ra đường huyên và tam đương ra tống hoàn của yên chi xã phụ trách trấn giữ phía tây nam cũng nhẹ giọng trách mắng, ngay sau đó vang lên tiếng binh đao giao đấu, hai bên đã đánh nhau. Chỉ chốc lát, xung quanh cả chỉ thủy quan đều truyền cấp báo đến, không biết có bao nhiêu kẻ địch bất ngờ giết tới đây. Trong tàng cây của gốc cây rậm rạp hướng đông bắc, thanh phong sứ, bạch tô tô đứng phía sau Diệp Vương, đang quan sát, bốn bề bất ổn, của chỉ thủy quan, có chút kinh ngạc nói rằng, đại vương, có cần thiết phải làm như vậy không? Đối với đấu pháp đá trọi với đá này, nói thực bạch tô tô cực kỳ coi thường. Thiên ưng giáo, không phải quân đội, nhưng là một tổ chức sát thủ, sát thủ am hiểu nhất chính là đánh lén, trong lúc kẻ địch không chú ý nhất, phòng bị lỏng lẻo nhất, công kích bất ngờ từ nơi không ai ngờ đến, một chiêu gỡ yêu ta ít sạch. đây mới là thủ đoạn của sát thủ. nhưng bây giờ Diệp Vương lại đang chỉ huy mọi người công đồn. người cảm thấy nên làm thế nào? Diệp Cô Vũ đứng trên đỉnh tàng cây, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chỉ thủy quan trên mặt lóe lên vẻ phức tạp, hờ hững hỏi. Diệp Vương lúc này sát khí trên người đã biến mất, không chút nào lộ ra ngoài. Bạch Tô Tô lại gần nhưng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của gã. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Bạch Tô Tô sẽ có nghi ngờ là một mình mình đang đứng trong tàng cây. Audio điện tử võ tấn bền chương 416, đấu võ mồm một đây chính là cảnh giới thực sự của vua sát thủ. Gần trong gang tắc, ngươi lại không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đợi đến khi người cảm nhận được sự tồn tại của hắn, mạng đã lìa đời chẳng lẽ chúng ta xông thẳng vào như thế? Bạch Tô Tô hỏi vặn lại. Cô đứng trên đỉnh cổ thụ, đa số xung quanh đều được hút vào tầm mắt. Trước khi tiến công vào chỉ thủy quan, Bạch Tô Tô có phần không rõ việc Diệp Vương vội vã điều quân tinh nhuệ từ trong giáo phái đến trung thổ. Từ khi cô gia nhập thiên ưng giáo, cho đến nay, trước giờ chưa có một kẻ địch nào xứng đáng để thiên ưng đối đãi thận trọng như thế. Nhưng bây giờ, Bạch Tô Tô mới biết, sự quyết đoán của Diệp Vương là anh Minh vô cùng xung quanh chỉ thủy quan đều đánh thành một đống hỗn loạn. Thanh phong tam sứ, và ba vị trưởng lão trong giáo đồng loạt tham gia, các chủ soái tinh anh xuất chiến. Vốn tưởng rằng là thế lôi đình vạn quân, bất cứ đối thủ nào cũng sẽ bị quét sạch trơn, tuyệt đối không nghĩ đến việc lực lượng phòng ngự bên ngoài chỉ thủy quan dũng mãnh như thế, các cao thủ lần lượt xuất hiện, ngăn chặn tinh anh của thiên ưng, giết đến độ khó hòa giải. Thân thủ của những người này cường tráng, võ nghệ cao cường, quan trọng nhất chính là Kinh nghiệm tranh đấu cực kỳ phong phú, một chút cũng không kém các cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh của Thiên Ưng giáo. Bất luận Hoàng Hải Văn gia, hay là Yên Chi xã, hoặc là Thất Diệu cung, không phái nào trên giang hồ danh tiếng không lừng lẫy, trong phái tinh nhuệ có thể kém đến đâu được. Bạch Tô Tô xem như là mở rộng tầm mắt rồi. Sức mạnh ẩn giấu của thế giới dưới lòng đất của quốc gia Phương Đông cổ đại này, vốn không thiếu thốn hay không chịu nổi công kích như trong tưởng tượng trước đây của cô ấy nó chính là một ngọn núi lửa, sức mạnh lớn nhất ẩn sâu dưới lòng đất, không lộ vết tích nào, một khi nổ tung ra thì có thể hủy diệt tất cả. Hiện tại, thiên ưng giáo vẫn chưa xuất chiêu, chỉ còn sót lại Diệp Vương và cô cùng với Minh Nguyệt Sứ. Phi vân sứ chính và văn tư viễn gờ Iota ta thành đoàn, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Chỉ thủy quan vẫn vững như thành đồng. Bạch Tô Tô còn cảm nhận được một mùi nguy hiểm nồng nặc đang ẩn giấu. Không phải Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên vị trí của hai cô gái thân cận nhất bên cạnh tiêu phàm đã bị bạch tô, tô tập trung căn cứ theo tình báo đáng tin cậy yên chi xã đại đương giao uyển thiên thiên vẫn đang điều trị vết thương sức lực vốn chưa hồi phục cơ bản có thể lướt qua không bàn đến bạch tô, tô vứt bỏ ngoài tai chỉ coi tân lâm trở thành đối thủ thực sự mùi nguy hiểm nồng nặc ẩn giấu kia đến từ người khác trong chỉ thủy quan ngoài tân lâm và uyển thiên thiên ít nhất còn có một cao thủ đứng đầu đang ẩn núp hoặc có lẽ minh nguyệt sứ có thể khiến cho cao thủ tuyệt đỉnh giấu mặt này hiện thân tính toán như thế vẫn không gợi được tác dụng có tính quyết định đối với mục đích đến đây của diệp vương bạch tô tô đi guốc trong bụng là muốn phá nát pháp trận của chỉ thủy quan cuối cùng họ sẽ công kích thuật pháp của dung thiên tổ sư rất rõ ràng dung thiên tổ sư cùng các đệ tử trong trận đấu pháp này hoàn toàn nằm trong thế bị động giữa diệp vương và dung thiên tổ sư dường như tồn tại một khế ước cực kỳ thần bí Nội dung cụ thể của khế ước, Bạch Tô Tô đương nhiên không được biết, nhưng có một điểm cô có thể đoán được là Dung Thiên Tổ Sư không thể chết được. Thời khắc quan trọng, Diệp Phương nhất định đảm bảo chắc chắn an toàn tính mạng Dung Thiên Tổ Sư. Trước đó, Bạch Tô Tô chưa từng nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào với Diệp Vương cùng với Thiên ưng, cũng như tất cả giáo chúng, tận trong đáy lòng Bạch Tô Tô có một sự ngưỡng mộ và sùng bái Diệp Phương. Trong mắt cô ấy, Diệp Phương chính là hóa thân của vạn năng. Xong. Tại nơi này, đối mặt với Chỉ thủy quan, Bạch Tô Tô lần đầu tiên nghi ngờ Diệp Vương. Cho đến bây giờ, cái họ nhìn thấy cũng chỉ là sức mạnh bên ngoài Chỉ thủy quan, thậm chí còn có ít nhất một tuyệt đỉnh cao thủ đang ẩn thân chưa từng lộ diện, Minh Nguyệt Sứ chưa chắc có thể là đối thủ của vị cao thủ tuyệt đỉnh này. Bạch Tô Tô tuy đánh giá bản thân rất cao nhưng cũng không cho rằng bản thân mình có thể chống lại Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên, có thể nắm bắt được thắng lợi. Đơn giản mà tính toán, về phía mình Sức mạnh cơ động thực sự cũng chỉ còn lại có Diệp Phương. Nhưng, sức mạnh trung tâm của đối phương lại có ít nhất hơn 3 đại cao thủ có thể đánh bại Dung Thiên Tổ Sư và đệ tử của lão. Diệp Phương muốn cứu Dung Thiên Tổ Sư thì nhất định phải đánh bại ba đại cao thủ này. Đây gần như là không thể nào. Diệp Phương có mạnh hơn, sức của một người cũng không có khả năng áp chế Dung Thiên Tổ Sư và 4 bị đệ tử thân truyền của lão đương nhiên càng không có khả năng nhất cử đánh bại ba vị cao thủ thật sự đang ẩn mình trong chỉ thủy quan. Diệp Phương và Thiên Ưng Giáo lại cận kề một nhiệm vụ không khả năng hoàn thành. Ngươi xông vào không nổi đâu. Diệp Phương gần như đi guốc trong bụng Bạch Tô Tô, thản nhiên nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh khác thường. Bạch Tô Tô lặng lẽ không nói, công nhận Diệp Phương nói rất có lý. Dựa vào sức một mình cô, quả thật không thể xông vào chỉ thủy quan, cứ cho là thiên ưng giáo đã dốc toàn bộ lực lượng tiến vào, cũng khó mà vào được. Nhưng Bạch Tô Tô không hề tuyệt vọng, cô ấy biết Diệp Vương sẽ không bao giờ dẫn bọn họ chạy đến trận chiến tranh tiêu hao không hiểu ra sao này. Diệp Vương liệu việc như thần, đương nhiên từ sớm đã tính được năng lực phòng vệ cực lớn của chỉ thủy quan. Nếu không thì, hà tất gì lại gấp gáp điều động đội quân tinh nhuệ trong giáo từ Tây Á sang đây. Nhưng, không xông vào được cũng phải liều. Vua của ta, Bạch Tô Tô không khỏi sướng sờ, do dự nói. Biết rõ là vô ích, sao lại còn làm? Xông vào được hay không là một chuyện, muốn xông vào hay không lại là một chuyện khác, muốn phá, điên đảo tam tài tuyệt sát trận, vẫn còn cách khác, không nhất thiết phải đối mặt với tiêu phàm. Diệp cô vũ chậm rãi nói, ngữ khí chắc chắn bình tĩnh. Bạch Tô Tô như một làn gió mát, nhẹ nhẹ thổi vào trong trang viên. Cô là người duy nhất thuận lợi tiến vào chỉ thủy quan, không bị cản trở bởi bất kỳ sát thủ nào của Thiên Ưng. Phía Đông Bắc chỉ thủy quan, do Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên phụ trách phòng vệ, Tân Lâm phòng vệ chính. Vết thương của Uyển Thiên Thiên chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tạm thời vẫn chưa thể đảm nhận sức chiến đấu chính. Tuy rằng như vậy, phận nữ nhi yếu đuối không phải ai cũng có thể coi thường. Đoạt Mệnh Yên Chi Hồng, tiếng tăm trên giang hồ thật sự là quá lớn. Uyển Thiên Thiên chỉ là do sức khỏe có chút suy nhược tất cả các năng lực cảm quan khác đều không giảm sút, nhất cử nhất động của bạch toto Tô Tô đều lọt vào mắt huyền thiên thiên. người phụ nữ này là ai? dường như đêm nay có không ít nữ cao thủ tài nghệ cao cường. thật sự là tà môn rồi. hai hàng lông mày huyền thiên thiên cao lại có phần kinh ngạc. trước hết, cùng văn tư viễn giao đấu là một nữ nhân. không lâu trước đó cùng với người chấn giữ hướng đông nam là linh vân đại sư giao đấu cũng là nữ nhân, và lại dường như đều rất trẻ không ngờ lại có sức chống, vạn nhân địch và linh vân đại sư rất lâu, vẫn không mất uy thế. Bây giờ, Bạch Tô Tô mới bước tới, khoan thai nhẹ nhàng, eo nhỏ xinh xinh, dáng người đầy đặn, tuổi tác cũng không lớn lắm. Trên giang hồ hiện nay nữ cao thủ tài nghệ nhanh nhẹn cũng không còn là quá ít. Nhưng người con gái võ nghệ cao cường đến mức có thể đơn thân quyết đấu với đệ nhất cao thủ thái cực môn Linh Vân Đại Sư thì quả thật là hiếm thấy. Quyền thiên thiên, nếu như đã khỏi bệnh, Âu cũng có khả năng này. Vấn đề là ở chỗ, Yên Chi Hồng chấn động giang hồ phương Bắc, tiếng tăm lẫy lừng, được xưng là đệ nhất đại ma nữ, người con gái có thể đánh đồng cùng cô ấy có thể có mấy người. Bỗng nhiên ba thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng vây quanh chỉ thủy quan. Quả thật là tà môn ngoại đạo mà. Tân Lâm không nói không rằng, chậm rãi từ trong mật thất bước ra, đứng chặn phía trước Tô Tô. Nếu đã ngây ngang bước vào, Tân Thiếu Chủ cũng sẽ không ẩn mình trong bóng tối mà đánh lén. Bạch Tô Tô dừng bước, nhìn Tân Lâm một lượt từ trên xuống, cười dịu dàng nói: "Tân thiếu chủ." Tân Lâm nghi mày khẽ nhếch lên, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" Bạch Tô Tô vừa nhìn thấy cô, liền gọi: "Tân thiếu chủ." Có thể thấy rằng, Bạch Tô Tô rõ như lòng bàn tay lai lịch xuất thân của Tân Lâm. Vấn đề là, Tân Lâm đối với cô ta không có chút ấn tượng nào. Loại sự tình này, Tân Lâm rất không thích. Bạch Tô Tô tiếp tục quan sát Tân Lâm một cách hứng thú cười nói a, à, xem ra hẳn là ta nên gọi cô là Tiêu phu nhân nhỉ, hi hi. Sắc mặt Tân Lâm trầm xuống. Hiện tại, cô cũng chẳng ngại với chức danh Tiêu phu nhân này nữa rồi, bởi vì đều là nữ nhân của Tiêu Phàm. Cái Tân Lâm để ý chính là thái độ lập EG lơ chiêu tức khi nói đến vấn đề này. Tính cách của Tân Lâm còn lạnh lùng hơn cả Văn Tư Viễn, căn bản là không thích người khác đùa bợt mà nói chuyện với mình, chương 417, đấu võ mồm hai ơ. Người làm việc ở cục dân chính à, chuyên môn phụ trách phát giấy đăng ký kết hôn sao? Tân Lâm không vui, nhưng có người còn chẳng vui vẻ gì so với cô ấy. Uyển Thiên Thiên từ đâu đó xuất hiện, cười đùa nói. Ta cũng muốn làm tiêu phu nhân, hay là người cũng phát giấy đăng ký kết hôn cho ta đi, ta mời cô uống rượu mừng, không nhận một phân tiền của cô, thế nào? Những lời này, Uyển Thiên Thiên cũng có thể nói ra trước mặt đông đảo mọi người, không chút kiêng kỵ. À! Uyển đại đương gia cũng ở đây, thất kính. Cặp mắt linh động của Bạch Tô Tô chuyển rời từ trên người Tân Lâm đến Uyển Thiên Thiên. Tươi cười một cách chân thành. Nhưng Uyển đại đương gia, ta thật xin lỗi, cô hiện tại muốn làm tiêu phu nhân ư, còn chưa đủ tư cách, ít nhất cô phải giống như Tân Thiếu Chủ vậy. Có được đủ tư cách, người ta mới phát giấy đăng ký kết hôn cho cô, có đúng không? Uyển Thiên Thiên đôi mày nhíu lại, lại lập tức giản ra, cười nói. Các tỷ tỷ thật là có bản lãnh, Điều tra chúng ta một cách rõ ràng như thế, nhưng chỉ như thế thôi thì cũng vô dụng, cô đêm nay không phải là muốn cùng chúng ta đàm luận hay sao? Nếu cô muốn nói chuyện phiếm thì ta đây phụng bồi, chỉ cần chủ tử của cô có thể chống được thì ta đây không có ý kiến. Uyển Thiên Thiên hai tay khoanh lại trước ngực, Bạch Tô Tô nhìn chằm chằm không chớp mắt, trưng ra bộ mặt ung dung thông thả. Không nghi ngờ gì nữa, Uyển Thiên Thiên đã xem Bạch Tô Tô như là thuộc hạ của Dung Thiên Tổ sư. Quyền Thiên Thiên phân tích như thế thật chính xác. Cho dù Bạch Tô Tô có là thuộc hạ của ai đi chăng nữa, cô ta bây giờ quả thực là đến là giải cứu nan nguy cho Dung Thiên Tổ Sư. Bạch Tô Tô cũng không tức giận, chỉ cười nói. Đại đương ra, cô bây giờ chỉ có thể nói chuyện phím mà thôi, ta khuyên cô vẫn là nên đứng sang một bên đi là vừa, đỡ mất công lát nữa vô tình soát thủ sẽ làm hại đến cô, vậy thật là không được rồi. Quyền Thiên Thiên cười khanh khách nói. Vị đại tỷ này xem ra sự hiểu biết của cô về ta hãy còn quá ít đấy dáng vẻ khích tướng như chọc ghẹo con nít này của cô vẫn là nên dẹp đi là vừa ta chính là kẻ trộm mộ từ trước đến nay làm việc chỉ nhìn kết quả chứ không xem thủ đoạn cô ở đây càng trần trừ thêm giây phút nào nữa thì chủ tử của cô sẽ càng nguy hiểm xem chừng cũng không được bao lâu nữa tiêu phàm nhà ta sẽ có thể giải quyết chủ nhân của ngươi rồi cũng nên nói thật với cô vậy ta chỉ sợ có một việc cho dù biết rõ cùng huyền thiên thiên đối khẩu chính là kéo dài thời gian, nhưng Bạch Tô Tô vẫn không kìm nổi sự tò mò, liền hỏi. Huyền đại đương ra đang sợ cái gì? Điều này rất đơn giản, ta đây chỉ sợ người khác nói ta xấu thôi, nữ nhân mà, cái quan trọng nhất chính là bộ mặt xinh đẹp, những thứ khác thì cũng thế cả thôi, đại tỷ nói có đúng không? Huyền thiên thiên vẫn cứ cười hì ra đấy, một đại tỷ, hai đại tỷ, thật ra cho dù bạch tô tô có dịch dung thuật cao cường nhưng cũng chưa chắc là giống người khác tin chắc rằng ai cũng đều thấy rõ điều đó tuổi tác của cô ta ước chừng cũng sắp xỉ tuổi huyền thiên thiên bạch tô tô tức thì nghẹn lại nhưng cũng không thể không thừa nhận huyền thiên thiên nói đúng rất đúng nếu như bạch tô tô cô ta không phải là một đại mỹ nhân mà là một con khủng long xấu xí e rằng cô ấy có thần thông quảng đại có công lao hiển hách cho thiên ưng giáo đi chăng nữa thì tin chắc rằng diệp vương cũng sẽ không dùng thái độ này xem trọng cô ta cái mà nam nhân thích chính là bộ mặt của nữ nhân chẳng lẽ lại đi thích lục vũ ngũ tạng hay sao mọi người đều nói ba nữ nhân họp thành cái chợ quả thật chẳng sai tí nào cho dù trước mắt có xảy ra chuyện gì bất chắc đi chăng nữa thì trò chơi này vẫn tiếp tục diễn tân lâm mặc dù đang diễn trò nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng không nói một lời nhưng cũng không ngăn cản uyển thiên thiên cùng bạch tô tô đấu võ mồm đừng có thấy Uyển Thiên Thiên dường như thích hồ nháo nhưng khi làm đại sự thì không hồ đồ tí nào. Tình hình bây giờ, họ cho dù có kéo dài thời gian đi chăng nữa, nhưng đối với kẻ địch thì không được, Bạch Tô Tô vẫn cứ vui vẻ đấu võ mồm cùng Uyển Thiên Thiên. Uyển tỷ tỷ, tỷ thật thông minh, Yên Chi Hồng thật là nhân vật danh bất hư truyền, ta đây rất muốn kết giao cùng cô, cũng có người cùng ta đấu võ mồm, nhưng đáng tiếc, hôm nay thì không được rồi, ta phải vào trong ngăn cản bọn họ. Bạch Tô Tô than thở nói có thể thấy được, Thanh Phong Sứ thật sự có chút buồn bực, cô ta thích tính cách huyền thiên thiên nhưng ai phải theo chủ nấy, không thể kết giao bằng hữu được. Huyền thiên thiên đột nhiên cười nói, cô nương, ta biết cô rất giỏi nhưng có phải cô đã quá đề cao bản thân rồi chăng? Cho dù ta và tân tỷ có nhường đường để thả cô thì thế nào, cô cũng chẳng thể ngăn cản được ai, cũng chẳng thay đổi được gì, vài người trong đấy hoàn toàn không phải là người mà cô có thể đối phó được. Tuy rằng là như thế, nhưng suy cho cùng cũng phải thử xem sao, hai vị, đắc tội. Bạch Tô Tô thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Bóng trắng lay động, tựa như một cơn gió bay về phía trước. Đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyencuatui net gạch chéo. thiên thiên có cảm giác như có mùi hương xông vào mũi, bỗng nhiên, một thân áo lụa trắng tinh, đã bay đến trước mặt. Bạch Tô xem Uyển Thiên Thiên như là mục tiêu công kích số một rất rõ ràng, uyển thiên thiên yếu hơn so với tân lâm, lại càng dễ dàng đối phó. Ư CHIO ta ép người. uyển thiên thiên mân mê cái miệng, thầm thì to nhỏ, tỏ ra bất mãn với việc bạch tô tô bóp nát quả hồng mềm, miệng thì lầm bầm, tay không chậm tí nào, trong nháy mắt, trên tay uyển thiên thiên đã có thanh đoản kiếm màu hồng, nhẹ nhàng vung ra phía trước. Một tiếng xoẹt vang lên, kẻ áo lụa trắng tinh đã bị chém một đao, giống như mây trôi vậy, xoay người quay trở về khóe mắt bạch tô tô ánh lên một tia nguy hiểm. Không nghĩ tới, uyển thiên thiên vết thương chưa lành, thân thủ không ngờ vẫn nhanh nhẹn đến thế, chỉ một kích nhẹ nhàng, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng là một trong những đòn sát thủ mà cô đã khổ luyện nhiều năm, không biết có bao nhiêu người bị dính, liền chết ngay trong lực sát thương này. Trong nháy mắt liền bị uyển thiên thiên một kiếm đâm tới. Chưa đến lượt bạch tô tô thi triển chiêu thứ hai, trước mắt hồng quang chợt lóe uyển thiên thiên vung kiếm mà lên, kiếm pháp không dứt mũi kiếm liêng nghiêng, mỗi một chiêu xuất ra đều có ý muốn gợi yêu ta chết người, quả đúng là kỹ xảo lợi hại của Yên Chi Kiếm. Yên Chi Kiếm ở phía Bắc Phó Lâm đã lưu truyền mấy trăm năm, danh chấn đại giang Nam Bắc, nhưng vẫn luôn không đi theo chính đạo. Qua nhiều thế hệ truyền nhân chính thống của Yên Chi Kiếm, đa số đều là nữ nhi, khi liều mạng với người khác nội lực cũng vậy, thủ đoạn cũng vậy, đều không phải là điều nữ nhân am hiểu nhất. Dùng đoàn kiếm đi đường nghiêng, quả thích hợp bàn tay thon dài của bạch tô tô dơ cao nắm lấy dưới bộ ngực cao ngất rầm rầm những tiếng giòn tan vang lên sợi roi màu bạc tinh xảo đặc sắc độc đáo đã nằm trong tay phất tay quất trong nháy mắt đã quấn thành một khối với yên chi kiếm trước khi hai cô gái xinh đẹp chưa xuất chiêu cười nói tự nhiên ai ai cũng đáng yêu dịu dàng nhưng vừa xuất chiêu lại cạnh tranh sống chết ai cũng tung tuyệt chiêu ẩn của mình chỉ muốn lập tức lấy mạng đối phương Yên chi kiếm vừa lên được xem như là nước cờ công kích, mũi kiếm lóe sáng khắp nơi, khi Bạch Tô Tô hoàn toàn bao phủ trong ánh kiếm, dù Bạch Tô Tô võ nghệ cao cường, trong nhất thời cũng chỉ có chiêu chống đỡ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Huyền tỷ, thật là sát thủ sao? Không chơi với người nữa. Cứ tưởng rằng Nguyễn Thiên Thiên trọng thương chưa hồi phục, liên tục không ngừng bị công kích như vậy, thật khó mà cầm cự lâu, ai biết rằng chỉ qua thời gian ngắn, bốn phương tám hướng vẫn chỉ thấy một màu đỏ nhạt của ánh kiếm, giống như thủy ngân chảy, không một nơi nào không len lỏi đến, chiêu chống đỡ bắt đầu tương đối khó nhọc. Bạch Tô Tô bất giác quát một tiếng, roi bạc trong tay quất mạnh, toàn thân bỗng chốc thoái lui. Thanh phong sứ thân pháp phóng khoáng vô song, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với Uyển thiên thiên, gót ngài vừa nhấc, đã đạp lên hòn non bộ trong ao hoa sen bên cạnh. Hàn quang chợt lóe, một đạo kiếm vô cùng sắc bén hướng thẳng về phía ngực cao vút của bạch tô tô mà đâm tới. Thật lập y lơ tân tỷ, tỷ dám tranh thủ sao? Bạch Tô Tô gọi một tiếng hết sức duyên dáng, nhưng dưới tay lại không chút chậm chạp, dòi bạc múa loạn, gót sen trên hòn non bộ lướt bay đến phía bên cạnh. Cứ thế chỉ hoãn được một lúc, Uyển Thiên Thiên lại từ bên ngoài đánh tới. Tiếng binh khí giao nhau, liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt, ba cô gái đánh gỡ yêu ta ít nhau đến độ khó hòa giải được. chương 418, Thiên Vu Giải Thể Đại Pháp Giờ tí đã qua, trận ẩu đả trong hư không lại càng ngày càng kịch liệt. Quang trụ từ trên tử vi đế tinh gờ yêu ta xuống, thu nhỏ đến mức vuông vắn ba thước, nhưng lại rắn chắc như một thực thể thông thường, mang theo sức mạnh rộng lớn của đất trời, phủ đầu chân áp xuống. Và ảo ảnh mãnh thú đang đối kháng với quang trụ không còn là một đầu, mà là năm đầu. Một đầu lớn nhất của mãnh thú là chính, bốn đầu nhỏ hơn của mãnh thú là phụ, kết hợp với nhau, trong không trung đang liều chết rằng co với quang trụ, dốc toàn lực muốn làm quang trụ suy yếu và tiêu diệt. Trong mật thất biệt thự Tây Sơn, sư đồ năm người đều nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt như tuyết, khóe miệng ai nấy đều vương vết máu, năm sư muội dùng lụa đen che mặt, trên tấm lụa đen cũng dính phải màu sẫm. Tay trái của Dung Thiên Tổ sư cô xương đùi trắng muốt của động vật, tay phải ấn trên đầu lâu mãnh thú, máu tươi trong lòng bàn tay dò rỉ tuôn ra. Vốn dĩ đầu lâu mãnh thú trắng muốt đã biến thành màu đỏ nhạt, mùi máu tươi gần gợn ngập tràn trong mật thất, càng ngày càng tanh. Vết nước giữa hai mắt đầu lâu mãnh thú đã lớn tựa ngón út, nếu không phải dung thiên tổ sư dùng máu tươi của chính mình liên tục rót vào, chỉ sợ vật thần thờ cúng chế tạo bằng sức lực cả đời đã bị hủy diệt rồi. Dù là như thế, trải qua sau trận chiến này, vật thần khí này ắt hẳn bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại, dung thiên tổ sư đã không màng nữa rồi. Sau một trận quần chiến, mãnh thú năm đầu cuối cùng cũng đánh tan trụ quang, bản thân cũng hóa thành hư vô trong bầu trời đêm mỗi người đều thở dốc một hơi dài ngay sau đó tát bỉ nhĩ ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt có sự thay đổi ngay giọng nói cũng bắt đầu run rẩy sư phụ mọi người đều ngước mặt lên nhìn theo ánh mắt của y liền tức khắc sắc mặt ai cũng thay đổi chỉ còn trông thấy tử vi đế tinh vốn lặng yên hiền hòa nay phát ánh sáng chói lóa sáng rực hơn cả mặt trăng thường ngày từng mảnh từng mảnh màng sáng Quanh quẩn bay lượn không ngừng tại bề mặt đế tinh, giống như dùng vọng kính thiên văn nhìn xa bội số lớn quan sát mặt trời. Có thể từ bề mặt mặt trời nhìn thấy các dòng điện mang điện từ, những bước màn quang dần dần ngưng kết thành quang trụ trên bề mặt đế tinh, sáng chói lóa. Quang trụ lúc trước đều là từ phía chỉ thủy quan bắn đến ngôi sao tử vi, lại từ ngôi sao tử vi bắn ngược xuống. Chỉ duy nhất lần này, quang trụ trực tiếp ngưng kết lại xếp thành hình trên ngôi sao tử vi. Đây là biểu hiện của đế tinh bị thúc đẩy đến cực độ. Nam sư đồ của Tây Ly Giáo, pháp lực trong cơ thể đã bị tiêu hao đáng kể, 10 phần mất đi 9 phần, theo tình hình trước mắt, thấy rõ rằng bất luận thế nào đi nữa cũng khó có thể chịu đựng một kích lớn này. Hừ, dung thiên tổ sư lạnh lùng, hừ, một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, đứng phát dậy, hai tay nắm lấy đỉnh đầu đầu lâu mãnh thú trước mặt, miệng cấp thiết nhẩm chú, tiếng chú cổ xưa, dập dành trong mật thất. Đám người tát bỉ nhĩ vừa nghe đến câu thần chú này, tinh thần sôi sục dường như trong khoảng thời gian ngắn được rót sức sống mới, khí hải đan biển vốn đã cận kề cạn kiệt lại được bổ sung tràn trề. Thiên Vu Giải Thể Đại Pháp, a à, ba tư kinh sở kêu thành tiếng. Thiên Vu Giải Thể Đại Pháp là một trong những thần công chấn giáo của Tây Ly giáo, nhưng cũng là thần công cấm kỵ. Cái gọi là Thiên Vu Giải Thể Đại Pháp trong mặt mà bắt hình rong, chính là thông qua mật thuật đốt lên ngọn lửa căn nguyên của bản thân, phát ra tất cả tiềm năng, đánh cược lần cuối, quả nhiên uy lực lớn kinh người nhưng hậu hỏa về sau cũng càng khôn lường. Vu sư một khi thi triển, thiên vu giải thể đại pháp, bất luận đấu pháp thắng thua thế nào, bản thân cũng khó tránh được hao tổn phần lớn công lực, nhẹ thì trọng thương, năng lực giảm sút, nặng thì tinh nguyên toàn thân hao kiệt, chết bất đắc kỳ tử. Đệ tử chủ chốt của Tây Ly giáo, mỗi người đều đã tu luyện thuật kiêng kỵ này, nhưng không ai dám tùy tiện sử dụng. Giờ đã đến giây phút sinh tử, thấy được nguy hiểm toàn quân bị tiêu diệt, Dung Thiên tổ sư đã không màng tất cả, chỉ có thể sử dụng thiên vu giải thể đại pháp cùng bọn người vô cực môn liều chết một phen. Nói theo lời nói của những kẻ liều mạng người Hán vùng Trung Nguyên thì chính là ông nội trước khi chết cũng phải kéo người chết chung. Dung Thiên Tổ sư không những một mình sử dụng thiên vu giải thể đại pháp, thậm chí còn liên kết tâm mạch qua các đệ tử, để pháp lực hùng mạnh đã đốt ngọn lửa căn nguyên của bốn đệ tử. Trong lúc này, ai cũng mặc kệ về sau sẽ như thế nào, trước tiên nghĩ cách qua được ải này hãy nói. Lập tức, đám người Tát Bỉ Nhi ai cũng tự thực hiện phần mình, kích phát uy lực của Ngũ Thánh Tỏa Long trận đến tận cùng. Hồi sau, một hình ảnh mãnh thú cao ba thước từ trong mật thất bay thẳng lên trời, phóng về hướng Thiên Lang tinh xa tiết trời kia. Cho đến nay, dùng Thiên Tổ sư vẫn dựa vào uy lực của Ngũ Thánh Tỏa Long trận chống lại vô cực môn, cho dù Ngũ Thánh Tỏa Long trận cũng đã liên kết với Thiên Lang tinh, dù sao cũng là liên kết gián tiếp, không phải liên kết trực tiếp, uy lực bị hạn chế mạnh. Lần này Tiêu Phàm đã sử dụng sức mạnh của đế tinh đến cực hạn, dùng thiên tổ sư không trực tiếp mượn trợ giúp sức lực của thiên lang tinh, chỉ dựa vào ngũ thánh tỏa long trận là dù thế nào cũng không chống đỡ nổi. Chỉ là dựa vào tình hình của lão ấy hiện giờ, muốn trực tiếp liên kết với thiên lang tinh, ngoài cách hoàn toàn kích phát nội lực thì không còn cách nào khác. Trong mật thất chỉ thủy quan, đàm hiên mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hoàn toàn thấm xuống chiếc áo khoác đan hạt, hai gò má hiện ra một màu đỏ không bình thường, có điều đấu đến chừng này, Thực sự là chỉ được tiến không được lui. Đàm Hiên nhanh chóng lấy ra bình bạch ngọc nhỏ bên mình, vặn mở nút chai, đổ ra một viên đan dược màu đỏ kích thước như đậu tương, trong phút chốc mùi thuốc xông vào mũi, Đàm Hiên không chút do so dự, ngướng cổ lên, nuốt viên đan dược màu đỏ xuống bụng. Nhị sư huynh Văn Thiên cách đó không xa, ngồi xếp bằng, cả người đều bị một làn xương mỏng bao phủ, có làn khí trắng mờ mịt từ trên đầu không ngừng bốc lên, hòa vào làn xương mỏng. Tiêu Phàm cũng đã đứng dậy, Tay phải bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, chân đạp thất tinh thiên cương bộ, vây quanh trận cước thiên tự hào, chậm rãi dạo bước, trên mặt ánh ngọc lưu chuyển, chiếu sáng dạng người. Hình vẽ hỗn độn trên miệng đỉnh, càn khôn, như ánh ban mai lấp lánh, đẹp không gì sánh bằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này đã gần đến hồi kết, hai bên đều đã dốc hết toàn lực, chuẩn bị một kích cuối cùng. Sau kích cuối cùng này, thắng thua nhất định sẽ được phân rõ. Về cơ bản, vô cực môn đã hoàn toàn nắm thế thượng phong, nếu không ngoài dự kiến, đã nắm chắc phần thắng. Bầu không khí tầng hầm sơ sắc tiêu điều, điều, trên mặt đất, chỉ thủy quan vốn toàn tiếng chém gợi yêu ta ít, giao chiến không lâu, đã bắt đầu có người thương vong. Có thuộc hạ của Văn Tư Viễn, cũng có người của Yên Chi Xã, người của Thiên Ưng Giáo cũng không ngoại lệ. Chỉ có 6 đệ tử Tân Lâm từ Thất Diệu cùng đưa đến chỉ thủy quan, tạm thời vẫn chưa tham chiến, nơi các cô chiếm đóng cách Tân Lâm không xa, bên này ngoài Bạch Tô, Tô chưa từng xuất hiện kẻ địch nào khác. Nhưng tình huống này cũng không kéo dài quá lâu. Bóng đen chấp liên tục, từ trên cây đại thụ phía ngoài nhảy vọt xuống 7-8 bóng người, nhanh như gió hướng về phía hành lang uốn khúc nơi chấn giữ của các đệ tử thất diệu cung đánh tới. Đám người này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, Tân Lâm cũng có thể phán đoán, những bóng đen bất chợt tấn công này đều là cao thủ đệ nhất. Đây át là đòn sát thủ cuối cùng của kẻ địch, đợi sau khi văn tư viễn, Linh Vân Đại Sư, Tân Lâm, Yên Chi xã ba vị đương gia đều mắc kẹt, những người này từ trong tà kích gỡ yêu ta đến, trực tiếp lấy được mật thất dưới lòng đất. Cho dù Tân Lâm tin tưởng những tên sát thủ sau cùng này căn bản không thể là đối thủ của ba sư huynh muội tiêu phàm, trận đấu pháp then chốt không thể bị quấy nhiễu. Chẳng qua chỉ một chút do dự, bên kia đã tiếp chiến, liền đó phát ra âm thanh kêu thảm của nữ nhi. Sắc mặt Tân Lâm đột biến. Đây là âm thanh của lục cô. Vừa giao thủ, Lục Cô đã bị thương. Tuy rằng Lục Cô là người có tuổi đời cao nhất của thất diệu cung chư nữ, thân thủ yếu nhất, nhưng có thể được là đệ tử nội đường thất diệu cung, phải đến hầu hạ tân lâm, vốn cũng không phải tầm thường. Địch đến quá mạnh, như nằm ngoài dự tính của bản thân. Thiên thiên, cô ứng phó với cô ấy. Tân lâm vô cùng quyết đoán, lập tức không chút do so dự nói. Ngươi yên tâm đi đi. Uyển thiên thiên cười nói. Bạch Tô Tô tuy mạnh, trong tình huống hai cô gái liên kết công kích, cũng chỉ có chiêu chống đỡ, không có sức phản công, mấy lần gặp nguy hiểm. Uyển Thiên Thiên trong người đang thương tật, một mình đánh đấu, so với sức mạnh của địch như Bạch Tô Tô hãy còn kém, chỉ là ứng phó Bạch Tô Tô một trận, không hy vọng lập công, chỉ mong không thất bại, vậy cũng không khó. Nếu sức khỏe Uyển Thiên Thiên thật tốt, võ công hoàn toàn hồi phục, thanh phong sứ có lợi hại hơn nữa, Uyển Đại Đương ra cũng hiên ngang không sợ hãi. Tân Lâm giả vờ vung thanh kiếm, Nhấp chân một phát, vọt sang hướng bên kia. Tân tỷ, đối thủ của chị là tôi, chạy đi đâu? Ở lại đi chứ, chương 419, đuổi g yêu ta ết. Bạch Tô Tô đời nào đồng ý, cười duyên một tiếng, cây roi bạc trong tay, vù, một tiếng, quét ngang, bức huyên thiên thiên lui bước, xoẹt, quất phía sau lưng Tân Lâm. Tân Lâm, hừ, một tiếng lạnh nhạt, phủi tay, không quay đầu nhìn lại mà phóng đi. Ánh điện sắc bén vụt lóe, một phi đao bắn thẳng đến mặt Bạch Tô, -tô. Ngón tay cong cong của Bạch Tô Tô gảy nhẹ, phi đao bắn đi, không thấy tung tích. Như vậy chỉ hoãn được một lúc, Tân Lâm sớm đã đi xa. Đàn chỉ thần thông, người cũng biết. Uyển Thiên Thiên thật sự kinh ngạc, đàn chỉ thần thông tuy không phải là võ công độc môn của tiêu phàm, nhưng Bạch Tô Tô ra tay lúc này, lại khiến Uyển Thiên Thiên có cảm giác cực kỳ thân thuộc, dường như cùng là một dòng với đàn chỉ thần thông của tiêu phàm. Uyển Thị, những thứ ta biết nhiều hơn cơ, tỷ sẽ rất kinh ngạc đấy. Bạch Tô Tô cười khúc khích, nũng nịu nói. Phải không, vậy mang ra đây cho ta xem, xem xem ta sẽ kinh ngạc như thế nào. Uyển Thiên Thiên cũng nũng nịu cười, yên chi kiếm trong tay kéo ra vô số kiếm hoa, trùng trùng điệp điệp, tiến sát đến hướng Bạch Tô, Tô lại là lực tranh tiên thủ. Trong giây lát, Tân Lâm đã đến bên cạnh lục cô, ánh kiếm chấp sáng, một gã áo đen đang vung múa binh khí công kích theo hướng lục cô, lập tức luống cuống tay chân, suy, đầu và vai gã áo đen trúng kiếm, máu văng tung tóe, không kiềm được quát to một tiếng, vội vàng thoái lui. Chuyện không ngờ phát sinh ngay thời điểm ấy. Trong tầng hầm, tiêu phàm đang làm phép bộ canh đạp đấu chợt dừng bước, hai mắt bỗng mở to, một chút thần sắc lo âu cực độ từ trong mắt hắn lóe lên, không nén được kêu lên, giả nhi, cẩn thận. Kiến trúc dưới mật thất và trên mật thất là hai thế giới khác nhau, bọn người tân lâm phòng giữ nghiêm ngặt, chính là không thể để bất kỳ người nào quấy nhiễu ba huynh muội tiêu phàm đang làm phép dưới mật thất. Giữa hai bên, cách tuyệt không nghe, nhìn thấy gì. Dù là như thế, tiếng hô của tiêu phàm vẫn truyền đến tai tân lâm vô cùng thánh thoát. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Tân lâm vừa huy kiếm công kích hướng phía người áo đen khác, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh cực lớn như rời non lấp biển từ bên cạnh cô ấy ảo đến, cũng trong lúc này. Một luồng sát khí cuồn cuộn ngất trời bỗng nhiên trỗi dậy, Đúng là luồng sát khí mà Tân Lâm đã quá quen, đồng thời cực kỳ kiêng kỵ này. Diệp Cô Vũ lại lẫn trong đám người áo đen, gợi yêu ta ết vào. Diệp Phương cố ý che giấu hơi thở của mình, hiện trường lại là một mảng hỗn độn, Tân Lâm lại không phát hiện Diệp Cô Vũ đã gợi yêu ta ết đến ngay phía trước mặt. Tân Lâm gần như không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là phản xạ một cách có điều kiện cầm thanh kiếm ẻo uột trong tay ném về phía Diệp Cô Vũ sau đó chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn đánh vào lồng ngực khoảnh khắc như bị xét đánh trước mắt một màu tối đen cả người như diều đứt dây bay xa diệp cô vũ một chiêu đã rất thuận lợi nên lập tức đi nhanh về phía trước thân thể của tân lâm như lá dụng bay ra xa bảy tám mét bay về phía hành lang gấp khúc người như trên không trung tân lâm tay chân bất động hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi chi giác một bóng người cao gầy nhanh chóng hiện ra tại chỗ hành lang gấp khúc Phương bàn tay thô ráp đáp lên trên người Tân Lâm, lập tức cả người chấn động, tóc dài bay bổng lên, liên tiếp lui về sau ba bước, đập chân mạnh một cái mới đứng vững được. Hai hàng lông mày của Diệp Cô Vũ hơi dơ lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này không ngờ đã hóa giải được sức lực của gã ở trên người Tân Lâm, chỉ là lui về ba bước mà thôi. Phó công cao, nội lực mạnh, thế sở hán hiếu. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả Diệp Cô Vũ cũng rất ít gặp qua tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Người này khung xương thô to, dáng người gầy yếu, vóc dáng cao cao, tóc dài xóa vai, đúng là Yến Tây Lâu, truyền nhân chính tông của ngũ lôi trưởng. Yến Tây Lâu được tiêu phàm mời từ Khánh Nam đến Kinh Sư, do anh ta chấn thủ cửa vào mật thất dưới đất của chỉ thủy quan. Bất cứ kẻ nào muốn đi vào mật thất dưới đất, đều phải bước qua cửa ải Yến Tây Lâu này. Diệp cô vũ trong nháy mắt làm khó dễ, Yến Tây Lâu đã nhận ra vẻ sát khí ngập trời này chỉ có điều Yến Tây Lâu vẫn không thể mở miệng nói chuyện, cũng không có cách nào nhắc nhở Tân Lâm. Trên thực tế, cho dù anh ta mở miệng nhắc nhở, cũng không còn kịp rồi. Diệp cô vũ cố ý ẩn núp hành tung, chỉ thủy quan duy nhất có thể phá được ba thuật sư lớn, lại ở thâm sâu dưới lòng đất, toàn lực đấu pháp với Tây Ly Giáo Đại Vu, ai cũng không thể chú ý đến tình hình trên mặt đất. Đối với sự uy hát yêu ta ép tiềm ẩn từ Diệp Cô Vũ, Tiêu Phàm và Văn Thiên sớm đã cảnh giác, chỉ có điều hai người đều không ngờ, dựa vào thân phận của Diệp Cô Vũ, không ngờ y lại dở trò đánh lén. Yến Tây Lâu nhẹ nhàng đem Tân Lâm dựa vào cột trụ hành lang. Đi nhanh về phía trước, như muốn đón tiếp Diệp Cô Vũ. Rất rõ ràng, Diệp Cô Vũ mới là thủ lĩnh của những kẻ xâm nhập. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Không ngăn cản Diệp Cô Vũ, mặc cho gã ở đây tung hoàng ngang dọc, chỉ sợ trong khoảng khắc, tuyệt đại bộ phận người bảo vệ sẽ bị gã độc thủ. Đạo lý này, Yến Tây Lâu hiểu được, Linh Vân Đại Sư và Văn Tư Viễn cũng đều hiểu được, lập tức bỏ qua một bên cùng quần chiến với, Lưu Vân Sử, Minh Nguyệt Sử, phi thân bay tới phía bên này. Hư, một tiếng, sấm gió chợt giấy lên. Yến Tây Lâu nghênh diện một trưởng, hướng diệp cô vũ đánh tới, uy thế kinh người, hai người áo đen gần đó chẳng qua bị trưởng phong bên cạnh quét đến, liền lảo đảo nghiêng ngả qua một bên, không hề kháng cự. Ngũ lôi trưởng, diệp cô vũ hai mắt nhíu lại, khẽ hừ một tiếng nội lực đan điền nháy mắt đã đưa ra, gã không tránh không né, cũng đánh ra một trường tiếp đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai trường tương giao, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay mù mịt, đất trời rung chuyển. Đây mới thực là cứng đối cứng, lấy lực đánh lực. Không có chút mưu mô nào, kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu sẽ thua. Yến Tây lâu kêu lên một tiếng trầm đục, liền lùi lại ba bước, nháy mắt mặt đỏ như máu, diệp cô phố thân mình lung lay hai cái, rốt cục cũng lui về sau nửa bước nhẹ nhàng thở dài giọng điệu chậm rãi gật đầu nói đã sớm nghe nói ngũ lôi trưởng là thiên hạ tuyệt học hôm nay xem như lĩnh giáo quả nhiên như lời đồn yến tây lâu hít sâu một hơi sắc mặt lập tức bình thường trở lại đi nhanh về phía trước bật hơi mở thanh âm hô lại đánh ra một trường a di đà phật thí chủ thủ đoạn cay độc quá một tiếng phật hiệu truyền tới linh vân đại sư đã bay đến phía trước một trường chậm rãi thỏ ra từ hướng Tây Bắc, Văn Tư Viễn phi thân đuổi tới, không nói hai lời, cũng là một trưởng đánh tới, trưởng phong gào thét, uy thế kinh người. Diệp cô vũ tuy rằng lợi hai, nhưng rõ ràng một người không thể địch lại nổi. Tại nơi này, Diệp cô vũ lại dám đánh lén trước, cũng không cần nói đến luật giang hồ. Hòa thượng, người là người xuất gia mà cũng tham dự chuyện này, có tư cách gì nói tôi thủ đoạn độc ác. Diệp cô vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt với trưởng lực ba hướng, không tránh né, vận lực dưới chân một chút, phi thân lui về sau, đồng thời ngửa mặt thét dài một tiếng. Giáo chúng của thiên ưng giáo, vốn đang cùng mấy tên canh gác chỉ thủy quan giao chiến nghe thấy âm thanh thét dài, lập tức thu tay lại, như thủy triều lập tức lùi về phía ngoài, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Yến Tây Lâu, Linh Vân Đại Sư, Phan Tư Viễn ba người ba trưởng đều đánh vào không chung, trong chốc lát đã không thấy tung tích của Diệp Cô Vũ. Một kích đánh ra thuận lợi, nói đi là đi, lập tức thoát thân, chẳng sợ hãi chút nào. Ba người đều không khỏi chố mắt đứng nguyên tại chỗ. Tuyệt đỉnh cao thủ như Diệp Cô Vũ, thật không ngờ lại có, hành vi tiểu nhân, bỗng nhiên đến rồi lại đi, một chút nam tử hán đại trượng phu cũng không có, hiển nhiên ba người đều chưa từng nghĩ đến. liền vào lúc này, nơi vòng trời xa vô tận, quang trụ rốt cục đã thành hình, ánh sáng chói mắt, lập tức hướng về biệt thự Tây Sơn đánh chấp nhoáng xuống. Bề ngoài thiên lang tinh còn có hắc khí lượn lờ, một đầu tựa như mãnh thú nháy mắt cuồn cuộn phía chân trời, cự chảo múa máy, đánh mạnh về phía quang trụ. Lại một tiếng thét dài truyền ra, mang theo sự phẫn nộ vô tận, bên trong mật thất chỉ thủy quan, ba bóng người vọt ra, một trước hai sau, không ngừng lại chút nào, phi thân hướng về phía diệp cô vũ thối lui mà đuổi theo. Văn tư viễn nhìn thấy rõ, xông lên phía trước chính là tiêu phàm. Trong lúc này, tiêu phàm thi triển toàn lực, sư huynh muội ba người thực lực chân chính, hoàn toàn bày ra. Phan nhị thái gia tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi đã già, trung quy không cường tráng bằng tiêu phàm. Trong hư không, bóng đen mãnh thú vẫn chưa đánh với quang trụ bao lâu, đã không có lực lượng chống đỡ. Trong chốc lát, quang trụ hình như đã tiêu hao hết năng lượng, trên không trung hóa thành nhiều điểm ánh sáng, bay về bốn phía. Bóng đen mãnh thú ngửa mặt lên trời há mồm, ra vẻ giống một tiếng, lập tức cũng hóa thành từng đợt màn xương đen nhẹ nhẹ tiêu tan trên không trung. Hự, một tiếng, Dung Thiên Tổ Sư dùng hai tay đang cầm đầu lâu của mãnh thú kia, trong nháy mắt dập nát, hóa thành một đống xương vụn rơi xuống. Dung Thiên Tổ Sư há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lay động hai cái, gục người về phía trước. chương 420, gặp nhau không bằng không gặp một. Tứ đại vô thánh thắt bỉ nhĩ, A Ba Tư cũng há mồm hộp máu cả đám, ngã trái ngã phải, trở nên cực kỳ uể oải không chịu nổi. Trận đại chiến kinh thiên này, đến tận đây rốt cuộc dừng lại, nếu không phải thời khắc mấu chốt đối phương không tiếp tục đuổi Giota ết, nếu không Tây Ly giáo chỉ sợ toàn quân đều bị diệt ở chỗ này rồi. Dù là như thế, nhưng hiện tại cũng không dễ chịu. Người đàn ông bên cạnh hộp một ngụm máu tươi rồi đứng lên, lảo đảo đi tới bên cạnh dung thiên tổ sư, ra sức nâng sư phụ dậy, thở hồn hển nói với tát bỉ nhĩ. Đại sư huynh, chỗ này không thể ở lâu, giang đạo minh ngăn không được tiêu phàm lâu đâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, khụ khụ mặc dù gã không biết tình hình cụ thể bên chỉ thủy quan như thế nào, nhưng tử vi đế tinh toàn lực vận chuyển, không ngờ hao tốn tinh lực, không tiếp tục đuổi gờ iota s nhất định là bởi vì giang đạo minh làm ra động tĩnh lớn, kinh động đến tiêu phạm văn thiên không thể không bước ra đi đi đối phó giang đạo minh. nhưng mà tình huống này rất không an toàn, giang đạo minh gã ta dù mạnh đến mấy, nếu bị mấy người sư huynh đệ của tiêu phạm liên kết công kích, cũng khó kéo dài thời gian. thời gian tranh thủ cho bọn họ cực kỳ hữu hạn. Tát bỉ nhĩ tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao cũng không phải bao cỏ, cũng biết đương lúc sống còn này, quyết không thể trần trừ do dự, liền gật đầu, nuốt trở vào một ngụm máu tươi, mệt mỏi gọi đệ tử ở ngoài cửa tiến vào. Một lát sau, nhiều chiếc xe chia nhau lái vào trong màn đêm đen như mực, càng lúc càng xa, cả tòa biệt thự Tây Sơn trở nên trống rỗng, không còn một bóng người. Ở phía chỉ thủy quan bên kia, tiêu phàm ở trong rừng rậm đi vội như bay, trên người khoác áo cửu đan hạc bát quái, như nước dưới ánh trăng, màu vàng bát quái chiếu lấp lánh, cực kỳ đẹp mắt. Tốc độ rút lui của Thiên Ưng tuy rằng cực nhanh, nhưng Tiêu Phàm tới càng nhanh hơn. Khi bọn họ chưa hoàn toàn rời khỏi rừng rậm, thì Tiêu Phàm đã đuổi tới. Giờ phút này, Tiêu Phàm không còn dịu dàng nhã nhặn như ngày thường nữa, tuy trên mặt mang vẻ mỉm cười, nhưng cơ thể vặn vẹo, trong hai mắt huyết sắc óng ánh, phẫn nộ đến cực điểm. Một cỗ sát khí dày đặc cuồn cuộn không dứt thoát ra từ trong lỗ chân lông trên toàn thân của Tiêu Phàm. Xuy suy, hai tiếng vang nhỏ, hai bóng người màu trắng bỗng nhiên bay ra từ bên trong tán cây rậm rạp, trong tay quơ lên dao găm đen thùi, người còn chưa tới, nhưng một mùi tanh hôi nồng nặc đã xông vào mũi làm người ta thấy buồn nôn. Đây là dao găm có chứa kịch độc, là công cụ chuyên dùng để ám sát. Năm đó ở địa khu Tây Á, không biết có bao nhiêu chính khách và phú hào đã chết dưới loại dao găm ngâm độc này mắt nhìn thấy tiêu phàm đuổi g iota s như cuồng phong khoảng cách càng ngày càng gần hai gã sát thủ thiên ưng này không thể không lưu lại để ngăn chặn hắn huyết quang trong mắt tiêu phàm chợt lóe cổ tay run lên cong lại gảy nhẹ hai luồng ánh sáng lạnh xẹt qua khoảng không đen như mực trong rừng rậm hai bóng người áo trắng hừ cũng không hừ một tiếng bổ nhào ra thi thể va chạm xuống mặt đất phát ra hai tiếng trầm đục vừa thấy thế hai gã đệ tử tinh nhuệ hồn bay lên trời nhưng chưa đủ để hù sợ những người khác, lại có hai gã đệ tử không chút do so dự dừng bước, đón tiêu phàm mà vọt lên. Kết quả của bọn họ cũng giống như hai gã đệ tử trước, chưa chạm tới thân thể của tiêu phàm thì đã ôm cổ, xoay người ngã xuống đất, biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tiêu phàm một khi ra tay sẽ không nương tình chút nào. Một gã trưởng lão, thiên ưng giáo, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng dừng bước, xoay người lại, hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm đang đuổi Giota S phía sau, bốn gã cấp dưới đã bị Giota S chết, trong tay người trưởng lão này cũng nắm chặt một thanh dao gam ngâm độc đen thùi. Phí thắt nhĩ, lui ra. Liền vào lúc này, một mệnh lệnh bình tĩnh mà kiên định được truyền đến tai người trưởng lão này. Nghe được mệnh lệnh, phí tát nhĩ không hề kháng cự, cung kính trả lời một tiếng rồi xoay người rời đi. Diệp cô vũ đã đến bên ngoài rừng rậm, xoay người thản nhiên nhìn tiêu phàm chạy như bay mà đến, sát khí cả người không chút che giấu ba người phụ nữ dáng người yểu diệu xếp thành hình bán nguyệt đứng ở phía sau gã một bầu không khí yên tĩnh chỉ có màu trắng của quần áo rung động trong gió đêm tít tịch tiêu phàm dừng bước cách chỗ diệp cô vũ đứng không xa lạnh lùng nhìn sang toàn thân tràn đầy sát khí tiêu trưởng giáo anh thật làm cho tôi thất vọng diệp cô vũ nhìn hắn khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên mang theo nhiều ý châm chọc chậm rãi nói giang đạo minh tiêu phàm lạnh lùng nhìn diệp cô vũ lạnh lùng nói ngươi biết ta diệp cô vũ hai hàng lông mày dương lên tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng diệp cô vũ trong mắt như phun ra lửa lạnh lùng nói đúng là sai lầm của ta ta căn bản không nên tin tưởng ngươi không nên tin tưởng nhân phẩm của ngươi tanh vốn cũng không khiến cho ngươi tin tưởng người trong giang hồ lại đặt cược ở người khác đương nhiên đó là lỗi của ngươi thanh âm của diệp cô vũ cũng trở nên lạnh băng Tiêu phàm ngậm miệng lại. Áo choàng bát quái lay động dựng lên, một cỗ áp lực vô cùng lớn chợt trào ra từ trên người hắn, cuồn cuộn đè thẳng lên bốn người đối diện. Bạch Tô Tô đang chuẩn bị mở miệng liền cảm thấy ngực đau, lời nói mới đến bên miệng bị ép trở lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Loại cảm giác này, nhiều năm nay cô chưa từng thấy qua. Diệp cô vũ khóe miệng nhướng lên, một chút ý cười thản nhiên hiện lên, chậm rãi nói, tiêu trưởng giáo, thật sự muốn cùng ta động thủ ở chỗ này sao? người cảm thấy người bây giờ còn có nhiều thời gian như vậy sao tiêu phàm không khỏi ngẩn ra ý nghĩ của hắn bị lửa giận đốt cháy nháy mắt tỉnh táo lại bình tĩnh nhìn chằm chằm diệp cô vũ ống tay áo phất một cái thân hình nhẹ nhàng bay lên giống như mũi tên rời cung bay về phía chỉ thủy quan thậm chí còn nhanh hơn khi tới đây diệp cô vũ nói không hề sai chút nào hắn đã không còn thời gian rằng co ở trong này với gã nữa rồi không có chuyện gì quan trọng hơn so với sự sống còn của tân lâm Vù. Tiêu phàm vừa mới rời đi Trong rừng rậm có bóng người lay động Văn nhị thái ra chạy tới Liếc mắt liền thấy Diệp cô Vũ Lông mày tuyết trắng dựng lên Trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng gây ếch yêu ta ép sợ Ngũ sư đệ Diệp cô Vũ cười nhạt một tiếng Hai tay ôm quyền Hướng Văn Thiên cúi đầu chậm rãi nói Nhị sư huynh đã lâu không gặp Quả nhiên là ngươi Văn Thiên hít một hơi khí thật dài Nói Đương nhiên là ta nếu đổi lại là người khác thì đâu có khả năng nhẹ nhàng bước vào chỉ thủy quan như vậy. Văn Thiên vẻ mặt lập tức trở nên lãnh đạm, nhíu mi nói. Ngũ sư đệ, người bây giờ còn gọi ta một tiếng nhị sư huynh, như vậy ngươi vẫn coi mình là người của vô cực môn. Một khi đã như vậy, tại sao muốn tấn công chỉ thủy quan? Chẳng lẽ ngay cả tổ tông sư phụ cũng không nhận nữa sao? Nhị sư huynh, cho dù ta vẫn tự coi mình là người của vô cực, vậy vô cực môn còn nhận ta sao? Diệp cô vũ lại cười lạnh một tiếng, nói, khóe miệng lại một lần nữa hiện lên một tia ý cười châm biếm. Văn thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngũ sư đệ, cớ sao lại nói như vậy? Ha ha, nhị sư huynh, chuyện năm đó, người còn rõ hơn ta. Hiện tại người cũng thấy đấy, ta có điểm nào kém tiêu phàm. Luận về trình độ thuật pháp, luận về tu vi võ thuật, tiêu phàm có mặt nào vượt qua ta? Luận về mưu trí, luận về thủ đoạn giang hồ, hắn lại càng kém xa dựa vào cái gì hắn có thể kế thừa y bát trưởng giáo mà ta lại chỉ có thể đến nơi sa mạc hoang vu không phải ta muốn hủy sư diệt tổ mà là do sư phụ có lỗi với ta trước diệp cô vũ nói xong thanh âm dần dần xúc động pha lẫn phẫn nộ đám người bạch tô tô không khỏi liếc nhau đều hoảng sợ đi theo diệp vương nhiều năm như vậy các cô còn chưa bao giờ nghe thấy lời nói như vậy phát ra từ miệng diệp vương không ngờ vô cùng oan ức ở trong mắt các cô, Diệp Phương chính là thiên, chính là thần, là người chế định tất cả các quy tắc, thời đại này ai còn có thể ức hát yêu ta ép anh ta? Ai còn có thể làm cho anh ta cảm thấy oan ức? Rất đảo điên rồi. Nói lung tung. Diệp cô vũ còn chưa dứt lời, Văn Thiên gào to một tiếng, thanh sắc đều mãnh liệt. Năm đó sư phụ đối với người ân đức bao nhiêu, không có sư phụ dạy bảo, người làm sao có thể có ngày hôm nay người bây giờ một thân bản lĩnh đều là nhờ sư phụ khổ cực dạy dỗ sư phụ có chỗ nào phải có lỗi với ngươi chứ không để cho ngươi làm trưởng giáo chính là có lỗi với ngươi sao ngươi đang suy nghĩ gì vậy vô cực trưởng giáo chỉ có người có đức mới đảm nhiệm được tiêu phàm trẻ tuổi hơn ngươi trình độ thuật pháp tu vi võ thuật cũng không kém so với ngươi quan trọng nhất là hắn có lương tâm nhận sự dạy bảo của sư phụ làm nhiều việc thiện công lao to lớn đây mới là lý do cơ bản mà vô cực môn mấy ngàn năm không bị suy bại. Quyền mưu tính kế, thủ đoạn giáp tâm, đều chẳng qua là vô thường thôi. Con đường lớn đang đi cần chú ý chính là một chữ, nhân. Người tâm tư quá mưu mô, đi ngược lại với môn quy giáo lý của vô cực môn chúng ta. Vô cực môn giao vào trong tay ngươi, ngươi sẽ đem vô cực môn đi theo phương hướng nào. Chỉ dựa vào những gì ngươi đã làm hôm nay, hủy sư diệt tổ, ngươi đã không xứng làm trưởng giáo. Sư phụ năm đó không đem y bát truyền cho ngươi, cũng là bởi vì lòng ngươi bất chính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 420.